Bên phía cờ trắng tất cả đều sắc mặt đại biến, tựa hồ cảm thấy thế cục không ổn, nguyên một đám bắt đầu khẩn trương. Trương Thiệu Thiên cơ hồ âm trầm chảy ra nước rồi, tức giận đến đầu óc choáng váng, giận dữ hét to với Lý Vân Tiêu. Nếu là hôm nay chết ở đây, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Vân Tiêu không để ý tới Trương Thiệu Thiên gào thét, mà cười nói với Phong Ấp. Phong Đại Sư, người bất quá chẳng qua nhờ ta chỉ điểm tránh được một kiếp thôi, sao giờ lại trang bức như thế? Bộ dạng người thế ta rất không thích, làm người vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Hắn giơ tay lên, một chấm nhỏ ngưng tụ trên không trung, thì thào lẩm bẩm. Bước tiếp theo nên đi Trạch Phong Đại quá hay là Hỏa Thiên Đại Hữu đây? Trên mặt hắn lộ vẻ do dự. Lọt vào tai bọn người Phong Ấp khiến nguyên một đám kinh hãi không thôi, nhìn chấm nhỏ trên không trung, trong đầu nhanh chóng suy diễn lấy thế cục Trạch Phong Đại quá và Hỏa Thiên Đại Hữu, càng nghĩ càng kinh hãi. Được rồi, vô luận đi thế nào, cũng chỉ là chơi đùa các ngươi thôi, đối với phá giải toàn ván không có tác dụng lớn, vẫn nên đi Thiên Lôi Địa Hỏa trực tiếp diệt sát các ngươi thôi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ vẻ chán nản vô vị, khiến mọi người như muốn thổ huyết. 7 chi 15 vượt qua. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ, chấm nhỏ ngưng tụ thành, rơi xuống chỗ tiết điểm kia, toàn bộ ván cờ trong khi quân trắng xẹt qua bầu trời bắt đầu biến hóa, tầng tầng điệp ra, suy diễn vô cùng. Ầm ầm, quân cờ kia dừng ở vị trí 7 chi 15, toàn bộ không gian theo đó rung động lắc lư, một cổ sát khí như thực chất sinh ra. Dũng mãnh lao tới 10 người bên cờ đen, muốn thôn phệ tất cả. Thiên Lôi Địa Hỏa, sát cục thật mạnh. Phong Ấp có tu vị Cửu Thiên Võ Đế cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hoảng sợ thất thanh nói. Làm sao bây giờ, bước tiếp theo nên đi thế nào đây? Sát khí kia đến quá nhanh, biến hóa ván cờ vô cùng vô tận, khiến hắn cũng đáp ứng không xuể, đầu óc cơ hồ phát mộng. Đường Kiếp ngược lại hít một hơi lạnh, bối rối nói. 7 chi 6 thì sao? Có thể hóa giải bớt nước kia? Phong Ấp đột nhiên lắc đầu nói. Không được, lỗ thủng quá lớn, hắn lại đánh ra một nước 8 chi 12 thì chúng ta toi đời ngay. Đường Kiếp bị sát khí kích thể, toàn thân rét run run rẩy nói. Vậy thì, 7 chi 9, nếu ngươi không hạ cờ nữa thì chết chắc rồi. Trong mắt Lê cũng hoảng sợ không thôi, nói. 7 chi 9 cũng chỉ có đường chết, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có cách phá giải sao? Phong Ấp không ngừng vỗ đầu mình, moi ruột gan khổ tư tưởng không thôi, nói. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta đường đường trận đạo đại sư, vậy mà không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử sao? Thiên Lôi Địa Hỏa chi sát cục, làm sao phá? Làm sao phá? Hắn nhanh chóng nghĩ qua tất cả biện pháp, nhưng vẫn không tìm ra cách phá giải. Phốc! Phun ra một ngụm tâm huyết, ánh mắt Phong Ấp lộ ra vẻ tuyệt vọng và thất bại. Tinh khí thần cả người vào thời khắc này bỗng nhiên trở nên uể oải, giống như bị người tháo nước vậy. Không chỉ do sát cơ ngưng tụ trong ván cờ, mà còn cảm giác bị đánh bại. Tuổi tác đối phương và loại biểu hiện nhẹ nhàng kia, không cái nào không tỏ rõ khác biệt cực lớn giữa hai người, khiến đại sư trận pháp nổi danh như hắn căn bản khó có thể tiếp nhận. Chi, ta không được, ta muốn chết, đám phế vật các ngươi, tùy tiện đi nước nào cũng được đi, ta thật sự sắp chết rồi. Vũ Văn Cao bỗng nhiên điên cuồng kêu lên, tu vi của hắn vốn trên đường kiếp, nhưng bị Vũ rút lấy máu huyết, còn có thương thế trên người, căn bản không ngăn nổi sát khí như thể, cả người giống như tùy thời đều bị chôn vùi vậy, hắn giống giận điểm một ngón tay lên bầu trời, nói. Rơi xuống, phá cho ta. Không nên a. Lê và Đường Kiếp đồng thời hoảng sợ kêu to lên, hoảng sợ nhìn chấm nhỏ trên bầu trời xuất hiện. Đã chậm. Theo ngón tay Vũ Văn Cao điểm xuống. Chấm nhỏ kia trực tiếp hóa thành quân cờ màu đen, xa xa rớt xuống bầu trời, đáp xuống tiết điểm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đột nhiên đại biến, hắn dường như đã thấy được điểm rơi kia, một đạo linh quang đột nhiên lóe lên trong đầu, vô số khả năng xảy ra của ván cờ vào thời khắc này bị hắn nhanh chóng suy diễn ra. Đó là... Lê khiếp sợ nhìn điểm rơi kia, tựa hồ cũng đã nhận ra gì đó, kinh hãi không thôi. Vị trí quân cờ rơi xuống kia... Bất luận suy diễn gì cũng đã mất đi hiệu lực, biến hóa ván cờ đi về hương vô hạn, vậy mà hoàn toàn không thấy được tương lai. Ầm ầm, ngay khi quân đen đánh xuống, toàn bộ không gian hoàn toàn run rẩy lên. Vào thời khắc này, tất cả quân cờ đều tản mát ra hào quang màu xanh, tựa hồ hô ứng với quân cờ đen kia. Mà trên thân 20 người cũng hiện ra ánh sáng màu xanh,
cảm nhận được lực lượng trong ván cờ, tựa hồ kết nối vô cùng xa, vô cùng lâu, xỏ xuyên qua thiên địa. Quân cờ kia, thủy hỏa vị tể. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ rung động, gắt gao nhìn chằm chằm vào quân cờ đen kia, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Không chỉ có hắn, ba người Lê, Đường Kiếp, còn có Phong Ấp cũng triệt để ngốc trệ. Toàn bộ không gian bàn cờ vào thời khắc này lần nữa phát sinh biến hóa to lớn, quân cờ ngôi sao dần dần biến mất, lại xuất hiện một con đường, bao trọn lấy cả ván cờ từng bước suy diễn lên. Bọn hắn cảm nhận được loại lực lượng trận pháp suy diễn này, tựa hồ có thể xuyên qua vô hạn quá khứ, vô tận tương lai, thời không vào thời khắc này giống như bỗng nhiên co rút lại thành một tiết điểm, tự từ xưa tới nay đã cố định ở chỗ kia, vĩnh hằng bất biến. Đường Kiếp nuốt một ngụm nước miếng, liếm lấy bờ môi khô khốc, thì thào lẩm bẩm. Đây là phá giải sao? Toàn bộ thiên địa kỳ cục, thì ra được diễn hóa như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ không gian ván cờ quấn quanh hoàn vũ vào thời khắc này không ngừng thoái hóa biến mất, theo đó biến mất còn có lực lượng vô tận, toàn bộ thế giới lần nữa biến thành một mảnh đen kịt, không bất cứ ánh sáng nào nữa. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong loại diễn hóa trận đạo kia, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Tựa hồ toàn bộ đều được lợi rất nhiều. Phá giải sao, ta vậy mà phá thiên địa kỳ cục. Vũ Văn Cao phản ứng đầu tiên, chính hắn cũng triệt để trợn tròn mắt, hắn đối với đấu cờ hoàn toàn không biết gì, vừa rồi chỉ là cảm nhận được khí tức tử vong, không cam lòng vùng vẫy giấy chết thôi, không thể tưởng được vậy mà. Ha ha, Thương đột nhiên cười ha hả, vui vẻ nói. Không hổ là nhân loại có yêu tộc mẫu thể chi lực, hắc hắc. Xem ra giữ lại ngươi quả nhiên có trọng dụng. Hô, rốt cục an toàn sao? Sa Húc Nghiêu nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mới phát hiện, toàn thân mình đã dính đầy mồ hôi, vậy mà khẩn trương đến toát mồ hôi lạnh, khó chịu nói không nên lời. Theo không gian vô hạn biến mất, lực lượng bị áp chế của mọi người dần hồi phục lại. Phòng ấp trong mắt hàn quang lóe lên, dừng ở ba người trong tràng, Lý Vân Tiêu, Đường Kiếp và Lê. Thiên địa kỳ cục vừa rồi bốn người bọn họ đều thấy được cách phá giải, mà ván cờ này lại quan hệ đến truyền thừa trận đạo của vương tọa võ đế, mặc dù hắn là võ đế tôn sư, cũng khó tránh khỏi động tâm. Đường Kiếp cảm nhận được sát ý trong mắt Phong Ấp, lập tức hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh như băng lui về phía sau, nói. Phong Ấp đại nhân, trận pháp suy diễn vừa rồi, ta nhất định sẽ quên đi, mong rằng đại nhân thả ta một mạng. Hắn lúc này thật sự như rớt vào hầm băng. Đối phương là võ đế tôn sư, nếu thật muốn giết hắn thì ở đây không ai cứu được cả. Sa Húc Nghiêu cũng tựa hồ đã hiểu rõ gì đó, khóe miệng hiện ra một tia cười tàn nhẫn, nói. Phong huynh, những cặn bã này cứ mặc sức xử lý, thả ai giết ai, ngươi cứ nói đi. Lời này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng lực lượng hai người này, ở đây ai cũng đừng mong chạy mất. Vũ đột nhiên khẽ kháp quyết. Vĩ quang kiếm trong tay Lý Vân Tiêu bỗng nhiên rời khỏi tay, hóa thành một đạo bạch quang bay về trong tay hắn. Chỉ thấy trên vĩ quang kiếm đều là cá lổ hồng lớn nhỏ, chính là do lúc trước cứng rắn chém giết lưu lại, lúc ấy còn không biết như thế nào, nhưng giờ lại cảm thấy cực kỳ đau lòng, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Huyền khí cửu giai. Sa Húc Nghiêu cả kinh, nhìn vĩ quang kiếm trong tay Vũ, còn có chu tước đao kia nữa. Chấn động khí vận từ trên thân hai kiện huyền khí phát ra khiến hô hấp hắn cũng trở nên ngưng trệ. Hắn tuy rằng thân là võ đế, nhưng cũng không có huyền khí cửu giai, huống chi hiện giờ thoáng cái thấy được hai kiện, vẻ ngạc nhiên và mừng như điện lập tức hiện trên mặt, cười ha hả. Ha ha, trời cũng giúp ta. Phong huynh, ngũ hành ngự thú hoàn của ngươi còn chưa luyện thành, ta đã đạt được hai kiện huyền khí cửu giai trước rồi. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy. Được đến lại không phí chút công phu. Sa Húc Nghiêu ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng cực độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kiện binh khí trong tay Vũ. Đường Kiếp cuống quýt nói. Hai vị đại nhân, kiện chu tước đao màu đỏ kia là binh khí của tại hạ, coi như lễ gặp mặt tặng cho hai vị đại nhân, chỉ cầu thả ta một con đường sống, ngày sau tứ cực môn tất nhiên sẽ cảm tạ hai vị đại nhân. Sa Húc Nghiêu lạnh giọng nói. Phòng ấp. Tiểu tử tứ cực môn này không giữ lại được, nếu hắn còn sống đi ra ngoài, đến lúc đó tứ cực môn còn không đến tìm chúng ta gây phiền toái sao? Sắc mặt Đường Kiếp thoáng cái trắng bệch, nói. Sẽ không đâu, ta thề với trời, nhất định sẽ không ôm hận chuyện hôm nay, kính xin hai vị đại nhân giơ cao đánh khẽ.
Phong ấp thở dài. Ta quả thực rất thưởng thức ngươi, như vậy đi, ta tha cho ngươi một mạng. Đường Kiếp đại hỉ, phảng phất bắt được một căn cây cỏ cứu mạng, vội vàng thiên ân vạn tạ nói. Cảm ơn, đa tạ Phong ấp đại nhân khai ân. Chuyện hôm nay Đường Kiếp vĩnh viễn mang ơn, tuyệt sẽ không lấy oán trả ơn. Ân, Phong ấp nói. Những lời ngươi nói ta đều tin tưởng, bất quá vì đảm bảo đạt được mục đích, ta muốn đánh tan thần trí và linh trí của ngươi. Cái gì? Lòng Đường Kiếp lập tức chìm xuống đáy cốc, phảng phất như vừa bị đùa giỡn, giận dữ hét. Phong ấp, ngươi khinh người quá đáng. Trong mắt Sa Húc Nghiêu hiện lên một tia khinh miệt, mỉa mai nói. Ngươi không nên không biết đủ, lưu thân thể ngươi còn sống đã rất cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu không thì cũng giống như bọn họ, triệt để tan thành mây khói đi. Khí thế trên người hắn theo đó triển khai, toàn bộ không gian đều ngưng tụ, tất cả mọi người dưới cổ lực lượng này đều giống như bị gông cùm xiềng xích, thoáng cái đều không thể nhúc nhích. Cửu thiên đế khí, chấn áp tất cả. Sa Húc Nghiêu từng bước một đi tới chỗ Vũ, trong mắt lộ ra kích động và hưng phấn, nói. Không hổ là một trong bảy đại thương hồi, đều là nhiều tiền đến ngốc a, loại tu vị rác rưởi này mà cũng phân cho huyền khí cửu giai. Hắn chộp một trường tới, ở trên không trung ngưng ra một thủ trưởng màu vàng cực lớn gào thét xuống, chiếu rọi cả không gian một mảnh sáng trưng, thế không thể ngăn cản. Dưới cổ áp lực cực lớn này, sắc mặt Vũ ngưng trọng dị thường, nhưng trong mắt tràn đầy lửa giận và chiến ý ngập trời, nhục thể của hắn vào thời khắc này bạo phát ra. Kinh mạch màu đỏ như máu hiện ra dưới làn da, đối mặt cửu thiên đế khí, hắn cũng không cam chịu khuất phục. Hạo thiên kiếm quyết thập nhất. Kiếm khí kinh thiên nổ lên, trên vĩ quang kiếm lóe ra kiếm quang nồng đậm, chém ra màu đen ở bốn phía, bổ tới thủ ấn to lớn kia. Vũ tuy rằng chỉ có tu vị cấp bậc võ hoàng, nhưng dùng vĩ quang kiếm toàn lực chém ra, uy lực thậm chí không dưới một chiêu của võ đế. Nhưng cửu thiên đế khí chấn áp tất cả. Hơn nữa trong chiêu thức Sa Húc Nghiêu lại ẩn chứa quy tắc vô biên, kiếm thập nhất của Vũ vừa va chạm vào đại thủ ấn, liền trực tiếp tan rã ra, sụp đổ. Ầm ầm. Đại thủ ấn chôn vùi kiếm quyết, trực tiếp chấn áp xuống, trong một phương không gian đều không thể chống lại. Đồng tử Vũ đột nhiên co lại, bốn phía thân ảnh hiện ra từng chút chấn động, cưỡng ép dùng tinh thần lực phá vỡ không gian, hóa thành một đạo ảo ảnh biến mất tại chỗ. Tinh thần ba động thật mạnh. Ánh mắt Phong ấp lộ ra vẻ khiếp sợ, loại tần suất ba động này hắn cũng không lập tức bắt được, giật mình nói. Sa Húc Nghiêu, ngươi phải cẩn thận đấy, tiểu tử này có chút cổ quái, có cần ta giúp đỡ không? Vũ sau một khắc đã xuất hiện ở không gian phía trên Sa Húc Nghiêu, quát. Hạo thiên kiếm quyết kiếm thập tam, tan vỡ. Khí vận cửu giai cường đại tản ra, một kiếm uy lực kinh thiên, phá vỡ tầng tầng hắc ám, như thủy ngân tràn xuống, tung hoành thiên địa. Sa Húc Nghiêu cũng cả kinh, nhưng rất nhanh lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Phong ấp, trò cười này không buồn cười đâu, ta đối phó một gã võ hoàng, còn cần ngươi nhúng tay. Đứng ở bên xem là được rồi. Con sâu cái kiến nên có bộ dáng của con sâu cái kiến, nếu à ngươi cho rằng con sâu cái kiến cũng có thể cắn chết con voi, vậy ta liền triệt để phát huy, đánh cho ngươi hóa thành hạt bụi trong trời đất bao la này. Gương mặt Sa Húc Nghiêu lạnh như băng. Trong tay kim mang lập lòe lộ ra hàn khí bức nhân, một đạo lực lượng kim sắc hiện ra trên lòng bàn tay, xoay quanh trên xuống, bộc phát ra khí tức kinh thiên. Đoạn hồn sát. Hắn hét lớn một tiếng đánh tới chỗ kiếm quang kia, như là liệt nhật lên không, chiếu rọi tất cả. Ngay khi hắn đánh ra một chiêu, mấy đạo nhân ảnh lập lòe di động trong hào quang, lộ ra xu thế vây kín Sa Húc Nghiêu vào trong, khí tức cường đại vọt lên cao, bỗng nhiên nhao nhao ra tay. Chỉ trung kiếm hồng nguyên. Trầm Phong cũng tăng lực lượng lên đến đỉnh phong, một thanh lãnh nguyệt chiến đao chém ra một đầu băng long, gào thét xông tới. Cửu xí linh xà điều thét chói tai quanh quẩn trên không trung thoáng cái mãnh liệt trùng kích xuống, không khí bốn phía đè ép phát ra liệt hỏa hừng hực, trong hai tròng mắt dã tính đột phát, lộ hung quang. Cái gì? Sa Húc Nghiêu đánh ra một chiêu, cảm nhận được một đạo lực lượng hợp kích ở chung quanh, trong nội tâm hoảng hốt. Bốn đạo lực lượng này mỗi một đạo đều không hề dưới kiếm quang của Vũ. Những con sâu cái kiến này là sao? Rõ ràng tu vị rất thấp, sao lại có lực công kích bá đạo như thế? Nếu không phải đẳng cấp nguyên khí quá thấp, thậm chí còn không dưới võ đế. Phong ấp cũng mở to mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, kinh hãi nói. Huyền khí cửu giai,
vậy mà lại là hai kiện huyền khí cửu giai. Các ngươi đến cùng là người nào? Coi như là thương hội tứ cực cũng không có khả năng hào phóng như thế, thoáng cái đã xuất hiện bốn kiện huyền khí cửu giai, coi như là võ đế cũng phải điên cuồng a. Oanh! Hạo Thiên kiếm thập tam của Vũ dưới một kích của Sa Húc Nhiêu bị trực tiếp chôn vùi, cửu thiên đế khí thế đi không giảm, sau khi đánh tan kiếm quang trực tiếp trùng kích tới, Vũ giật mình định di chuyển không gian, nhưng không gian bốn phía đã bị một loại quy tắc chi lực khóa lại, tránh cũng không thể tránh, lập tức đã bị quyền mang bao lấy. Sa Húc Nhiêu sau một chiêu vội vàng xoay người lại, tay trái đánh ra mấy quyền, áo bào trên cánh tay như hồ điệp tung bay thành từng mảnh, mỗi một quyền đánh ra, đều có chấn động nương theo, ở bốn phía đánh ra một đoàn hư ảnh. Ầm ầm, một kích liên thủ của bốn người lại bị hắn một tay trực tiếp phá tan. Ngu xuẩn, nhiều con sâu cái kiến hơn nữa cũng chỉ là con sâu cái kiến, cửu thiên cảnh chính là hào rộng mà các ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua được. Sa Húc Nhiêu sau một quyền đắc thủ, khí thế đại thịnh, trực tiếp tay không xé mở quang đoàn trước người, lâm không lao ra ngoài. Vừa thò ra nửa thân hình, đã bị một đạo bóng dáng màu vàng đập vào mặt cắn tới đầu hắn. Cái gì thế? Hắn bối rối đánh ra một quyền, bóng dáng màu vàng kia vậy mà lại cắn lấy tay hắn, chỉ một thoáng một cổ lạnh buốt đã xông lên từ sâu trong linh hồn, lúc này hắn mới nhìn rõ bóng dáng màu vàng kia là một gương mặt dữ tợn. Kim sắc hồn nô. Sa Húc Nhiêu trong nội tâm đại chấn, hắn liếc mắt đã nhận ra lai lịch thứ này, sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Chỉ cảm thấy linh hồn trong thân thể đang bắt đầu chậm rãi sói mòn khỏi tay, trong miệng rộng ngậm lấy tay hắn còn chảy xuống nước miếng ướt sũng, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Đáng chết, dám thôn phệ linh hồn của ta, vạn kiếp bất phục, diệt. Diệt, diệt. Hắn hoảng sợ giống to lên, tay trái thành kiếm chỉ, hư không điểm ra hơn 10 đạo kình phong, đều hóa thành cửu thiên đế khí, vang lên tiếng phá không chói tai, trực tiếp xỏ xuyên qua hồn nô. A tương đương. Hồn nô kia bị công kích, thống khổ mở lớn miệng phun ra cánh tay Sa Húc Nhiêu, ở trên không trung kêu rên không thôi, trốn về chỗ Trương Thiệu Thiên. Hồn nô cùng chủ nhân tâm thần tương liên, bị cửu thiên đế khí xuyên qua khiến kim sắc quang mang của nó đại giảm, Trương Thiệu Thiên cũng bị cắn trả, phun ra một ngụm tâm huyết, trong mắt lộ vẻ lăng lệ ác liệt, rất có quyết tâm quyết một trận tử chiến. Phệ hồn tộc và vạn tinh cốc tuy rằng lộ ra là chung sống hòa bình, nhưng ở sau nếu có cơ hội sẽ đánh chết ngay. Nếu những đại yêu này bị giết, kế tiếp phải chết nhất định sẽ là hắn, nếu không dù chỉ có chút cơ hội sống sót, hắn cũng đã không dám khiêu khích uy áp võ đế rồi. Đám cặn bã phệ hồn tộc, bổn tọa trước tiên tiêu diệt ngươi. Tay phải Sa Húc Nhiêu không ngừng truyền đến đau nhức kịch liệt, tựa hồ ngay cả khí lực cũng không động nổi, mới rồi bị kim sắc hồn nô cắn quả thật đã bị cắn nuốt bộ phận linh hồn, cả người thống khổ không chịu nổi. Hắn cũng bất chấp những đại yêu và huyền khí cửu giai kia. Trực tiếp bước về trước hai bước, mặt mũi tràn đầy dữ tợn và phẫn nộ, muốn lấy tánh mạng Trương Thiệu Thiên. Lưu ly như hỏa xích phiêm. Đột nhiên một cổ sóng nhiệt cực cao lâm không cháy đến, đi ngang qua giữa hắn và Trương Thiệu Thiên ó, lực thiêu đốt từ hỏa diễm kia ngay cả hắn là cửu thiên võ đế cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Chi, đây là hỏa diễm gì? Sa Húc Nhiêu trong nội tâm hoảng hốt, ngọn lửa kia hóa thành một đường quanh quẩn quanh thân hắn. Thậm chí ngay cả hắn cửu thiên đế khí hộ thể cũng bị thiêu hủy từng chút một, hắn thậm chí ngửi được một cổ khí tức tử vong. Cái này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn, phải biết rằng cửu thiên đế khí, chính là cô đọng quy tắc mà sinh, lớn nhất giữa thiên địa, trấn áp tất cả a. Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi dị thường, thần hỏa vừa ra, tất cả lực lượng toàn bộ ảm đạm thất sắc. Trương Thiệu Thiên sau khi thất thần ngắn ngủi, liền vội vàng thối lui. Vừa rồi nếu không có ngọn lửa này ngang trời mà đến cứu tánh mạng hắn, sợ rằng hắn đã bỏ mạng dưới tay Sa Húc Nhiêu rồi. Hắn cảm kích nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, cực kỳ cố hết sức. Hỏa diễm chi lực tuy rằng cường đại, nhưng thiêu đốt cũng không mạnh, như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều sẽ dập tắt vậy, tựa hồ kình khí chưa đủ. Sa Húc Nhiêu cũng phát hiện điểm ấy, vội vàng hét lớn một tiếng, một tia kim quang hiện ra quanh thân hắn. Như sóng biển đánh tới thần hỏa kia. Lý Vân Tiêu trong nội tâm chấn động, Phượng Hoàng chân hỏa hắn hiện giờ thi triển ra, cũng chỉ có bộ dạng dọa người, không thể thật sự chiến đấu được, sao có thể đỡ nổi đế khí chi hải của Sa Húc Nhiêu. Hắn vội vàng lâm không khẽ dẫn, toàn bộ hỏa diễm trong chốc lát chôn vùi, thu hồi vào trong mi tâm, sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Thì ra là ngươi dở trò quỷ.
Trên mặt Sa Húc Nghiêu cực kỳ âm trầm, toàn thân đều là sát cơ, cắn răng nói. Trong không gian bàn cờ lúc trước, ngươi rất nghiêu a, đợi ta đánh bại ngươi như trứng mềm, xem thử ngươi có thật sự nghiêu vậy không. Hắn xoay người gập lưng, hai chân hơi cong, toàn thân bắt đầu tản mát ra từng vòng đế khí màu vàng, quét ngang mà ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu và Trương Thiệu Thiên, chuẩn bị xông lên. Tất tất, cửu xí linh xà điểu ngang trời bay tới, hung hăng chụp xuống Sa Húc Nghiêu, công kích vừa rồi bị quyền trái đối phương chấn khai, rơi xuống không ít long vũ, hơn nữa đã khiến giã tính nó đại phát, lần nữa công kích đến, trên hai móng vuốt hiện ra một quang cầu màu trắng, không ngừng cắt đứt lấy không gian bốn phía, vô cùng lăng lệ ác liệt. Súc sinh, đi chết đi. Sa Húc Nghiêu có chút phát điên rồi, vốn hắn muốn một chiêu trấn áp cục diện, bây giờ lại khiến mình chật vật không chịu nổi, hơn nữa linh hồn còn hao tổn, tay phải đau nhức kịch liệt. Khiến cửu thiên đế vương chi tâm của hắn bị khuất nhục lớn lao, tay trái một quyền đánh ra một đạo quang mang, ngang trên xuống, muốn xuyên qua cửu xí linh xà điều kia. Lãnh xương băng long đao. Trầm phong gào thét lớn xuất hiện bên cạnh người cửu xí linh xà điểu, đao mang chém ra một đầu băng long, mà bạch sắc quang cầu trong hai vuốt cửu xí linh xà điểu cũng đẩy ra ngoài, không ngừng xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng cắt đứt không khí chói tai, không ngừng diễn sinh ra vòi rồng, gào thét mà xuống, hai người liên thủ kháng cự lấy quyền kình kia. Ầm ầm, hai gã cường giả tu vị võ tôn đỉnh phong liên thủ một kích vậy mà trực tiếp bị quyền kình võ đế đánh xuyên qua, như muốn nổ tung lên trên không. Khí tức khủng bố chấn cho thân thể hai người bay ra ngoài, rơi vãi trên không trung chút huyết hoa. Sa Húc Nghiêu sắc mặt lạnh như băng, bỗng nhiên truyền đến tiếng trống ầm vang, khí thế hào hùng, hóa thành tia tia sóng âm chi lực, rót vào trong tai hắn, trùng kích lấy thức hải thần thức. Chiến kỹ sóng âm. Hắn đột nhiên cả kinh, chỉ thấy xa xa trước người Lê xuất hiện một cái cửu lê chiến cổ, hai tay không ngừng đánh lên đó, chống trận chấn động lan tràn bất định trên không trung. Nhưng bốn phía lại bình tĩnh như nước, chỉ có một đạo sóng âm tụ thành một đường, trực tiếp trùng kích thẳng tới hắn. A, đáng chết a. Màng tai Sa Húc Nghiêu truyền đến đau nhức kịch liệt, hai cổ máu tươi trực chảy ra khỏi tay, trong đầu tất cả đều là tiếng ông vang, đau đầu muốn nứt. Bốn chiến kỹ sóng âm này căn bản không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng linh hồn sau khi bị hồn nô táp một khối, trạng thái tinh thần đã trở nên cực kỳ bất ổn. Khặc khặc. Trương Thiệu Thiên lần nữa ném phệ hồn phiên ra ngoài, lâm không triển khai, kim sắc hồn nô cười quái dị vọt ra, mở ra miệng rộng muốn cắn qua, tuy rằng lúc trước bị đế khí xuyên thủng, thực lực đại tổn, nhưng cắn nuốt linh hồn trên cánh tay Sa Húc Nghiêu cũng rất bổ dưỡng, rất nhanh đã khôi phục không ít, lần nữa cắn xé tới. A, à, kim sắc hồn nô thừa dịp tình thần Sa Húc Nghiêu không thể khống chế, chợt biến đổi kích cỡ, há to miệng cắn xuống, trực tiếp cắn lấy nửa thân trên hắn. Không ngừng nuốt vào trong bụng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ của Sa Húc Nghiêu truyền đến, nổi giận giống to không thôi, một tia đế khí màu vàng bắn ra khỏi cơ thể, xuyên qua thân thể hồn nô, cả người hắn dưới đế khí vây quanh liền căng ra cái miệng của hồn nô, trực tiếp trốn thoát. Nhưng trên thân đều là máu tươi đầm đìa, tóc tai bù xù vô cùng thê thảm, hai tay ôm lấy đầu không ngừng giống to. Vừa rồi thoáng cái đã bị cắn đi bộ phận linh hồn. Hơn nữa tiếng chống trận của Lê càng ngày càng liệt, không chỉ trùng kích thức hải hắn, càng bắt đầu dẫn động khí huyết quanh thân hắn, phảng phất như muốn phá thể mà ra vậy. Phòng ấp, ra tay, nhanh ra tay giết những người đó. Hắn ôm đầu thống khổ gào thét trên không trung, rốt cục buông xuống tôn nghiêm võ đế, bắt đầu mở miệng cầu cứu. Phòng ấp đã sớm cau chặt mày, nhưng cân nhắc đến mặt mũi đồng bạn nên vẫn cố nén, hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn xem. Hiện giờ hai tay để xuống, trường bào dưới gió thổi tung bay phất phới. Tất cả mọi người trong tràng đều biến sắc. Thật vất vả dùng hết tuyệt chiêu trấn áp một gã võ đế, cũng đã có thành phần vận khí rất lớn trong đó rồi, nếu không phải Sa Húc Nghiêu cuồng vọng tự đại khinh địch, cũng sẽ không rơi vào kết cục tự rước lấy nhục như hiện giờ. Bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Phòng ấp lại trầm ổn hơn nhiều, cũng không vội vã ra tay. Mà từng bước một đến bên người Sa Húc Nghiêu, bắt đầu kiểm tra thương thế của hắn, sau đó móc ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, để hắn lâm không ngồi xếp bằng, điều dưỡng thương thế. Sau đó lăng không duỗi ra tay phải, đại lượng đế khí bành trướng mà ra, vần quanh bốn phía Sa Húc Nghiêu, hình thành một không gian phòng ngự, bao lấy cả người hắn vào trong đó, miễn cho lại bị ảnh hưởng. Mấy động tác này của hắn, tuy rằng cực kỳ bình thường,
nhưng lọt vào mắt Lý Vân Tiêu lại khiến lòng hắn trầm xuống. Hành vi của Phong Ấp đã trực tiếp thể hiện ra tính cách trầm ổn của hắn, mỗi một cái đều làm việc cẩn thận từng ly từng tí, chứng minh người này nhất định là cao thủ lâm trận. Dù có đến thêm một tên Sa Húc Nghiêu cuồng vọng tự đại, những người bọn hắn cũng không chống nổi, huống chi là một cương giả võ đế càng thêm khủng bố. Trong lòng mỗi người đều phảng phất như bị trọng thạch đè ép, cảm thấy cực kỳ áp lực. Ánh mắt Phong Ấp đảo qua người từng người, cuối cùng rơi vào trên người Trương Thiệu Thiên, lộ ra hung mang, gật đầu nói. Các ngươi, đều rất tốt. Trương Thiệu Thiên bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, toàn thân hàn khí đại thịnh, run rẩy, vội vàng lui ra phía sau vài bước, phóng xuất ra kim sắc hồn nô, ngăn ở trước người mình, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Người còn lại toàn bộ đều khẩn trương, dưới uy áp võ đế hô hấp cực kỳ khó khăn, nhưng đều ôm tâm tình quyết một trận tử chiến, tâm tình thoáng dễ dàng hơn một chút. Giết người chẳng qua chỉ là đầu lìa xuống đất, võ đế thì đã sao? Chẳng lẽ có thể giết ta 2-3 lần sao? Xem ra đều đã làm tốt giác ngộ, vậy thì ta xuất thủ đây. Phong Ấp sắc mặt trầm xuống, thần sắc trên mặt chuyển thành hàn khí bức người, giơ tay lên cao điểm tới Trương Thiệu Thiên, trong mọi người, hắn chính là người bị phán định là nguy hiểm nhất, cho nên phải giết đầu tiên. Trương Thiệu Thiên lập tức tự hít một hơi lạnh. Cơ hồ không kịp phản ứng thì chỉ lực đã phá không đánh úp lại, kim sắc hồn nô lập tức bị đánh xuyên qua, muốn trực tiếp bắn vào ót hắn. Phanh! Bỗng nhiên trước ót hắn hiện ra một cái chuông nhỏ, ngăn cản chỉ lực kia lại. Nhưng chỉ lực quá mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay chuông nhỏ, từng vòng sóng âm theo tiếng chuông không ngừng khuếch tán trên không trung, hơn nữa chỉ lực sau khi bị ngăn cản bắn ra thành vô số kình phong lan khắp bốn phía. Siêu siêu siêu! Sư đệ Trương Thiệu Thiên ở gần đó, còn có người Thánh Hỏa Điện Nguyên một đám sợ hãi vội ngăn cản, tu vị võ tôn còn may, ba gã võ giả võ hoàng Thánh Hỏa Điện kia đều trực tiếp bị kình phong xuyên qua thân thể, nhao nhao thổ huyết, mất đi tánh mạng. Diệp Phàm cũng kinh hoàng tránh né, bị một đạo kình khí lan ra bắn thủng cánh tay, máu tươi ồ ồ chảy xuống, hắn vội vàng điểm lên mấy huyệt vị để cầm máu. Lực lượng còn sót lại từ một chỉ của võ đế vậy mà khủng bố như vậy. Đào Bình sắc mặt trắng bệch, vội vàng cứu trị cho ba gã đồng bạn bị trọng thương kia. Phùng Trư và Thích Quang thì che trước người Diệp Phàm, sợ hắn có điều ngoài ý muốn. Hoàng Chiêu Trung không ngừng bay tới bay lui trên không trung, phát ra tiếng chuông khí uẩn ông ông, chấn ra vô số vòng sóng âm đồng tâm trên không trung, cuối cùng quấn một vòng lần nữa bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu. Vừa rồi Hoàng Chiêu Trung bị một ngón tay bắn trúng, hắn cũng bị tâm thần cắn trả rất lớn trực tiếp tổn thương tâm mạch. Miệng lớn thổ huyết. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng vẫn bất khuất không buông tha, chiến ý không giảm. Trương Thiệu Thiên là người thực lực mạnh nhất trong mọi người, nếu bị một ngón tay điểm chết, vậy thì trận chiến này cũng không cần đánh nữa, trực tiếp biến thành đồ sát đơn phương rồi. Cho nên hắn liều mạng trọng thương cũng muốn cứu Trương Thiệu Thiên. Huyền khí cửu giai. Phong Ấp vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chuông nhỏ trong tay Lý Vân Tiêu, đầu óc có chút phát mộng. Hắn vì luyện chế ngũ hành ngự thú hoàn cửu giai đã giết biết bao nhiêu sinh linh, nhưng đến bây giờ vẫn còn là một kiện bán thành phẩm. Mà đám cặn bã trong không gian này, vậy mà mỗi người đều có huyền khí cửu giai. Mà ngay cả hắn gần đây tương đối ổn trọng sắc mặt cũng trở nên âm trầm, cái này còn có thiên lý sao? Chẳng lẽ nhiều năm ở trong tông môn không đi ra, huyền khí cửu giai trên đại lục xuất hiện rất nhiều sao? Hoặc là vị đại thuật luyện sư biến thái nào đó đã phát minh cách luyện chế huyền khí cửu giai số lượng lớn. Nếu không căn bản không thể nào hiểu nổi a. Các ngươi thật là khiến ta giật mình đấy. Phong Ấp ngưng giọng ói. Bất quá dù dẫy dụa thế nào, cũng không thoát được quỹ tích vận mệnh đâu. Lúc ta xuất hiện, kết cục của các ngươi đã định rồi, mà huyền khí trên người các ngươi, ta cũng sẽ không khách khí nhận lấy hết. Sắc mặt hắn phát lạnh, trong tay hào quang hội tụ. Ngũ hành ngự thú hoàn tâm thần tương liên với hắn hiện ra, tản mát ra ngũ sắc thần quang, không ngừng biến lớn trên không trung. Hư ảnh năm đầu thử vương không ngừng chạy trên hoàn trục, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, rất dễ khiến nữ hải ưa thích. Nhưng giờ phút này, ai cũng không yêu thích nổi. Ngũ hành ngự thú hoàn mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng coi như là chuẩn huyền khí cửu giai, hơn nữa ở trong tay cường giả võ đế, uy lực thi triển ra tuyệt đối khác nhau một trời một vực. Gương mặt Phong Ấp dưới ngũ sắc quang mang chiếu rọi, bình tĩnh dị thường, nhưng càng như thế, lại càng lộ ra áp lực cực độ, một kích kế tiếp sẽ kinh thiên động địa, một kích chấm dứt cuộc chiến này.
Thương từ đầu đến giờ Thủy Chung vẫn không ra tay, sau khi thái vi hỗn thiên nghi của hắn hư hao, trên cơ bản đã mất đi chỗ dựa tranh phong với những cường giả này, giờ phút này lại đột nhiên mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, kiện thánh khí kia của ngươi đâu rồi? Tế ra để mọi người trốn vào thôi, xem như chúng ta thiếu ngươi một nhân tình. Lý Vân Tiêu sắc mặt cũng hết sức khó coi, giới thần bi hiện giờ linh khí cũng không còn, cơ hồ là một xác không, có thể chịu nổi một kích do võ đế sử dụng huyền khí cửu giai hay không hắn cũng không có nắm chắc, lập tức cả giận nói. Ngươi còn mặt mũi nói với ta lời này sao, nếu không phải kiện hỗn thiên nghi kia của ngươi, giới thần bi của ta sao lại hoàn toàn mất đi linh khí, hiện giờ lâm vào lưỡng nan chứ? Thương sững sờ, cười khổ nói. Ngươi chẳng qua chỉ là linh khí hoàn toàn biến mất thôi, của ta chính là bị người hoàn toàn ép hư mất ha. Yên tâm đi, hắn chẳng qua chỉ là võ đế nhất tinh thôi, tăng thêm huyền khí cửu giai bán thành phẩm này, tuyệt không khả năng đánh bay không gian thánh khí của ngươi. Hôm nay nếu tránh được kiếp này thì nhân tình này ta nhất định sẽ trả. Trả sao, sau khi tiến vào không gian huyền khí của ta, sinh tử của các ngươi toàn bộ do ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lý Vân Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong mặt khẽ lập lòe tinh mang. Thương cười nói, thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể hóa thù thành bạn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, cái gì hóa thù thành bạn hắn ngược lại không nghĩ qua, mà sau khi ả tiến vào giới thần bi, sinh tử những đại yêu này hoàn toàn do hắn khống chế, đến lúc đó xử lý thế nào đều chỉ dựa vào một ý nghĩ của mình, nghĩ vậy, hắn liền lộ ra một tia cười lạnh, nói. Các ngươi có can đảm thì có thể tiến vào. Hắn một tay nết quyết, trong mi tâm bắt đầu lộ ra hào quang. Phong ấp trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, dưới khí thế cường đại của hắn áp chế, mấy người trước mắt còn có thể chuyện trò vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn không để mình vào mắt, còn thánh khí trong miệng đối phương hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ hết sức kỳ quái những người này còn thủ đoạn gì có thể chống lại một kích từ ngũ hành ngự thú hoàn nữa. Dừng tay! Ngay khi Y Lý Vân Tiêu sắp triệu hồi ra giới thần bi thì không trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh. Dưới ngũ sắc thần quang từ ngũ hành ngự thú hoàn chiếu rọi, một phương không gian không ngừng co rút lại, một đạo lôi điện lập lòe mà đến, dần dần hiện ra bóng người nhàn nhạt, chính là Tiểu Thanh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng, nói. Đều sắp chết rồi, còn có tâm tư ở chỗ này tiêu hao nội đấu sao? Phong ấp nhướng mày, nói. Ngươi là tinh thể do thần thụ biến hóa sao? Tiểu Thanh toàn thân đều là hồ quang điện chớp động, tựa hồ từ bên ngoài tiến đến tiêu hao rất nhiều năng lượng, lãnh đạm nói. Các ngươi dẫn động thiên địa kỳ cục, ta một mực không cách nào tiến vào. Tuy rằng không biết các ngươi làm sao phá vỡ ván cờ đó, nhưng hiện giờ đại họa lâm đầu rồi, còn ở nơi này ra vẻ gì chứ? Phong ấp lạnh lùng nói. Có ý gì? Tu vị Tiểu Thanh ở trong mắt hắn thì mặc dù tham chiến cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn lão luyện thành thục, cũng không vội ra tay. Tiểu Thanh vẻ mặt vẻ sầu lo, nói. Lực lượng bất lão sơn của vương tỏa đã bắt đầu khởi động rồi, bốn mùa xuân hạ thu đông dưới sự chi phối của nó thay đổi liên tục, hiện giờ ở bên ngoài đã vào cuối thu, nếu đến mùa đông, vậy thì đông chi quy tắc tịch diệt, sẽ gạt bỏ tất cả sinh linh trong trận pháp ngay. Phong ấp nhíu chặt mầu, hừ lạnh nói. Giả bộ gì chứ, trận pháp này không phải do ngươi chủ trì sao? Trong mắt Tiểu Thanh bắn ra hàn mang lạnh lùng, lạnh giọng nói. Nếu ta có thể khống chế lực lượng trận pháp, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Phong ấp sững sờ, lập tức trầm mặc lại, ngẫm lại cũng đúng, lực lượng trận pháp vượt xa mình dự tính, nếu đối phương thực có thể khống chế thì đã sớm giết hai người mình rồi. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Ý của ngươi là... Sau khi lực lượng bất lão sơn khởi động, bốn mùa chỉ có một lần, không còn tuần hoàn nữa sao? Không sai. Tiểu Thanh trầm giọng nói. Đây là sát chiêu lớn nhất mà năm đó vương tọa thiết chí, chính là vì bảo trì tính hoàn mỹ của trận pháp, một khi có người phá hư thì bất lão sơn sẽ tụ tập tất cả lực lượng, dẫn động địa chi quy tắc đông quý hàng lâm, trừ phi có người có thể chống lại quy tắc chi lực, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến. Thoáng cái mất đi thong dong lúc trước, mặc dù là lúc ngũ hành ngự thú hoàn xuất hiện cũng không có thần sắc khó coi như vậy. Quy tắc chi lực, có thể lớn có thể nhỏ. Ví dụ như thánh kỹ thi triển ra, quy tắc kèm theo trên võ kỹ thập phần có hạn. Mà võ đế ngưng tụ ra lại kinh thiên động địa, đủ để phiên giang đảo hải, đấu chuyển tinh di.
Tu vị càng cao, quy tắc chi lực có thể vận dụng lại càng mạnh, nhưng nếu dùng huyền khí cực phẩm cửu giai, tăng thêm tứ quý kết giới chi trận, trận pháp cường đại như thế dẫn xuất địa chi quy tắc, coi như là võ đế đỉnh phong, cũng khó trốn một kiếp. Phong ấp cũng tựa hồ ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói. Chiếu theo ngươi nói, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Những đại yêu kia cũng ở một bên im im lặng lặng nghe, giờ phút này sắc mặt đều thay đổi. Bọn hắn đều đã từng là tồn tại võ đế đỉnh phong, tự nhiên biết rõ tính nghiêm trọng của tình huống. Thương thì phức tạp nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, nhíu mày lại. Lý Vân Tiêu hiểu rõ ý của hắn, khẽ lắc đầu. Thương hiển nhiên đang hỏi hắn, giới thần bi có thể ngăn trở địa chi quy tắc nghiền áp hay không, chính hắn cũng cảm thấy rất không có khả năng. Lý Vân Tiêu thì hoàn toàn xác nhận không thể ngăn được, trừ phi giờ phút này giới thần bi triệt để sống lại, tứ đại vực giới toàn bộ triển khai, như vậy chính là một tổ hợp không kém gì tứ quý kết giới phối hợp bất lão sơn, nếu vậy thì trốn vào trong không có gì phải lo cả. Hiện loại tình huống này, chỉ có thể là giới thần bi theo quy tắc hàng lâm, cùng nhau chôn vùi thôi. Tiểu Thanh khuôn mặt lạnh lùng nói, còn có một đường sinh cơ có thể tranh thủ một chút, có thể sống sót hay không, ta cũng không dám xác định. Nhưng nếu không tranh thủ thì sẽ thật sự không chút hy vọng nào nữa rồi. Hắn nhìn phong ấp, ánh mắt rơi vào ngũ hành ngự thú hoàn trên không, trong mắt xẹt qua một tia sắc giận dữ. Tuy rằng hắn không phải thử hoàng, nhưng vô số thời đại qua luôn ở chung cực kỳ hòa hợp với những linh thứ này, giờ phút này thấy thân ảnh ngày xưa toàn bộ bị người chế trụ. Cũng vạn phần căm tức. Nếu không phải còn muốn nhờ vào lực lượng phong ấp thì hắn đã trở mặt giết người tại chỗ rồi. Phong ấp tựa hồ cũng nhận ra gì đó, tiện tay khẽ điểm, thu ngũ hành ngự thú hoàn vào, đứng chắp tay nói. Nói đi, ngươi nói sinh cơ là cái gì? Nếu tình huống đúng như ngươi nói, ta thật sự không nghĩ ra cách sống sót nào cả. Tiểu Thanh nói. Chư vị xin mời đi theo ta. Hắn lâm không thi triển một bí quyết. Không gian phía trước lập tức xuất hiện một lối đi, ánh sáng bắn ra bên ngoài. Mọi người theo sát ra ngoài, phòng ấp cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, những người này vô luận thế nào cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay hắn, trước tiên hiểu rõ tình huống trước mắt đã nói sau. Hắn nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, xua tan đi cửu thiên đế khí chung quanh Sa Húc Nghiêu. Sa Húc Nghiêu mở mắt ra, tất cả vừa rồi hắn đều nghe được, sắc mặt vô cùng âm hàn, không nói một lời theo mọi người đi ra ngoài. Bên trong bất lão sơn, tất cả đều là một mảnh khô bại, gió thu điều hưu đảo qua, lá vàng bay tán loạn đầy trời, lạc mộc vô biên rền vang mà xuống, lộ ra thê thê chi ý khắp núi. Mọi người đi tới trên đỉnh núi, Tiểu Thanh bắt đầu thi triển ra các loại pháp quyết, không ngừng đánh vào trên bầu trời, mây đen dần dần xua tan đi, sắc trời bắt đầu gió nổi mây phun, không ngừng phát sinh biến hóa, nhưng vô luận trên bầu trời chuyển đổi như thế nào, thu ý trong núi vẫn càng ngày càng mạnh. Rất có cảm giác bắt đầu chuyển sang mùa đông. Đây là phong ấn. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, nhìn lên ký hiệu và các loại đường vân bắt đầu dần xuất hiện trên trời, giống như một tấm thảm đồ án phức tạp, im im lặng lặng lơ lửng ở phía trên, trầm xuống lắc lư cao thấp, nếu không có khí cơ của Tiểu Thanh dẫn dắt, sợ rằng chỉ vừa hiện đã tiêu mất. Tiểu Thanh rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nhưng vẫn rất khó coi, nói. Đúng vậy, chính là một khối không gian phong ấn. Hơn nữa lúc trước vương tọa bố trí kết giới ở chỗ này cũng chưa từng phát hiện ra. Phong ấp chấn động, thất thanh nói. Làm sao có thể, chẳng lẽ là phong ấn thượng cổ, hiện giờ, còn ai có thể bố trí xuống phong ấn giấu giếm được vương tọa đại nhân nữa chứ? Tiểu Thanh nói. Không phải phong ấn thượng cổ, nhưng cũng được mấy ngàn năm rồi. Sắc mặt Diệp Phàm bỗng nhiên đại biến, vào thời khắc này một loại lực lượng kỳ dị tựa hồ từ trong phong ấn kia thẩm thấu ra. Tại gọi về hắn, khí cơ cảm ứng như ẩn như không vào thời khắc này trở nên cực kỳ mãnh liệt. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm khẩn trương hô một tiếng, trong mắt lộ vẻ thần sắc bối rối. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng đại biến, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, ý Diệp Phàm muốn truyền đạt hắn đã hiểu rõ. Nặc Á Chi Chu bị phong ấn trong này. Đi gì, không biết lão tác giả có nhầm không mà đoạn đầu là cảm nhận cửu dương đỉnh nhưng vào đây là thành Nặc Á Chi Chu nhưng từ đoạn này trở đi chỉ thấy dùng thánh khí Nặc Á Chi Chu là do Diệp Nam Thiên luyện chế ra. Lý Vân Tiêu có chút quay mặt lại liếc qua đường kiếp, chỉ thấy thần sắc hắn cũng sợ hãi dị thường, tựa hồ thân hình còn có chút run rẩy, hơn nữa còn đang cực lực che giấu khẩn trương trong lòng. Mấy ngàn năm,
Phong ấp cau mày nói. Thời đại kia cách hiện giờ cũng không xa lắm, có cái nhật vật tuyệt đại nào sao? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, trong giây lát sắc mặt đại biến, nhưng sau đó hiển nhiên không thể tin được, cười khổ lắc đầu. Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Nếu đã nghĩ tới, vì sao không tin chứ? Cái gì? Sắc mặt Phong ấp lần nữa đại biến, lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ khiếp sợ, hoảng sợ nói. Ngươi biết trong lòng ta suy nghĩ gì sao? Cái này, đây chẳng lẽ là thật? Sa Húc Nghiêu cau mày nói. Phong ấp, ngươi nghĩ tới điều gì? Không ngờ lại động dung. Ọt ọt. Phong ấp chỉ cảm thấy yết hầu thập phần khô khốc, nuốt ngụm nước miếng, nhìn thần sắc khẳng định của Tiểu Thanh, cả người lập tức triệt để ngốc trệ, trong đầu trống rỗng. Sa Húc Nghiêu thấy thế càng nhíu chặt mày, trầm tư nói. Mấy ngàn năm qua, ngoại trừ Diệp Nam Thiên và Cố Thanh Thanh ra, tựa hồ cũng không có nhân vật khó lường nào xuất hiện. Không sai. Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hàn khí lập lòe, nói ra từng chữ. Đây chính là không gian phong ấn do Diệp Nam Thiên bố trí. Nơi này chính là không gian phong ấn mà Diệp Nam Thiên bố trí xuống. Lời Tiểu Thanh nói giống như sấm sét, lập tức chấn vang bên tai mỗi người. Mặc dù Lý Vân Tiêu đã biết, cũng cảm thấy rung động dị thường, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Ngoại trừ vài tên đại yêu chỉ khẽ nhíu mày ra, người còn lại đều há lớn miệng, có chút không biết vì sao. Không gian phong ấn, Diệp Nam Thiên, bố trí xuống. Sa Húc Nghiêu chỉ cảm thấy đầu óc không kịp phản ứng, ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, miệng càng kinh hãi đến mức nhét vừa cả trái dưa hấu. Phong ấp cảm thấy hô hấp bản thân có chút dồn dập, nói. Cái này có nghĩa là sao? Bên trong hẳn là có. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, kiện huyền khí siêu phẩm nặc á chi chu kia đúng là bị phong ấn bên trong. Chi? Tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều khó có thể bình tĩnh nổi, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân chảy nhanh hơn, kích động đến mức khó có thể tự kiềm chế nổi. Ngươi, bí mật lớn như thế này, sao ngươi lại nói cho chúng ta biết? Ngay cả phòng ấp gần đây ổn trọng cũng trở nên có chút im lặng, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Bọn hắn truyền ra tin tức giả, không thể tưởng được cuối cùng lại biến thành sự thật, cái này khiến bọn hắn cảm thấy quá mức hí kịch, không cách nào tiếp nhận nổi. Ngược lại Lý Vân Tiêu sau khi khiếp sợ cung dần khôi phục bình tĩnh. Hắn có hai kiện huyền khí siêu phẩm, tuy rằng thứ này không ngại nhiều, nhưng cũng không mãnh liệt như những người khác. Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn, dội nước lã nói. Hiện giờ kết giới đã sắp dẫn động địa chi quy tắc, mạng còn khó giữ được, ngươi kích động cái gì chứ? Lời này lập tức khiến tất cả mọi người bình tĩnh lại, cảm thụ được điều hưu chi lực trong lá vàng đầy trời, tựa hồ thiên địa đã sắp biến đổi đến nơi. Phong ấp vốn còn bán tín bán nghi, sau khi biết được thứ phong ấn chính là nặc á chi chu thì đối với việc bốn mùa bất lão sơn chuyển đổi, cũng không còn hoài nghi nữa, ngưng giọng nói. Một đường hy vọng ngươi nói lúc trước là cái gì? Mỗi người đều vểnh tai lắng nghe, đây là chuyện quan hệ đến mạng sống của bọn họ. Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem phong ấn cực lớn không ngừng lập lòe trên bầu trời, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, nói. Sau phong ấn này là một phương không gian thần kỳ, chỉ cần chúng ta có thể liên thủ phá vỡ, trốn vào trong đó, có lẽ có thể tránh được số phận bị chôn vùi. Lý Vân Tiêu cảm thụ được trận lực to lớn truyền đến, cau mày nói. Nếu không gian này do Diệp Nam Thiên bố trí xuống, vậy thì lực phòng ngự còn trên cả tứ quý bất lão sơn, có thực lực phá vỡ phong ấn này, chúng ta cũng không cần e ngại tứ quý kết giới này làm gì. Tiểu Thanh nói. Đúng vậy, lực lượng phong ấn quả thật còn mạnh hơn cả tứ quý kết giới. Nhưng mấy ngàn năm qua ta phát hiện một quy luật, giờ dần mỗi ngày là thời điểm mà phong ấn yếu kém nhất, lại có cả có khí ẩn chấn động ra nữa. Giờ dần. Phong ấp cau mày nói. Trong tứ quý kết giới này căn bản không biết thời gian, có trời mới biết còn bao lâu. Tiểu Thanh nói. Từ lần trước suy tính thì đại khái còn một thời thần nữa. Hắn trầm mặc một chút, nói. Mà ta cũng chính là dựa vào khí ẩn truyền ra trong mấy ngàn năm qua mới có thể biến hóa ra. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tôn kính, hiển nhiên thập phần cảm kích đối với Diệp Nam Thiên. Mọi người trong lòng đều rùng mình, im lặng không nói. Phong thái tuyệt thế của cường giả cái thế đáng cho những người theo đuổi trên con đường võ đạo phải kính ngưỡng. Diệp Phàm càng bành trướng một cổ nhiệt huyết, người Thánh Hỏa Điện cũng đều siết chặt nắm đấm,
thân thể có chút run rẩy. Uy danh tổ tiên lưu lại chấn nhiếp suốt một thời đại, nhưng những tử tôn bất tài như mình ở trên đại lục ngay cả cái rắm cũng không lăn lộn ra nổi. Đột nhiên một cổ khí tức thô bạo truyền đến, thân thể cực lớn của thử hoàng dần dần xuất hiện trên đỉnh núi, toàn thân đều là sát khí ngập trời, nhìn chằm chằm vào Phong Ấp, hung quang trong đôi mắt như thực chất. Phong Ấp trong mắt sáng ngời, nhìn thử hoàng lộ ra vẻ tham lam, liếm lấy môi dưới, khí tức trên thân ẩn ẩn có chút khuếch tán ra, tựa hồ muốn động thủ. Đều ngừng tay cho ta. Trong mắt tiểu thành hiện lên vẻ tàn khốc, quát. Nếu quấy nhiễu phá vỡ phong ấn, ai cũng đừng muốn sống sót. Nếu giờ có người muốn động thủ, ta sẽ khiến hắn phải đẹp mắt. Thân thể Phong Ấp trì trệ, uy hiếp của tiểu thanh hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng bốn mùa bất lão sơn thay đổi quả thật là đại sự sinh tử, nhiều người cũng hơn một phần hy vọng, chỉ cần có thể trốn vào trong không gian, đến lúc đó những người này ai có thể thoát khỏi tay mình nữa. Nghĩ vậy hắn liền trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thử hoàng, đối với sát khí trên người đối phương, lộ ra vẻ khinh thường khinh miệt. Tiểu thanh nhíu mày, nhưng giờ phút này phải mượn nhờ lực lượng phong ấp, nếu không căn bản không cách nào phá vỡ phong ấn được. Thử hoàng, hai người kia thế nào? Thử hoàng đạo. Không được, còn bị nhốt trong phương không gian kia bị lực lượng bất lão sơn chấn áp lấy, căn bản không ra được. Tiểu thanh thở thật dài nói. Đáng tiếc, nếu không bọn hắn gia nhập vào thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn chút. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn ở chỗ kia, chờ đợi tan thành mây khói thôi. Trong lòng mọi người khẽ động, đều không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ hẳn là người xâm nhập khác nên cũng không nghĩ quá nhiều. Những đan dược này các ngươi xem có gì cần dùng không, tận lực trong thời gian ngắn nhất hồi phục lại lực lượng đi. Tiểu thanh lấy ra mấy cái lọ lớn nhỏ khác nhau, mở nắp ra ném cho mọi người, đại lượng đan hương từ bên trong truyền ra, đều là đan dược cao cấp bất phàm cả. Cái mũi Vũ đột nhiên ngửi vài cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, khí từ từ trong một bình nhỏ truyền đến dĩ nhiên là đan dược bát giai, loại dược lực bành trướng kia khiến khí huyết hắn phải chấn động, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Tiểu thanh cũng không quản nhiều, chỉ muốn tránh đi một kiếp này, bảo bối gì cũng vô dụng nên mới lấy ra tất cả thứ tốt. Hắn đang muốn chụp lấy bình nhỏ màu xanh ra trời kia, đột nhiên một đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện vượt lên trước hắn một bước, hi hi cười nói. Dĩ nhiên là thiên khu hoàn thần đan, bảo bối tốt, ta muốn rồi. Phú cả kinh, quả nhiên là đan dược mà hắn suy đoán, giận dữ vung trưởng chộp tới chỗ Lý Vân Tiêu, tay trái cảng dẫn kiếm quyết, vĩ quang kiếm bắn ra đạo đạo hàn mang, muốn chém vỡ hắn. Thiên khu hoàn thần đan, chính là thần đan bát giai bổ dưỡng hồn lực, không chỉ tiếp tế hồn lực kinh người, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thuật luyện sư bát giai trở xuống cơ hồ có thể lập tức bổ đầy. Mặc dù là cấp bậc như vũ, cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, vạn kim khó cầu một viên. Hừ, đồng thuật di hình hoán vị. Trong hai mắt Lý Vân Tiêu tinh thần lực rung động, cả người liền trực tiếp biến mất tại chỗ, tránh thoát đi vài đạo kiếm quang kia. Vũ mặt giận dữ, đang muốn xông lên liền thấy một đạo lôi đình đánh xuống, vội vàng xoay chuyển thân thể, thối lui về phía sau, lôi đình kia lập tức nổ tung ngay chỗ hắn đứng lúc trước, hào quang bắn ra bốn phía. Thực coi lời ta nói là gió bên tai sao? Thương, các ngươi thật sự muốn tìm chết sao? Tiểu thanh vẻ mặt âm hàn, quanh thân điện mang phóng đại, trực tiếp thân hóa lôi đình, hiển hiện trên không vũ, lôi điện chi lực bàng bạc khiến sắc thu trên đỉnh núi đều nhường ra tám hướng, rất có ý định toàn diện động thủ. Nơi này quy tắc thiên địa mà hắn có thể thuyên chuyển là nhiều nhất, muốn diệt sát mấy người thương là chuyện rất dễ dàng. Nếu không phải cân nhắc mở ra kết giới phong ấn thì hắn đã sớm ra tay giết người rồi. Hơn nữa ý của hắn cũng là sau khi thoát khỏi một kiếp này, liền lập tức ra tay đối phó thương. Phong Ấp và Sa Húc Nghiêu thấy lôi điện chi lực của tiểu thanh trên mặt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức thu lấy mình cái lọ kia. Thương sắc mặt âm trầm xuống, ngưng giọng nói. Đây là chúng ta sai trước, cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu. Hắn cũng biết là do Vũ nhất thời xúc động, giờ phút này không nói đến có tiểu thanh ở đây, dù có thể đánh thắng cũng phải lấy đại cục làm trọng. Sau khi tiến vào không gian phong ấn, bọn hắn có được dương thược, có lẽ có thể phát sinh biến hóa không tưởng được cũng không chừng, đến lúc đó lại tính sau. Vũ cũng ý thức được mình thất thố, cắn răng lạnh như băng nói. Đúng vậy, là ta xúc động rồi, thật có lỗi. Nhưng trong mắt của hắn nào có nửa phần áy náy. Tràn đầy sát khí lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu kiểm tra đan dược, phát hiện quả nhiên là thiên khu hoàn thần đan, tâm tình thật tốt, cười hì hì nói. Không có việc gì, không có việc gì, về sau đừng bừa bãi vậy nữa là được, nếu không rất dễ gặp chuyện không may đấy. Vũ tức đến ngứa răng, ngược lại thương vẻ mặt bình tĩnh, cũng từ trong đống bình lọ kia chọn lấy không ít, uống vào từng chút một. Tiểu Thanh thu liếm lôi điện, Lâm Lập trên không trung, lạnh lẽo nhìn mọi người nói. Nếu có người ra tay, tất cả chém giết, quyết không bỏ qua. Hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng trên không trung, nhắm hai mắt lại bắt đầu điều tức, chờ đợi thời gian từng chút trôi qua. Lý Vân Tiêu sau khi thu thiên khu hoàn thần đan, lần nữa cướp đoạt không ít thứ tốt, lúc này mới chậm rãi thu liếm tâm thần bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Mọi người Thánh Hỏa Điện và Đường Kiếp tâm tình đều vô cùng kích động, căn bản không cách nào bình tĩnh được, chỉ có thể nửa khép lấy hai mắt, lẳng lặng hô hấp. Đột nhiên một đạo khí tức cường đại từ xa mà bay đến, thấy mọi người xếp bằng trên đỉnh núi, ánh mắt quét qua chợt nói. Tất cả mọi người đều ở đây sao? Ngư Dương Chu. Phong ấp biến sắc, sát khí trên người ẩn ẩn hiện ra, chẳng biết tại sao vừa thấy người nọ, hắn liền không nhịn được muốn ra tay giết người. Nếu không phải hắn gây sự thì ngũ hành ngự thú hoàn của mình sợ rằng đã sớm luyện chế thành công rồi. Người này chính là Ngư Dương Chu, sắc mặt vẫn một mảnh tái nhợt. Lộ ra vẻ vui vẻ, bất quá cười có chút đắng chát, nói. Ta chẳng qua chỉ đến góp vui, vậy mà lâm vào sinh tử sát cục, mạng của ta sao lại khổ vậy chứ? Tiểu Thanh mở mắt ra nói. Ngươi khôi phục sao rồi? Ngư Dương Chu khổ sở nói. 2/3 phần 10 a, hơn nữa huyền khí của ta tất cả đều tổn hại rồi, không có một kiện vừa tay, ai tạm thời cho ta một kiện có được không? Tiểu Thanh nhàn nhạt nói. Ta chưa bao giờ dùng huyền khí, các ngươi ai có dư thừa thì cho hắn mượn một kiện đi. Vạn Bảo Lâu sao? Lý Vân Tiêu cao thấp đánh giá hắn, nói. Dường như có chút nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Nếu như ngươi không chê thì ta ngược lại có vài món không dùng tới đây. Ngư Dương Chu mắt trắng không còn chút máu, trên trán hiện ra một đạo hắc tuyến, nói. Đồ rác rưởi ngay cả võ tông như ngươi cũng không dùng được, chẳng lẽ đưa ta? Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, miệng khiếp sợ chậm rãi mở ra. Thanh âm Ngư Dương Chu đột nhiên dừng lại, miệng há lớn, hơn nữa tròng mắt cũng lồi ra. Chỉ thấy trong tay Lý Vân Tiêu hiện ra một cái cổ trung tinh xảo, xinh xắn đáng yêu, mấu chốt là khí uẩn phát ra khiến tâm thần hắn phải chấn động, lập tức nhận ra đó là một kiện huyền khí cửu giai. Cái cổ trung này, hắn kích động không thôi, tiến lên một bước muốn vươn tay ra lấy. Lý Vân Tiêu khẽ lộn cổ tay, đã thu vào trong cơ thể mình, mắt trợn trắng nói. Làm cái gì, ngươi là ai, ta với ngươi có quen sao? Ngư Dương Chu ngẩn ngơ, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười nói. Tiểu huynh đệ, tại hạ là Vạn Bảo Lâu Ngư Dương Chu, cái cổ trung kia của ngươi ở đâu ra thế? Cho ca xem một chút, nói không chừng rất đáng tiến đấy. Mọi người đều đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh đầm đìa. Ngư Dương Chu này thật sự là cửu thiên võ đế sao? Sao lại không biết xấu hổ vậy chứ? Lý Vân Tiêu liếc xéo hắn, khẽ nói. Có đáng tiền hay không liên quan tới ngươi cái dám? Còn có, dám ở trước mặt ta xưng ca, ngươi thật là ngại mạng dài a. Ngữ khí của hắn mang theo vẻ lạnh lùng, tựa hồ như thật sự muốn lấy mạng đối phương vậy. Ngư Dương Chu ngây dại, một gã võ tông nói hắn ngại mạng dài, khiến hắn có chút phản ứng không kịp, khó có thể thích ứng. Thậm chí hoài nghi là mình đã nghe lầm, móc móc lỗ tai, nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Vân Tiêu đi lên phía trước một bước, trực tiếp dựng thẳng ngón giữa lên chỉ vào mũi hắn, lớn tiếng nói. Ta nói ngươi ngại mệnh dài a, nghe không hiểu sao? Đừng có trang bức, trước mặt ta, cho ngươi một kiện huyền khí tạm được là được rồi, huyền khí cửu giai, bằng vào tu vị rác rưởi võ đế nhất tinh của ngươi, có phát huy được không hả? Trong tay hắn lóe lên hào quang, một thanh bảo kiếm sáng loáng chợt cắm trên đất, phẩm cấp thất giai, đúng là thứ hắn kiếm được trong đống hài cốt ở Phi Xương Tông kia, lãnh đạm nói. Cái này có cần không? Ngươi! Ngư Dương Chu nhìn thanh bảo kiếm thất giai kia, đầu óc có chút phát mộng, kinh ngạc nói. Ngươi biết ta là võ đế còn dám nói chuyện với ta vậy sao? Ha ha! Phòng ấp nhìn không được cười ha hả. Nhìn Ngư Dương Chu kinh ngạc trong lòng hắn một hồi vui sướng, bất quá trong mắt lại lộ hàn ý nhàn nhạt, âm thanh lạnh lùng nói.
tiểu tử này gọi Lý Vân Tiêu, một mực rất nghiêu, đợi sau khi phá tan phong ấn tránh được một kiếp này, ta muốn xem thử hắn sao lại luôn ra vẻ như vậy. Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Ngư Dương Chu đột nhiên biến đổi, cả kinh nói. Thành chủ thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu. Thành chủ thành Viêm Vũ. Trong mắt phong ấp cũng lóe lên tinh mang, lộ ra vẻ giật mình, nói. Chỗ linh khí tu di sơn tiết ra ngoài, thành Viêm Vũ mà Thiên Cầm Lệ Hoa chỉ tự mình ra mặt đảm bảo sao? Chuyện linh khí tu di sơn tiết ra ngoài, Lệ Hoa chỉ và Diêu Kim Lương đồng thời hàng lâm thành Viêm Vũ, dẫn tới toàn bộ thiên hạ hoành động đã sớm truyền khắp đại lục. Thân phận Lý Vân Tiêu vừa bạo lộ, lập tức khiến mọi người đều suy đoán, nhao nhao nhíu mày đến. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm đột nhiên kêu một tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn qua trời cao, đại trận phong ấn đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, hào quang trên đó như nghê hồng bắt đầu lập lòe lưu chuyển, một cổ khí tức mênh mông truyền ra. Tiểu Thanh cả người mạnh mẽ bắn lên, bay đến phía dưới trận pháp phong ấn, cảm thụ được cổ khí tức mênh mông kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng và mê ly. Chính là do cổ lực lượng này phóng ra vào giờ dần mỗi ngày nên mới khiến hắn có cơ hội thoát ly bản thể, hơn nữa tu luyện đến cảnh giới như hiện giờ. Ngư Dương Chu một lập tức nhấc lên bảo kiếm thất giai trên mặt đất, bay lên cao, nghiêm nghị nói. Hiện giờ như thế nào? Bắt đầu phá phong sao? Tiểu Thanh ngưng giọng nói. Việc này không nên chậm trễ, mọi người cùng nhau động thủ đi. Nhiều người như vậy, dưới một kích hợp lực, khẳng định có thể phá tan phong ấn, tiến vào trong đó. Tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương, lấy ra huyền khí bản thân phá niêm phong, định đánh ra một kích mạnh nhát. Sinh tử tất cả đều được quyết định trong lần này rồi. Lê đột nhiên mở miệng nói. Công kích đầy trời như vậy, thì không cách nào lực ngưng tụ lực lượng được, ta có một cách không biết các vị có nguyện ý thử một lần không? Tiểu Thanh nói. Cách gì đừng ngại nói thẳng, hiện giờ tụ tập mọi người ở đây, chính là vì đồng tâm hiệp lực tránh thoát khỏi kiếp nạn lần này mà. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng, hơn nữa biểu hiện của Lê cho tới nay vẫn luôn được mọi người kính nể. Nàng ngưng giọng nói. Ta biết một loại trận pháp có thể hấp thu lực lượng võ giả, dung hợp cùng một chỗ ngưng hóa mà ra, nếu thế thì một kích tất nhiên sẽ mạnh hơn cứ công kích tán loạn nhiều. Phong ấp giật mình nói. Ngươi nói chính là trận pháp tụ lực biến hóa sao? Đó là trận pháp thời thượng cổ mới có, đã sớm thất truyền từ lâu, sao ngươi có thể học được? Tiểu Thanh tuy rằng không hiểu, nhưng nghe xong cảm thấy hẳn là rất lợi hại, đại hỉ nói. Vậy thì tranh thủ thời gian bố trí đi, phải mất bao lâu mới xong? Lê nói, thời gian một chén trà nhỏ là được. Hai tay nàng mở ra, trên 10 ngón bắn ra đạo đạo lực lượng màu vàng, không ngừng vẽ phác thảo ra các loại hình thái trận pháp ở trên không. Phong ấp cũng là đại sư trận pháp, chỉ nhìn qua một chút đã lộ ra thần sắc khiếp sợ, loại thủ đoạn hư không ngưng trận này tuy rằng không phải quá ghê gớm, nhưng có thể làm được sống động, hành vân lưu thủy như vậy. Hơn nữa từng trận phù ngưng luyện ra đều không có nửa phần ngừng lại, phù tuyến màu vàng cũng thông suốt, cái này cần đến khả năng suy diễn và tính toán rất mạnh mới làm được, đại sư trận đạo bình thường căn bản không thể nào làm được như vậy cả. Lý Vân Tiêu cũng lộ vẻ bất ngờ, tán thưởng không thôi. Rất nhanh, một cái tiểu trận màu vàng tinh xảo đã hình thành trên không mọi người, song song mà đứng với trận pháp phong ấn màu xanh trên bầu trời. Tiểu Thanh biết rõ chi tiết đám người thương. Biết rõ mỗi người đều có lai lịch bất phàm, nhìn bộ dạng Lê Nguyên Khí đại thương liền nói. Ngươi có cần nghỉ ngơi một chút không? Lê lắc đầu, nói. Không cần, mọi người bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình là được, không nên ngăn cản hấp lực của trận pháp. Nàng xuất ra một viên đan dược vừa chọn được lúc nãy, để vào trong miệng nuốt vào, dần vận chuyển nguyên lực hóa giải nó. Tiểu Thanh nói. Động thủ đi, không đợi được nữa rồi. Thu ý điều hưu đầy trời, đã không còn lá rụng bay tứ tung nữa, trên bầu trời bắt đầu phiêu đáng từng bông tuyết, một loại khí tức khủng bố vạn vật tịch diệt bắt đầu lan tràn trong lòng mỗi người, khiến mọi người hoảng hốt không thôi. S.E.A.A, lên! Phù đầu tiên hét lớn một tiếng, hắn một tay nắm chặt lấy Tuyên Hoa Phủ, khí tức trên thân kéo lên mãnh liệt, lực lượng từ trong thân thể hắn tuôn ra cùng với huyền khí, không ngừng bị hút vào trong trận pháp màu vàng kia. Đã có hắn dẫn đầu. Tất cả mọi người cũng bắt đầu làm theo, hơn 20 đạo khí tức cường đại vào thời khắc này toàn bộ đều bạo phát ra, uy thế kinh người, đồng chi quy tắc ở bốn phía cũng phải trì trệ, cách ly bông tuyết ở bên ngoài, hình thành một đạo năng lượng không gian.
phía trên trong trận pháp màu vàng kia hào quang sáng rõ, lực lượng như thực chất không ngừng dũng mãnh tràn vào, trong lòng mỗi người đều kinh hãi không thôi, lực lượng sói mòn cực nhanh vượt quá tưởng tượng bọn hắn, bất quá chỉ mấy giây ngắn ngủi cơ hồ đã thoát lực, bị rút lấy không còn gì. Lúc này trận pháp kia hấp thu lực lượng mọi người, bắt đầu tản mát ra hào quang mạnh mẽ, dần dần một bóng người chậm rãi đứng lên từ trên trận pháp kia, cánh tay rộng lớn, toàn thân do kim quang tạo thành, trong đôi mắt trống rỗng, hình thành dáng vẻ như hình người chậm rãi bay lên cao, phóng tới chỗ đại trận phong ấn kia. Lực lượng thật cường đại. Trên mặt Tiểu Thanh kinh nghi bất định, nhưng nhiều hơn là vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm nói. Đây là lực lượng tập hợp từ tất cả mọi người sao? Lúc hình người màu vàng kia xuất hiện, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ uy áp tản ra trên không trung, đám võ hoàng càng lộ sắc mặt trắng bệch, cơ hồ khó có thể đứng vững, tất cả đều lòng tràn đầy ước mơ nhìn qua, vẫn không nhúc nhích. Hình người màu vàng cách đại trận phong ấn càng ngày càng gần, hắn dần giơ cánh tay lên, chỉ thấy hắn há to mồm, làm ra bộ dạng như muốn giống to, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, lập tức vung quyền đánh lên ký hiệu ở trung tâm trận pháp phía đối diện. Nắm đấm trực tiếp đánh vào trung tâm trận pháp, một đạo kim mang nổ bắn ra, biểu lộ trên mặt hình người màu vàng kia thập phần dữ tợn, cả người một nửa đều vọt vào trong trận pháp, muốn đánh vỡ ra toàn bộ trận hình, một đầu liền chui vào trong. Cái này, theo hình người màu vàng kia chui vào trong trận pháp, giống như bị cắn nuốt mất vậy, ngay cả khí tức cường đại cũng biến hóa hoàn toàn, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, triệt để ngốc trệ. Ngay khi mọi người không biết làm sao thì trung ương đại trận phong ấn trong giây lát bắn ra một đạo kim mang, cưỡng ép căng trận pháp ra, xuất hiện một cái thông đạo đen nhánh, kim mang kia đúng là lực lượng do hình người màu vàng bộc phát ra vào lúc cuối cùng, vì mọi người cầu được một đường sinh cơ. Đi mau! Lê phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng phóng vào trong thông đạo màu đen kia, ngay sau đó là đám đại yêu như thương đều thoáng cái biến mất trước mắt mọi người. Tất cả mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tranh nhau vọt vào trong, rốt cục trước khi lối đi kia khép lại mọi người đều đã vào được. Đại trận phong ấn tựa hồ có năng lực tự lành nhất định, thời gian dần qua càng khép lại, thông đạo cuối cùng bị đè ép hoàn toàn biến mất. Nơi này là... Tất cả mọi người lập tức bị một màn trước mắt hoàn toàn chấn trụ, trong không gian phong ấn nơi này, lơ lửng nguyên một đám cầu lớn chừng nắm tay, mỗi một hình cầu lại duỗi ra hai cây trường côn, kết nối với những tiểu cầu khác, cứ như vậy, rậm rạp chẳng chịt kéo dài đến vô hạn. Trên tất cả những tiểu cầu này đều tản mát ra hào quang yếu ớt, đang không ngừng xoay tròn, tựa hồ giữa chúng có liên hệ vi diệu nào đó. Vừa tiến vào không gian này, tất cả mọi người đã cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, phảng phất như rất là áp lực. Nặc Á Chi Chu đâu? Nơi này không phải có Nặc Á Chi Chu sao? Phong ấp kêu to lên, nơi này tựa hồ không có bất kỳ trọng lực nào cả, có thể tùy ý phi hành, thần thức hắn nhanh chóng tản ra bốn phía, ngoại trừ những quả cầu kết nối với nhau kia thì không còn bất kỳ vật nào khác nữa. Lý Vân Tiêu lại mở to hai mắt, nhìn tiểu cầu vô cùng vô tận, kéo dài đến nơi cực kỳ xa kia, tựa hồ cảm thấy một loại rung động không hiểu, nhưng chung quy vẫn không bắt được. Vũ cũng khiếp sợ vạn phần, hắn vươn tay ra, chụp tới một tiểu cầu trong đó, lập tức bị một cổ lực lượng cường đại trùng kích, phát ra một tiếng hét thảm bị đánh bay ra xa. Ngay khi tiểu cầu phát ra lực lượng, sắc mặt Đường Kiếp đột nhiên biến đổi, tựa hồ đã nhận ra gì đó, trở tay xuất ra một kiện đồ vật, chăm chú cầm trong tay, sợ bị người phát giác. Lê sau khi thấy Vũ bị đánh bay cũng kinh hãi nhìn những tiểu cầu kia, kinh nghi nói. Đây là, kết cấu vạn vật sao? Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, trầm giọng nói. Quả nhiên là kết cấu vạn vật sao? Ta ban đầu còn không dám xác định, hiện giờ xem ra rất có khả năng là thật. Nếu nói nơi này vô cùng vô tận đều là kết cấu, vậy thì Nặc Á Chi Chu đến cùng nhiều đến bao nhiêu đây? Cái gì, các ngươi nói đây là Nặc Á Chi Chu? Phong ấp nhanh chóng vọt ra, sắc mặt âm lãnh nói. Đến cùng là sao? Chỗ thần thức hắn có thể vươn tới, vẫn là loại kết cấu lập thể vô cùng vô tận này, không còn bất kỳ gì khác. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu và Lê, nương theo ánh mắt còn có sát cơ mãnh liệt. Hiện giờ tiến nhập không gian phong ấn, cảm xúc của tất cả mọi người đều dần trở nên táo bạo hơn trước. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng trầm trọng, thần thức cũng tản ra vô hạn, nhưng thủy chung không cách nào tìm được điểm cuối của những tiểu cầu này. Tiểu tử, hỏi ngươi đấy. Trong lòng Phong ấp cực kỳ bực bội, năm ngón tay lâm không khẽ chảo,
Lý Vân Tiêu lập tức bị cửu thiên đế khí hấp tới, một tay bóp cổ, lạnh giọng nói. Ta rất chán ghét bộ mặt thối luôn cho mình rất cao kia của ngươi, rất muốn một chưởng đánh nát nó đấy. Hắn giơ tay trái lên, lạnh lùng nói. Nếu còn khiến ta thấy khó chịu, thì bộ mặt này của ngươi sẽ thật sự phải nổ đấy. Sa Húc Nghiêu ánh mắt lạnh lùng, đau xót trên người hắn đến giờ vẫn chưa tốt hơn, linh hồn bị rút đi một bộ phận, căn bản không phải đan dược bình thường có thể cứu trị được, hắn nghiêm nghị quát. Phong ấp, giết hắn đi là được, còn rông dài cái gì? Phong ấp hừ một tiếng, nói. Giữ hắn lại có lẽ còn chỗ dùng, nói mau, những vật này có quan hệ gì đến Nặc Á Chi Chu? Lý Vân Tiêu bị khí thế đối phương ép tới không cách nào nhúc nhích, trong mắt hàn khí đại thịnh, vẻ mặt lạnh như băng nói. Muốn biết thì mau thu tay lại, nếu không làm ra mất hứng, ngươi đừng mong biết gì cả. Ngươi! Phong ấp giận tím mặt, trong nội tâm lại bị lãnh ý của đối phương chằm chằm vào có chút sợ hãi, không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn là cửu thiên võ đế, duy ngã độc đối, đối phương chỉ là một tiểu mao tử võ tông, sao lại có ánh mắt khiến người sởn hết cả gai óc như thế chứ? Trong nội tâm nổi lên một mảnh lãnh ý, càng thêm kiên định sát tâm của mình. Nhưng khát vọng đối với Nặc Á Chi Chu vẫn khiến hắn kiềm chế lửa giận, năm ngón tay buông lỏng thả Lý Vân Tiêu ra, không chút biểu tình nói. Nói mau. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên mặt hắn, nói. Cái gọi là kết cấu, chính là một loại xưng hô của đại thuật luyện sư đối với tổ hợp vạn vật vào thời thượng cổ. Nói thiên địa vạn vật, cũng kể cả nhân loại, đều là do rất nhiều vật chất cực kỳ nhỏ cấu thành, loại vật chất này chính là hình cầu trước mặt ngươi đấy. Nó được gọi là kết cấu vạn vật. Thực con mẹ nó vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi nói những thứ này chính là Nặc Á Chi Chu sao? Phong ấp không thể tin mắng một câu, trong mắt hào quang lập lòe bất định, nói. Hơn nữa vạn vật sinh linh đều là do loại tiểu cầu này tổ hợp thành. Ha ha, thực vớ vẩn. Lê nói. Trong điển tịch của yêu tộc ta cũng có ghi lại, kết cấu vạn vật kỳ lai vô kim, kỳ vãng vô cổ, kỳ cao vô cái, kỳ đê vô tái. Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, kỳ ngoại vô vật, kỳ nội vô nhân, kỳ cận vô ngã, kỳ viễn vô bỉ. Nói loạn gì đấy, câm miệng. Phong ấp cực kỳ bực bội, quát. Ta hiện giờ chỉ muốn biết làm sao đạt được Nặc Á Chi Chu, nếu không ai nói rõ thì, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Lệ khí trên người hắn càng ngày càng nặng, trọng bảo ở ngay trước mặt, tu vị càng cao lại càng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì đã đến trình độ như bọn hắn. Sẽ rất khó tiến thêm được nữa. Hơn nữa chỗ tốt của Nặc Á Chi Chu đối với bọn họ cũng cực kỳ lớn. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Đường Kiếp với vẻ mặt khẩn trương, nói. Đường công tử, trong tay ngươi đang cầm thứ gì đó. Đưa ra cho mọi người xem đi. Đường Kiếp trong lòng căng thẳng, không khỏi lui về sau một bước, nhưng ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào tay hắn, khiến hắn thoáng cái càng siết chặt hơn. Đó là chìa khóa sao? Mau lấy ra cho mọi người cùng nghiên cứu đi, chắc hẳn ngươi cũng không biết sử dụng nó thế nào phải không? Thanh âm Lý Vân Tiêu thập phần bình tĩnh, trên mặt không nhìn ra chút biểu lộ nào cả. Ngươi có chìa khóa sao? Phong ấp cả kinh, đánh ra một chưởng, Đường Kiếp lập tức bị hắn ngăn chặn, thứ trong tay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay vào trong tay của hắn. Ngươi, phốc! Đường Kiếp bị lực lượng khổng lồ đụng vào khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mọi người nhìn qua, trong tay Phong ấp là một khối thủy tinh hình thoi, nhìn qua cực kỳ bình thường, cũng không có gì đặc biệt cả. Nói mau, chìa khóa này dùng như thế nào? Phải làm sao mới có thể mở ra Nặc Á Chi Chu? Phong ấp đột nhiên trào tới, thân thể Đường Kiếp lập tức cứng lại trên không trung, hoàn toàn do hắn khống chế. Giờ phút này trong mọi người tu vi của hắn cao nhất, hơn nữa đã ôm quyết tâm nhất định phải đạt được Nặc Á Chi Chu. Đường Kiếp mắt lộ ra hận ý, cắn răng nói. Chìa khóa phân ra âm dương, của ta chỉ là dương thược thôi, căn bản không cách nào mở ra Nặc Á Chi Chu, trừ phi tìm được âm thược. Trong mắt Phong ấp lộ ra hung mang, quát. Vậy âm thược đâu rồi? Đường Kiếp tự biết tỷ lệ sống sót không lớn, cũng trở nên quật cường, cười lạnh nói. Có trời mới biết ở đâu. Muốn chết. Phong ấp điểm một ngón tay tới, trực tiếp xuyên qua xương bả vai Đường Kiếp. Khiến hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt, cực kỳ thống khổ. Đột nhiên Diệp Phàm bình tĩnh nói, trong giọng nói không có bất kỳ gợn sóng, khiến tất cả mọi người đều chấn động, hoảng sợ nhìn hắn.
Đường Kiếp cả kinh nói. Ngươi, các ngươi là người Thánh Hỏa Điện sao? Diệp Phàm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào khôi thủy tinh hình thoi trong tay Phong Ấp, lộ ra vẻ khát vọng nói. Cho ta đi, ta có thể mở ra nó, tìm ra Nặc Á Chi Chu. Phong Ấp nhướng mày, lộ ra vẻ cười lạnh, nói. Ngươi đưa âm thược đây là được rồi. Diệp Phàm lắc đầu nói. Không có cách nào cầm. Ân. Tất cả mọi người sững sờ, tựa hồ có chỗ trầm tư. Trong không gian thoáng cái vô cùng yên tĩnh, tất cả đều có tính toán, nhưng trong đó phần thắng cao nhất không thể nghi ngờ chính là Phong Ấp, còn có Tiểu Thanh. Tiểu Thanh lộ sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt lại có quang mang chớp động, lạnh lùng nhìn tất cả. Nếu có thể thật sự tìm ra Nặc Á Chi Chu, hắn sẽ tuyệt đối không buông tha. Diệp Phàm chậm rãi cởi ra áo của mình, lộ ra thân hình khỏe đẹp cân đối, làn da màu đồng cổ, ở trước ngực ấn lấy một vết bớt lớn chừng lòng bàn tay, vết bớt kia vậy mà hoàn toàn giống với thủy tinh hình thoi trong tay Phong Ấp. Đây là... Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Diệp Phàm chỉ vào cái bớt kia nói. Cái gọi là âm thược, chính là ấn ký mà nhất mạch Thánh Hỏa Điện ta nhiều thế hệ tương truyền a. Đưa dương thược kia cho ta đi, chỉ có ta mới có thể mở ra Nặc Á Chi Chu này. Phong Ấp cười lạnh một tiếng, ném Đường Kiếp ra xa, lại hấp Diệp Phàm tới, nắm trong tay nhe răng cười nói. Nếu ta thật sự không cách nào mở ra, lại đưa ngươi tử cũng không muộn. Thủy tinh hình thoi trong tay hắn trực tiếp đè lên ấn ký trước ngực Diệp Phàm, tựa hồ muốn thử xem có phản ứng gì không. Quả nhiên, hai thứ cực kỳ khớp với nhau. Ngay một khắc này, một đạo hồng mang từ trong ấn ký trên người Diệp Phàm bắn ra ngoài, trực tiếp chiếu lên thủy tinh hình thoi kia, thủy tinh phát ra hào quang ôn nhuận, dần dần tản ra bốn phía, càng ngày càng mạnh, những nơi hào quang kia đi qua, tất cả lực lượng đều phải tránh lui. Phong Ấp cũng bị hào quang kia đụng một cái, chỉ cảm thấy đau đớn cực lớn, vội vàng buông tay ra lui về sau. Diệp Phàm vui mừng quá đỗi, vươn tay muốn nắm lấy thủy tinh hình thoi kia, nhưng tựa hồ ngay cả hắn cũng bị bài xích, hắn kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, chỉ còn lại thủy tinh hình thoi kia ở trên không tản ra hào quang càng ngày càng mạnh. Thủy tinh cực kỳ trong suốt, giống như một mặt gương vậy, bóng loáng chiếu rọi ra bộ dáng tất cả mọi người, còn có kết cấu vô cùng vô tận kia nữa, toàn bộ đều hiển hiện trên đó. Đây là sao? Những thứ này là tin tức sao? Phong Ấp kinh hãi nhìn kết cấu vạn vật tràn ngập toàn bộ không gian, nhao nhao từ thực thể hóa thành hào quang, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào thủy tinh kia, giống như giang hà rót vào biển cả, mãnh liệt bành trướng. Mà bên trong thủy tinh hình thoi, hư ảnh một cái thuyền nhỏ cũng hiển hiện, theo những kết cấu kia không ngừng dũng mãnh tràn vào, càng ngày càng trở nên rõ ràng, không chỉ có thế, khí huẩn chi lực cường đại vào thời khắc này cũng tản ra từ thủy tinh, tràn ngập toàn bộ không gian, rung động nhân tâm. Chi, Nặc Á Chi Chu, thật là Nặc Á Chi Chu. Phong Ấp kích động mà không biết vì sao, người còn lại cũng đều mở to mắt, khiếp sợ nhìn thuyền nhỏ trong thủy tinh đang không ngừng ngưng hình, hơn nữa cổ khí huẩn chi lực cường đại kia cũng càng ngày càng mạnh. Áp chế toàn bộ trong không gian, vận chuyển nguyên lực trở nên càng lúc càng khó khăn. Nặc Á Chi Chu là của ta. Phong Ấp hét lớn một tiếng, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được nữa, cả người lập tức vọt tới, muốn cướp lấy thủy tinh kia. Thủy tinh hình thoi vẫn đang không ngừng liên tục hấp thu lấy kết cấu, tản mát ra hào quang óng ánh thấu triệt, ai cũng biết lúc này thập phần nguy hiểm, nhưng hấp dẫn cực lớn ngay trước mắt cũng bất chấp quản nhiều như vậy. Ngay khi Phong Ấp ra tay, Tiểu Thanh cũng khẽ động, một đạo lôi đình chi lực vô cùng mau lẹ, trực tiếp đuổi theo đánh tới Phong Ấp, lôi điện chi lực nhanh chóng mở ra trên không trung, hóa thành một mảnh hải dương lôi điện bao lấy Phong Ấp vào trong đó. Phong Ấp vẻ mặt đầy giận dữ, đánh một quyền ra ngoài. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện cửu thiên đế khí của mình cũng theo khí uẩn trong thủy tinh trong truyền ra mà không ngừng bị áp chế, càng ngày càng yếu. Mà Tiểu Thanh cũng giống vậy. Lôi điện chi ngục vừa mới mở rộng lại đột nhiên biến mất, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Một quyền của Phong Ấp đánh vào trong đó, càng là trực tiếp khiến lôi ngục nổ tung, thậm chí còn như muốn biến mất. Ngay khi hai người tranh đấu thời điểm, người còn lại cũng không dám lạc hậu, cũng lập tức xuất thủ. Ngư Dương Chu, trung thực ở đó cho ta. Sa Húc Nghiêu chịu đựng thương thế trong người, thi triển bộ pháp trên không, thoáng cái đã ngăn trước Ngư Dương Chu, quét ngang ra một cước. Ngư Dương Chu nhẹ nhàng tránh khỏi, bảo kiếm trong tay đâm ra vô số kiếm hoa, từng vòng tỏa ra trên không trung nhanh chóng đâm tới chỗ hiểm trên người Sa Húc Nghiêu,
những kiếm quang này vậy mà đột phá tầng tầng đế khí của hắn, chém lên trên người hắn. Sa Húc Nghiêu kinh hãi, dưới tình huống bình thường, kiếm quang trình độ như ngư dương chu căn bản không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn, nhưng giờ phút này lại làm được. Chuyện gì xảy ra, vì sao tu vi rủa hắn không bị áp chế? Sa Húc Nghiêu dưới chân mau chóng tránh nét, cả người vội thối lui về sau, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra, vẻ mặt kinh hãi và mờ mịt. Bản thân ngư dương chu cũng cảm thấy kỳ quái, lực lượng của hắn rõ ràng bị áp chế, hơn nữa khí uẩn cường đại từ trong thủy tinh phát ra khiến đế khí càng ngày càng yếu, nhưng bảo kiếm trong tay quả thật có thể dễ dàng phát huy ra uy lực lớn nhất, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ kiếm này có huyền diệu? Nhất định vậy rồi, lai lịch Lý Vân Tiêu kia cực kỳ thần bí, kiếm hắn cho chắc hẳn cũng không bình thường. Ngư dương chu vui mừng quá đỗi, trong mắt xẹt qua sát cơ nồng đậm. Lần nữa giơ cao trường kiếm, thân thể bắn tới như đạn pháp, chém lung tung một hồi tới Sa Húc Nghiêu. Chết thêm một người, sẽ nhiều thêm một phần cơ hội đạt được Nặc Á Chi Chu. Bộ pháp của Sa Húc Nghiêu cực kỳ huyền diệu, sau khi né tránh một hồi cũng không chịu nổi ngư dương chu chém tới như điên như thế, tay trái lóe lên hào quang, cầm ra một đoạn chiến thương nghênh đón đối phương. Phanh! Một kiếm một thương va chạm vào nhau, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra. Hình thành từng đạo áp khí khuếch tán ra, trực tiếp trùng kích hai người bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra, sao lại có lực lượng lớn vậy được? Sa Húc Nghiêu kinh hãi không thôi nhìn đoạn chiến thương trong tay mình, thương này là tồn tại bát giai, mặc dù lúc bình thường hắn cũng không cách nào phát huy ra 100% lực lượng, nhưng vừa rồi một kích tùy ý tựa hồ đã phát huy ra lực lượng cực kỳ khổng lồ. Ngư Dương Chu cũng hoảng sợ không thôi. Hắn phát hiện bảo kiếm trong tay mình vừa rồi đã hoàn toàn bị chiến thương áp chế. Huyền khí va chạm lần này lập tức khiến tất cả mọi người đều phải chú ý, lực lượng mọi người đều càng ngày càng yếu, nhưng lực lượng huyền khí vừa rồi bạo phát ra lại lộ ra có chút không thể tưởng tượng nổi. Phong ấp sau khi kinh ngạc liền phục hồi tinh thần lại điểm một ngón tay vào trong lôi ngục, tiếng xé gió vang lên, lập tức cắt đứt ra một lối đi, phân chia cả lôi hải thành hai nửa, hắn phi tốc hóa thành một đạo quang mang lướt qua trên không trung. Tuy rằng thực lực hai người đều bị áp chế lớn, nhưng hắn còn mạnh hơn Sa Tiểu Thanh. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chẳng biết từ lúc nào xuất hiện trước mặt hắn, chính là Đường Kiếp, đã vươn tay chụp lấy thủy tinh kia. Xúc sinh, dừng tay, Nặc Á Chi Chu là của ta. Phong ấp kinh sợ không thôi, hồi tình sức lực toàn thân vào nắm đấm hung hăng vung ra ngoài, một đạo quyền mang xẹt qua trời cao. Trong loại hoàn cảnh áp chế này còn có thể thi triển ra một quyền bá đạo như thế. Trong lòng tất cả mọi người đều giật mình, cảm thấy uy hiếp thật lớn. Đường Kiếp hoảng sợ biến sắc, hiện giờ đừng nói là nguyên khí phóng ra ngoài, coi như ngưng tụ một ít nguyên khí vận chuyển trong người cũng trở nên thập phần khó khăn, hắn vội vàng lui về sau, không dám lấy thủy tinh hình thoi nữa kia. Trong tay càng liên tục điểm ra mấy đạo pháp quyết, quát khẽ. Đao! Một đạo hồng mang thoáng hiện trên đầu ngón tay hắn. Chu tước đao tâm thần tương liên với hắn, tuy rằng bị vũ lấy đi, nhưng dưới sự cảm ứng vẫn có thể kêu gọi về được. Chu tước đao sau khi tới tay, sắc mặt Đường Kiếp hơi đổi, cảm giác được một cổ lực lượng bành trướng trước nay chưa từng có tung tăng như chim sẻ trên thân đao. Vào thời khắc này hắn cảm giác như liên hệ giữa mình với đao càng thân mật hơn một phần. Trong nội tâm cả kinh sau đó liền mừng như điên, trong mắt tuôn ra sát cơ nồng đậm, nhìn chằm chằm vào phong ấp đang lao về phía thủy tinh, chém ra một đao. Đi chết đi, đại thập tự hư không chạm. Một đầu hỏa điểu đỏ tươi biến ảo ra trên thân đao, vui sướng kêu lên trên không trung, phát ra uy áp chấn vang hồn phách, chạy như bay mà đi. Khí linh biến hóa. Mọi người đều trừng mắt lớn như hạt châu, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Mà ngay cả bản thân Đường Kiếp cũng cảm thấy hoảng sợ, khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, hoảng sợ nhìn chu tước đao trong tay mình và đầu hỏa điểu lao ra kia, có chút ngây dại. Chi? Phòng ấp hít một hơi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Dưới cổ đao mang biến hóa kia, hắn chỉ cảm thấy một cổ khắc nghiệt chi ý nhập vào cơ thể mà qua, toàn thân đều tràn ngập một loại nguy hiểm tử vong, tất cả lỗ chân lông đều mở lớn ra, từ khi tiến giai võ đế đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thụ được loại nguy cơ này. Du Long ảnh tà cháo. Dưới cổ tử vong chi ý kia, tiềm năng trong thân thể lập tức bạo phát ra, lập tức giải khai cổ trói buộc ra, cửu thiên đế khí vào thời khắc này ngưng tụ quanh thân. Dùng tốc độ nhanh như tia chớp hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp giải khai uy áp chu tước đao, độn ra xa. Phốc,
Tuy rằng tránh thoát được uy lực một đao kia, nhưng lực lượng áp chế từ hoàn cảnh chung quanh ngày càng co rút lại hơn, tinh khí thần trong cơ thể không còn lại chút nào, phun ra một ngụm tâm huyết. Trong toàn bộ không gian, ngoại trừ thủy tinh hình thoi đang không ngừng hấp thu lấy kết cấu vạn vật, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngốc trệ, nhìn một màn trước mắt này không cách nào hiểu được. Dưới một đao, vậy mà thiếu chút nữa đã chém giết võ đế. Đường kiếp sau khi chém ra một đao, không chỉ đao khí thế đi không giảm, ngược lại càng thêm cường đại, tản mát ra khí uẩn cực kỳ mạnh mẽ, che kín lấy không gian bốn phía, phảng phất như tự thành một vực giới vậy. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lực lượng chu tước đao tựa hồ đã phát huy ra 100%, nhưng điều này làm sao có thể, coi như là cường giả võ đế bình thường cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra uy lực của huyền khí cửu giai a. Phú kinh hãi nhìn đao uẩn kết giới quanh thân đường kiếp, phảng phất như nếu đặt mình trong đó sẽ bị vô số đao mang triệt để chém nát bấy vậy. Chẳng lẽ là, trong mắt Lế hiện lên một tia hiểu ra, nàng gỡ xuống tiểu cổ treo bên hông, nhẹ nhàng vỗ xuống. Phanh, chỉ đánh một cái bình thường, tiếng trống chấn lên, toàn bộ không gian đều chấn động, phảng phất thế giới vô tận đều muốn sụp đổ xuống, mỗi người đều như bị một tảng đá lớn đánh lên tim, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Những cường giả võ hoàng tu vị khá thấp của Thánh Hỏa Điện càng lập tức há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Mà bốn phía Lê cũng vì chống trận xuất hiện mà bắt đầu dần dần trở nên có chút bất đồng, cũng giống như chu tước đao kia, tự thành một vực giới. Thì ra là thế. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia tinh mang, nói. Ta hiểu được, dưới lực áp chế của Nặc Á Chi Chu, nơi này kỳ thật chính là không gian do huyền khí vận luật cấu tạo thành. Theo Nặc Á Chi Chu dần dần hiển hiện, lực lượng tất cả sinh linh liền không ngừng bị áp chế, mà huyền khí dưới sự ảnh hưởng của lực lượng này lại không ngừng được tăng cường. Thân ảnh Lý Vân Tiêu không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh phương thủy tinh hình thoi, một cái chuông nhỏ không ngừng huyễn hóa trong lòng bàn tay, phát ra khí uẩn cường đại, cơ hồ trấn áp một phương, loại uy lực này chỉ cảm thụ thoáng một chút đã khiến người sởn hết cả gai ốc. Cũng là một đạo trung chi vực giới hiển hiện quanh thân hắn, lộ ra cổ vận giạt rào. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy người trên không trung, cuối cùng rơi vào trên người Phong Ấp và Sa Húc Nghiêu ở phía xa, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng, lạnh giọng nói. Hai vị võ đế đại nhân, các ngươi sao thế? Chi? Phong Ấp đột nhiên lắp bắp kinh hãi, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái chuông nhỏ trong tay Lý Vân Tiêu, cảm nhận được một loại lực lượng còn cường đại hơn cả chu tước đao lúc trước. Hắn vội vàng lấy ra ngũ hành ngự thú hoàn của bản thân ra, tuy rằng chưa phải là huyền khí cửu giai thành phẩm, nhưng cũng tản mát ra một đạo kết giới, bảo hộ hắn bên trong, cảm nhận được lực lượng bảo hộ bành trướng lúc này trong lòng mới thoáng yên tâm lại. Mà Sa Húc Nghiêu lại cuống quýt lấy ra vài đoạn gậy gộc, tổ hợp thành một cây chiến thương chắn ngang trước người, lực lượng huyền khí bát giai cũng không ngừng liên tục tản ra, tuy rằng không cách nào tự thành vực giới, nhưng cũng vô cùng cường đại. Còn lại những người không có huyền khí cường đại thì sắc mặt đều đại biến, cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Trong chiến trường này, bọn hắn không thể nghi ngờ đã bị bài xích ở bên ngoài, Nặc Á Chi Chu không có phần không nói, mà ngay cả tánh mạng cũng bị người nắm trong tay. Trong đó thảm nhất chính là Tiểu Thanh, Thử Hoàng còn có Cửu Xí Linh Xà Điểu, bọn hắn đừng nói cao giai huyền khí, mà dù là nhất giai cũng không có. Hai vị võ đế đại nhân, các ngươi không phải nói muốn xem ta vì sao ta lại lớn lối vậy sao? Trên mặt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia vui vẻ lạnh như băng, lạnh giọng nói. Ta hình như còn nhớ có người muốn bóp nát chúng ta để xem thử thì phải. Khẩu cổ chung kia ở trong tay hắn kịch liệt biến lớn lên, chung chi vực giới cũng theo đó mở ra, ép cho người bốn phía đều hoảng sợ biến sắc, Phong Ấp và Sa Húc Nghiêu lại càng vô cùng ngưng trọng, không che giấu được hoảng sợ. Hoàng Chiêu Trung, nhất chiêu nhất kỳ. Hoàng Chiêu Trung bị hắn vỗ lên, sóng âm chi lực cực lớn bắt đầu lan khắp bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều thấy được không gian đung đưa, càng thêm kinh khủng là cổ lực lượng sóng âm này quét qua cơ thể, cơ hồ phá hư tất cả kinh mạch, cả người thiếu chút nữa đã sụp đổ trong đó. Đặc biệt là mấy tên võ hoàng Thánh Hỏa Điện, dưới cổ sóng âm này đã triệt để mất đi sức chiến đấu, thân thể gần như sụp đổ. Đồng tử Phong Ấp đột nhiên co lại. Hắn cũng phát hiện cổ chung của đối phương là huyền khí cửu giai hàng thật giá thật, vội vàng ném ngũ hành ngự thú hoàn ra ngoài, năm con chuột cực lớn hiển hiện ở quanh thân, phát ra tiếng hét xèo. Xèo chói tai, dường như cực kỳ có linh tính. Xa xa Thử Hoàng thấy thế hai mắt đỏ bừng,
nhe răng trợn mắt, nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn chỉ là một phế nhân, đừng nói cứu người, mà dù là sinh tử của mình cũng khó quyết định được. Oanh! Trung chi vực giới cực lớn kia trực tiếp đâm vào ngũ hành ngự thú hoàn, hai đạo vực giới đụng vào nhau, ngũ hành ngự thú hoàn hiển nhiên yếu nhược hơn rất nhiều, vừa chạm vào đã liên tiếp bại lui, rất có xu thế sụp đổ, năm đầu thử vương cũng bị ảnh hưởng, nhao nhao kêu thảm thiết không thôi. Ngạo thế trường thương. Sa Húc Nghiêu hét lớn một tiếng, chiến thương trong tay phá thể mà ra, ngang trời đâm về phía Hoàng Chiêu Trung. Giờ phút này hắn và phong ấp đều lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm trước nay chưa từng có, nếu không phải hợp lực trấn áp đối phương, sợ rằng không gian phong ấn này chính là chỗ chôn thây của bọn hắn rồi. Đang, gờ. Hoàng Chiêu Trung bị thương chi vận luật đâm qua, phát ra một tiếng chuông giống như đã truyền thừa vô cùng lâu, trong không gian, trong thời gian, thậm chí trong lòng mỗi người đều có tiếng chuông vang vọng, thiên địa vạn vật, vũ trụ thời không tựa hồ vào thời khắc này trực tiếp bị giam cầm, tiến vào một loại tính cực hạn. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang lập lòe, vẻ mặt rung động, thì thào lẩm bẩm. Đây là toàn bộ lực lượng của Hoàng Chiêu Trung sao? Tiếng chuông kia vậy mà có thể xuyên thẳng qua cổ kim, chấn nhiếp hoàn vũ. Ngũ hành ngự thú hoàn và ngạo thế trường thương dưới một tiếng chuông này bắt đầu bị nứt ra, tùy thời đều có thể tan thành mây khói. Vân Tiêu đại ca, đừng vỗ. Diệp Phàm đột nhiên hoảng sợ kêu to lên, mấy tên đệ tử Thánh Hỏa Điện mỗi người đều xuất ra huyền khí để ngăn cản. Nhưng thất khiếu vẫn chảy máu, tùy thời đều phải chết. Xa xa Tiểu Thanh cũng hốt hoảng, dưới tiếng chuông kia hắn cơ hồ muốn mất đi linh trí, biến thành một mảnh hư vô vậy. Nhưng kỳ quái chính là Diệp Phàm tuy rằng cũng có tu vị võ hoàng nhưng tựa hồ không bị khí uẩn chi lực ảnh hưởng, vô luận là cửu lê chiến cổ của Lê lúc trước, hay là Hoàng Chiêu Trung của Lý Vân Tiêu, đối với hắn đều không có chút ảnh hưởng nào cả. Lý Vân Tiêu nhướng mày, tu vi của hắn căn bản không cách nào khống chế Hoàng Chiêu Trung. Có thể giống như Lê hội tụ sóng âm thành tuyến, tiến hành đơn thể công kích, hắn mỗi lần chấn động, sóng âm Hoàng Chiêu Trung đều khuếch tán ra chung quanh, kể từ đó sợ rằng chết trước tiên chính là đám Tiểu Thanh, Thử Hoàng cùng với mọi người Thánh Hỏa Điện. Đại Yêu ở xa xa thì nguyên một đám tỉnh táo dị thường, ngoại trừ thương gia, trong tay tất cả mọi người đều là huyền khí cửu giai, cũng tản mát ra khí uẩn cường đại, triệt tiêu đi lực lượng sóng âm kia. Mà thương chẳng biết tại sao. Vậy mà lại không bị sóng âm ảnh hưởng. Lý Vân Tiêu khẽ quát, liền thu Hoàng Chiêu Trung về, nhẹ nhàng xoay tròn trên lòng bàn tay, tinh xảo xinh xắn. Phong ấp và Sa Húc Nghiêu đều thổ huyết, may mắn nhặt về được một mạng, vội vàng bỏ chạy ra xa. Hiện giờ dưới loại tình huống này, muốn cướp đoạt Nặc Á Chi Chu, trên căn bản là điều không thể, có thể rời khỏi đây hay không còn khó mà nói. Giờ phút này trong không gian bốn phía thủy tinh hình thoi, cũng chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu, Trương Thiệu Thiên và Diệp Phàm, còn có Đường Kiếp cùng với vài tên đại yêu, đối nghịch lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền khí cửu giai ở trong không gian này đều tản mát ra khí uẩn mãnh liệt, cơ hồ từng người trấn áp một phương không gian, bài xích lẫn nhau. Phệ hồn phiên của Trương Thiệu Thiên và ngũ hành ngự thú hoàn của phong ấp lại kém hơn một bậc, nhưng cũng là tồn tại chuẩn cửu giai, cũng mở ra một phương không gian của mình. Xa xa tương đối, chỉ là về mặt khí thế lại yếu hơn rất nhiều. Những người còn lại thì nguyên một đám sắc mặt khó coi đến cực điểm. Theo khí uẩn uy áp từ trong thủy tinh hình thoi tản ra không ngừng cường đại, lực lượng của bọn hắn đã bị áp chế đến tình trạng thập phần nhỏ yếu, Trầm Phong và Cửu Xí Linh Xà Điểu vốn là tồn tại cường đại, nhưng hiện giờ cũng chỉ có một thanh chiến đao bát giai, so với người còn lại quả thật yếu hơn rất nhiều. Mà thảm nhất chính là Tiểu Thanh, Thử Hoàng, Ngư Dương Chu. Cùng với đám người Thánh Hỏa Điện, hoặc là hoàn toàn không có huyền khí, triệt để thành phế nhất, hoặc là cao nhất chỉ có huyền khí thất giai, căn bản không đủ nhìn. Những người này tận lực tránh xa thủy tinh hình thoi, tránh xa chiến trường, miễn cho bị tai bay vạ gió. Toàn bộ lực lượng cân đối trong tràng lập tức nghiêng qua một bên phía đại yêu có bốn huyền khí cửu giai, tăng thêm chu tước đao của Đường Kiếp chính là năm kiện, chiếu rọi lẫn nhau, cường đại đến cực điểm. Ha ha, thời đến vận chuyển. Ta mới chính là thiên mệnh sở quy. Ngay cả ông trời cũng giúp ta. Đường Kiếp kích động không thôi, nói. Thương huynh, giúp ta cướp lấy Nặc Á Chi Chu, ta nhất định sẽ dốc hết lực tứ cực môn, giúp các ngươi khôi phục đến lực lượng đỉnh phong. Ánh mắt Thương rơi vào trên thủy tinh hình thoi kia, ngâm giọng nói. Thánh khí sao, có thể có được thánh khí, đích thật là thiên mệnh sở quy. Nhưng thánh khí kia thật sự thuộc về ngươi sao? Đường Kiếp nhướng mày.
trên mặt hiện lên vẻ không hài lòng, nói. Hiện giờ tình thế đã nghiêng về bên chúng ta, chỉ cần Thương huynh chịu giúp ta, ta thật sự nghĩ không ra còn người nào có tư cách tranh đoạt với ta nữa. Trên mặt Thương không nhìn ra bất cứ thần sắc nào, chỉ khẽ gật đầu nói. Tốt, ta giúp ngươi. Đây là thánh khí của nhân loại các ngươi, không thuộc về yêu tộc ta. Nhưng vô luận thành công hay không, ngươi đều phải dốc sức hiệp giúp bọn ta sự khôi phục lực lượng. Không có vấn đề. Đường Kiếp đại hỉ, lập tức đáp ứng, trong mắt hào quang không ngừng chớp động, kích động khó có thể kiềm chế nổi. Lý Vân Tiêu, ta biết rõ ngươi ngoại trừ khẩu đại trung này, trên người còn có huyền khí cửu giai, nhưng ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể chống lại 5 người chúng ta sao? Đường Kiếp nhe răng cười nói. Nếu ngươi không biết điều thì, ta không ngại tiễn ngươi quy thiên trước đâu. Chu tước đao trong tay hắn càng ngày càng đỏ tươi, không ngừng có khí uẩn khuếch tán ra, chấn khiến không gian bốn phía run rẩy một hồi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn tựa như kẻ đần, suy tương đương cười nói. Nhiều khi, ta rất chán ghét kẻ ngu dốt, nơi này là không gian huyền khí, sao chính là chất lượng huyền khí mà không phải số lượng, hoàng chiêu chung của ta ít nhất cũng là cửu giai thượng phẩm. Đám huyền khí cửu giai rác rưởi của các ngươi cũng đừng có lấy ra, quá xấu hổ rồi. Hắn vỗ một cái, hoàng chiêu trung lập tức phát ra tiếng chuông hùng hậu, quanh quẩn trong toàn bộ không gian, hình thể trở nên cực lớn, cấp tốc đánh tới phương không gian mà Chu Tước Đao chấn áp, hai cổ khí uẩn bá đạo không ngừng quanh quẩn, đồng thời phát ra thanh âm vù vù. Đường Kiếp trong nội tâm cả kinh, hắn cảm nhận được Chu Tước Đao trong tay khẽ run rẩy một chút, tựa hồ đối với khẩu đại trung kia cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ thật sự đúng như lời hắn nói, đại trung kia là thượng phẩm, mà Chu Tước Đao của ta là hạ phẩm sao? Hắn đã không còn tâm tư đi nghĩ nhiều nữa, bởi vì hoàng chiêu trung đang không ngừng chấn áp xuống, đã sắp ép vụn không gian do Chu Tước Đao mở ra rồi. Thương huynh, giúp ta! Đường Kiếp hoảng hốt vội vàng kêu cứu. Ầm ầm, một tiếng trống vang lên, cửu lê chiến cổ trực tiếp lao đến, đánh tới trên thân hoàng chiêu trung. Hai kiện đều là huyền khí sóng âm, đều tản mát ra cổ vận khủng bố quanh thân, chấn ra linh áp cực kỳ mạnh mẽ tản ra bốn phía, tựa hồ không chia trên dưới. Mà không gian do Chu Tước Đao của Đường Kiếp mở ra dưới linh uy của hai kiện huyền khí bị ép cho phải thu nhỏ lại, tựa hồ muốn rời khỏi chiến trường. Đẳng cấp phẩm chất huyền khí, cao thấp liền rõ ràng. Hoàng Chiêu Trung chính là một trong ngũ đại huyền khí chấn áp đại ma, tự nhiên lai lịch bất phàm. Cửu lê chiến cổ càng là thánh vật tương truyền từ xa xưa của một chi yêu tộc cường đại, cũng cường đại phi phàm. Trên mặt Thương khẽ động dung, cả kinh nói. Khẩu cổ chung vậy mà có thể chống lại cửu lê chiến cổ. Trong mắt của hắn tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng vào cửu lê chiến cổ, có chút khó mà tin được. Một đạo kiếm quang kinh người đột nhiên xuất hiện, trong mắt phủ đều là sát cơ, vĩ quang kiếm ở trong bóng tối bắn ra một đạo kiếm quang cường đại. Như pháo hoa tách ra trên không trung, nhanh như thiểm điện, muốn triệt để chém chết Lý Vân Tiêu. Trương Thiệu Thiên sắc mặt âm tình bất định, hắn vốn ở cùng phe với Lý Vân Tiêu, nhưng tình huống hiện giờ, nếu đứng bên phía Lý Vân Tiêu sẽ rất có khả năng phải bỏ mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn vậy mà cầm lấy phệ hồn phiên, thối lui ra xa xa, muốn ly khai phiến chiến trường này. Nặc Á Chi Chu hắn cũng là không tham, có thể có được đương nhiên rất tốt. Nhưng bảo vệ tánh mạng mới là quan trọng nhất. Thảo. Lý Vân Tiêu thấy hắn né tránh, tuy rằng cũng trong dự liệu, nhưng cũng nhịn không được mắng một câu, kiếm quyết trong tay khẽ điểm, đại lượng hắc sắc ma khí quay cuồng mà ra, ở quanh thân hắn hình thành một đạo phòng ngự cường đại, một kiện áo giáp màu đen tinh xảo khí phách hiện hình trên không trung. Ma thiên giáp vừa xuất hiện, cũng theo đó hiện ra khí uẩn kết giới. Oanh. Kiếm quang của vĩ quang kiếm chém lên kết giới của áo giáp. Bắn ra kiếm quang ngập trời lan tràn mọi nơi, không cách nào phá vỡ dù chỉ một chút. Vũ nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Huyền khí của tất cả mọi người vào thời khắc này đều phát huy ra 100% lực lượng, mà vĩ quang kiếm của hắn vậy mà không thể phá vỡ ma giáp đối phương. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là vĩ quang kiếm của hắn về mặt phẩm chất khí uẩn không bằng đối phương. Vậy mà đều là thượng phẩm, tiểu tử này kiếm đâu ra nhiều thứ tốt như vậy? Chẳng lẽ là đào phần mộ của đại năng thượng cổ nào đó sao? Thương cũng kinh ngạc không thôi, hắn mặc dù biết Lý Vân Tiêu có rất nhiều huyền khí, nhưng không thể tưởng được phẩm chất cũng cao như thế, hơn nữa càng khiến hắn lo lắng không thôi chính là, đối phương còn kiện đại đỉnh màu tím kia, tựa hồ cũng là thánh khí.
nhưng thánh khí muốn phát huy ra 100% lực lượng, coi như là cường giả thần cảnh cũng chưa chắc hiểu rõ. Huống hồ phương không gian này chẳng qua là bị Nặc Á Chi Chu trấn áp, mới hình thành tồn tại đặc biệt, nếu lại xuất hiện một kiện thánh khí, đánh vỡ loại kết giới khí ẩn này thì có thể lực trấn áp của Nặc Á Chi Chu sẽ biến mất, đến lúc đó bất lợi ngược lại sẽ là bản thân Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tựa hồ cũng nghĩ tới điểm ấy, cho nên Sơn Hà Đỉnh Thủy Trung vẫn không xuất hiện. Hắn hiện giờ bằng vào Hoàng Chiêu Trung và Ma Thiên Khải còn có thể trấn áp võ đế, chống lại đại yêu. Nếu như Sơn Hà Đỉnh xuất hiện phá vỡ khí ẩn áp chế, vậy thì Phong Ấp và Sa Húc Nghiêu sẽ là người đầu tiên muốn giết hắn. Cùng tiến lên, ta không tin mình hắn có thể kháng trụ mấy người chúng ta liên thủ. Rực 10 ngóc liên tục chuyển động, trên đó hào quang lập lòe ra, 10 chuôi chỉ sáo kiếm sáng loáng lan ra như mạng nhện. Phù cũng giơ lên chiến phủ trong tay, có chút nghiêng người, làm tốt tư thế ra tay. Từng vòng khí ẩn kích phát ra quanh thân, vô cùng lăng lệ ác liệt. Phù lần nữa vung lên vĩ quang kiếm, khí linh kiếm khí phát ra thanh âm vui sướng, phảng phất cực kỳ khát máu. Ba gã đại yêu cầm ba kiện huyền khí cửu giai đã phát huy đến cực hạn, khí ẩn kết giới chiếu rọi lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích kinh thiên động địa. Thường có chút lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta rất chờ mong đấy, hiện giờ dưới loại tình huống này, xem ngươi ngăn cản thế nào đây. Lý Vân Tiêu ánh mắt thập phần ngưng trọng, mà Thiên Khải cho dù nghịch thiên thế nào, cũng không có khả năng ngăn trở một kích liên thủ của ba người. Bên kia Hoàng Chiêu Trung cùng Cửu Lê Chiến Cổ bất phân thắng bại, hoàn toàn bị chế ước rồi. Hắn quay đầu trầm giọng nói. Diệp Phàm, ta ngăn chặn những người này, người có nắm chắc lấy được Nặc Á Chi Chu không? Diệp Phàm trái tim như thắt lại. Nhìn qua trên không thủy tinh hình thoi đang không ngừng hấp thu hết cấu vạn vật trên không trung, một cái thuyền nhỏ màu vàng đang ngày càng sáng ngời, óng ánh thông thấu, phảng phất yên lặng ngàn năm, đang chờ đợi hắn đến lấy vậy. Hắn trong giây lát chấn động toàn thân, vào thời khắc này chỉ cảm thấy huyết dịch bắt đầu nóng lên, tựa hồ như đang bị tổ tiên tác động lấy. Hắn vốn không biết ra tay thu thế nào liền kiên định nhẹ gật đầu, nói. Có thể, Nặc Á Chi Chu này, vốn là đang đợi ta. Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng của hắn, ngạc nhiên một chút, lập tức cười cười, làm thủ thế hiểu rõ nói. Vậy thì tranh thủ thời gian đi, ta cũng không biết có thể chống bao lâu nữa. Diệp Phàm lộ ra vẻ cảm kích, nói. Cảm ơn, Vân Tiêu đại ca. Hắn mở ra bộ pháp, lao về phía thủy tinh hình thoi kia. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người Diệp Phàm, người hắn lỏa lồ, ấn ký giống như thủy tinh hình thoi trước ngực cũng phát ra hào quang yếu ớt. Tựa hồ như có cảm ứng. Đường kiếp cả kinh, bỗng nhiên thu chu tước đao về, phi thân tiến lên, phẫn nộ quát. Nặc Á Chi Chu là của ta, mau cút đi. Hắn chém ra một đao, chu tước hỏa điểu lao ra từ trên thân đao đánh tới bóng lưng Diệp Phàm. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, vươn tay khẽ điểm, ma thiên khải giáp trên người hóa thành một hình người nhỏ lao đi, ma khí ngập trời bao lấy Diệp Phàm vào trong, áo giáp hóa thành thật thể bao trùm trên người hắn. Uy phong lẫm lẫm, giống như ma thần hàng lâm vậy. Diệp Phàm trong nội tâm cảm kích không thôi, tay phải đánh ra một quyền, quyền kình do ma khí biến thành hình thành khí ẩn kết giới, ở bốn phía hình thành một vòng phòng ngự. Chu tước hỏa điểu chém lên ma khải vực giới kia liền lập tức tiêu vong. Đẳng cấp hai kiện huyền khí cao thấp thế nào vừa nhìn đã rõ. Có vực giới của ma thiên khải thủ hộ, trong phương không gian ở đây không ai có thể tổn thương được hắn. Diệp Phàm lao nhanh về phía thủy tinh hình thoi kia. Đường kiếp vội vàng nói. Thương huynh, giúp ta. Thương gật gật đầu, dừng ở Diệp Phàm nói. Phù, Dực, các ngươi chém vỡ khôi giáp của hắn. Vũ, ngươi giết Lý Vân Tiêu. Vâng. Ba đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, vực giới chi lực khủng bố tản ra trong không gian, ba đạo hào quang cường đại xỏ xuyên qua thiên địa mà đến, loại khí vận chi lực kia rung động trái tim mỗi người. Phảng phất như bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé. Không chỉ mọi người ở xa xa hoàn toàn không cách nào gia nhập chiến trường, mà coi như là bọn người Vũ cũng cảm thấy vô cùng rung động. Dưới loại công kích khí vận cường đại này, mỗi người đều cảm giác giống như một thuyền lá nhỏ trong biển rộng, tùy thời đều có thể bị đánh úp, căn bản không phải lực lượng nhân lực có khả năng chống lại. Lý Vân Tiêu ngay cả hô hấp cũng trở nên đình trệ rồi, huyết dịch vào thời khắc này giống như đọng lại trong mạch máu. Không cách nào lưu động. Một chiêu này kiếm quang này của Vũ, 100% lực lượng huyền khí cửu giai, cho dù là lúc đỉnh phong kiếp trước gặp phải cũng khó chống lại ba lượt.
chỉ có thể đánh cược một lần thôi, sinh tử do trời định. Trong mắt Lý Vân Tiêu hàn khí đại thịnh, dùng âm thanh lạnh như băng nói. Thương, đây là ngươi bức ta. Nếu là Sơn Hà Đỉnh có thể trấn áp tất cả huyền khí thì ta nhất định sẽ chém giết hết bọn người, một tên cũng không để lại. Hắn mãnh liệt chắp tay trước ngực kết ấn, nội tâm quát to yêu long, dung hợp vào trong hồn phách ta. Ở sâu trong linh hồn, yêu long đang ngủ say bỗng mở to hai mắt, thân thể vòng vo ra một tư thế cổ quái bắt đầu dần dung nhập vào trong linh hồn Lý Vân Tiêu. Một cổ hồn lực bàng bạc đột nhiên từ trên người hắn tản ra ngoài, ở quanh thân hình thành tràng vực nhàn nhạt. Thân thể Lý Vân Tiêu cũng theo đó phát sinh thay đổi nhất định, hiện ra long lân, bắt đầu yêu hóa. Đây là hồn chiến kỹ pháp. Trương Thiệu Thiên rất xa chấn động, võ kỹ mà Lý Vân Tiêu đang thi triển chính là một loại bí pháp của phệ hồn tộc bọn hắn, tuy rằng chưa nói đến cường đại cỡ nào, nhưng phi thường chênh lệch. Chủ yếu là người tu luyện càng ngày càng ít, có thể tìm được hồn phách phù hợp dung hợp với mình thập phần khó được, còn không bằng chuyên tu phệ hồn phiên. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn tẩm bộ thì có thể tiến hóa vô hạn. Tên sư đệ kia của hắn cũng hoảng sợ thất sắc, nói. Đây là linh hồn gì? Không ngờ cường đại như thế, khiến bản thể cũng bắt đầu yêu hóa, hơn nữa loại hình thái yêu hóa này sao giống như? Như là... Hắn ấp úng, tựa hồ không dám xác nhận. Trương Thiệu Thiên mặt âm trầm, cắn răng nói. Như là thượng cổ chân long. Chi? Tên đệ tử kia hít một hơi lạnh. Kinh hãi nói. Thượng cổ chân long, sư huynh, trên đời này thực sự có vật kia sao? Trương Thiệu Thiên nói. Đương nhiên không có, chân long chính là tồn tại chân linh thập phương thần cảnh. Yêu hồn dung hợp kia hẳn là hậu duệ của thượng cổ chân long, có thể hiển hóa ra long hình, hẳn là hậu duệ chân long thập phần cường đại. Trong mắt của hắn chớp động tinh mang, tựa hồ nổi lên tham niệm. Đối với đệ tử phệ hồn tộc mà nói. Không có chuyện gì quan trọng hơn thu thập linh hồn cường đại. Nếu có thể tìm được hồn phách một đầu hậu duệ chân long để dung hiếp, tu luyện hồn chiến kỹ pháp, thêm vào phệ hồn phiên cửu giai, như vậy hắn ở trong tông môn cũng sẽ trở thành một tồn tại cường đại. Sau khi ngoại hình Lý Vân Tiêu xảy ra chút thay đổi, cả người cũng trở nên có chút yêu dị. Một đạo quang ảnh màu tím hiển hiện nơi mi tâm hắn, huyễn hóa ra Sơn Hà đỉnh, dần dần bay ra. Bốn phía đỉnh tản ra linh áp màu tím mờ mịt. Theo thân đỉnh biến hóa không ngừng khuếch trương ra, chiếu sáng bốn phía, toàn bộ không gian dưới các loại hào quang chiếu rọi lẫn nhau, cái tử đỉnh này lộ ra có chút thảm đạm không nhập lưu, nhưng không ai dám khinh thường nó cả. Hơn nữa ngay khi Sơn Hà đỉnh xuất hiện, Lý Vân Tiêu bị nhân uân tử khí kia bao phủ, hoàn toàn không cảm thụ được áp lực trùng thiên tử vĩ quang kiếm nữa, hắn đại hỉ lấy hai tay thôi động Sơn Hà đỉnh, phi tốc lao về phía Diệp Phàm. Vũ sắc mặt đột biến. Nội tâm đã cảm thấy không ổn, dưới loại uy thế kinh thiên kia, coi như là võ đế đỉnh phong cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Hắn xoay chuyển kiếm thế, kiếm quang của vĩ quang kiếm cưỡng ép đổi hướng trên không trung, đuổi theo chém tới Lý Vân Tiêu. Đường kiếp khiếp sợ nhìn tất cả, đột nhiên giật mình một cái phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt chạy tới chỗ thủy tinh hình thoi kia, có chu tước đao bảo hộ, tất cả uy áp đều bị chém nứt. Đợi đến khi đến chỗ cách 10 mét chung quanh thủy tinh hình thoi thì đao vực của chu tước đao mới dần tản ra. Ba đạo lực lượng huyền khí kinh thiên động địa đánh đến, Lý Vân Tiêu trực tiếp ngăn ở trước người Diệp Phàm, nói. Nặc Á Chi Chu kia đừng để người khác hớt tay trên, ta không muốn phi công không một hồi, đừng quên ngươi là hậu nhân của Diệp Nam Thiên. Diệp Phàm trong nội tâm chấn động, huyết dịch lần nữa sôi trào, mấy ngàn năm qua thánh hỏa điện bọn hắn lần đầu tiên cách Nặc Á Chi Chu gần như thế. Nếu lần này mất đi cơ hội, sẽ không còn cơ hội nào nữa rồi. Trong mắt Diệp Phàm lộ ra thần sắc buông tha tất cả, hy sinh tất cả, hống lớn một tiếng dùng ma khí đánh bay tầng tầng áp lực, lao tới chỗ thủy tinh hình thoi kia. Ấn quyết trong tay Lý Vân Tiêu bắt đầu nhanh chóng biến hóa ngưng ra ba cái khoa đẩu văn tự màu vàng, từng cái lao ra trước người, bị hắn liên kích ba trường, đánh vào trong Sơn Hà đỉnh trước người, nói. Sống hay chết đều xem ngươi rồi, chỉ cần sống qua lần này. Về sau bổn thiếu gia sẽ cung cấp rượu ngon thịt ngon cho ngươi, thời khắc mấu chốt ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương đấy. Sơn Hà đỉnh, đỉnh trấn Sơn Hà. Phanh, phanh, phanh. Ba đạo văn tự phát ra tiếng vang thanh thúy, bị đánh vào trên đại đỉnh, hồn lực Lý Vân Tiêu bị thân đỉnh rút hết không còn, tản mát ra quang mang cửu thải rực rỡ, hắn đại hỉ nói. Thành công rồi. Hào quang cửu thải chiếu rọi ra, xoay quanh một vòng chung quanh từ đỉnh. Sau đó biến mất vô tung,
khôi phục lại trạng thái tử khí sâu kín như trước, ngoại trừ hình thể cực lớn ra cũng không còn biến hóa nào khác nữa. Cái này, Lý Vân Tiêu trừng lớn mắt, giận dữ đá vào tử đỉnh, quát. Còn em ngươi, thời khắc mấu chốt lại như xe bị tuột xích, chỉ cần ta hôm nay không chết, ngày sau tất phải luyện ngươi thành một cái cầu. Không không không, hắn phẫn nộ đá liền mấy kích, ngoại trừ phát ra thanh âm không 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 ra, cũng không còn bất kỳ phản ứng nào khác nữa. Ba đạo uy thế kinh thiên rơi xuống, chiếu rọi bốn phía thành một mảnh trắng bệch, giống như tâm tính Lý Vân Tiêu giờ phút này vậy, nóng sáng như ban ngày, triệt để nuốt hắn và tử đỉnh kia vào trong. Ầm ầm, công kích cực lớn rơi vào trên sơn hà đỉnh, bắn ra hào quang cường đại, giống như một vòng mặt trời đột nhiên bộc phát, hào quang bắn khắp bốn phía, khiến tất cả trong không gian đều như nằm dưới ánh mặt trời vây. Thời gian vào thời ca ức này tựa hồ như ngưng lại, mà ngay cả thủy tinh hình thoi không ngừng nuốt kết cấu vạn vật cũng thả chậm tốc độ, kết cấu vạn vật bị hút vào với một tốc độ cực kỳ chậm. Thuyền nhỏ màu vàng bên trong thủy tinh hình thoi hào quang càng ngày càng mạnh, biến cả mảnh thủy tinh thành một mảnh vàng chói, kết cấu vạn vật vô cùng vô tận cũng bắt đầu nhìn thấy điểm cuối. Ngoài ra, tất cả mọi người còn lại đều ở dưới trạng thái cực tĩnh, không chút cử động. Ân, một tiếng kêu nhẹ vang lên. Lý Vân Tiêu mở mắt ra, mờ mịt nhìn khắp mọi nơi, kiểm tra thân thể mình một chút, kinh ngạc nói. Ta không chết, nơi này là sao? Liếc nhìn lại, trước mắt đều như ban ngày, thần thức tản ra, không phát giác ra bất cứ thứ gì, phảng phất như một mảnh không gian mông lung vậy. Hắn kinh ngạc phi hành về phía trước, không có bất kỳ biến hóa, tất cả đều là trắng xóa như trong mây, không nghe, không thấy bất cứ thứ gì cả. Chẳng lẽ là không gian bên trong sơn hà đỉnh? Đây là phản ứng đầu của Lý Vân Tiêu, huyền khí siêu phẩm đều có thể tự thành không gian, nhưng phiến thế giới màu trắng mênh mông này lại không có bất kỳ linh khí, phảng phất như vạn vật hư vô, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình hắn vậy. Ngay khi hắn không biết làm sao, trong không gian mênh mông phía trước như ẩn ẩn hiện ra một điểm quang mang màu vàng, như ẩn như hiện, chìm nổi bất định. Đó là... đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại. Hóa thành một đạo thiểm điện phi tốc vào tới, những quang mang kia hắn không xa lạ chút nào, đúng là khoa đậu văn tự kim sắc. Đại diễn thần quyết, đại giới thần quyết, lần này sẽ là cái gì? Hắn không kiềm được tâm thần kích động, hiện giờ đã có thể khẳng định nơi này là bên trong sơn hà đỉnh. Nếu là có thể học được thần quyết, vậy thì liền có thể tự do điều khiển đỉnh này rồi. Hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu tượng, hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật, hiểu hề minh hề. Kỳ trung hữu tinh. Những văn tự chìm nổi bất định kia dưới ánh mắt của hắn giống như bỗng nhiên đều dung nhập vào đầu, từ chỉ nhận ra mấy chữ lẻ tẻ biến thành hiểu rõ ràng. Hắn thầm niệm nguyên một đám văn tự, lập tức cảm thấy như vạn cây kim châm đâm vào đầu, đau đến mức toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ đây là quy tắc chi lực trong văn tự, mình không cách nào thừa nhận nổi. Hơn nữa càng khiến hắn sốt ruột chính là những văn tự kia bắt đầu dần biến mất trong đầu, trừ mấy cái mình đã học ra. Còn lại toàn bộ đều dần mất đi, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại vậy. Phốc, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm tâm huyết, thầm nói. 12, lại học xong 12. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, khoa đầu văn tự kim sắc thông thiên kia chậm rãi hòa tan ra, trên không trung ngưng tụ thành bộ dạng một võ giả đang ngồi, còn có một phương đan đỉnh ở trước người võ giả kia, toàn bộ hình ảnh thập phần sinh động. Người này là chủ nhân Sơn Hà Đỉnh sao? Lý Vân Tiêu thầm suy đoán, nhân vật nhàn nhạt vừa xuất hiện kia đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đồng tử hắn nhảy dựng kịch liệt, chỉ thấy võ giả đang ngồi kia trong tay đột nhiên khẽ kết ấn, từ kim cương ấn bình thường bắt đầu chậm rãi tách ra, hai tay lúc lên lúc xuống, ở hai bên trái phải kết thành ấn ký bất đồng. Theo ấn ký kia xuất hiện, trên không sơn hà đỉnh trước người võ giả kia xuất hiện khoa đầu văn. Võ giả sau biến hóa lần đầu tiên, rất nhanh đã có lần thứ hai, lần thứ ba. Trong tay các loại ấn quyết phức tạp dần dần hiện ra, khoa đầu văn tự bên trên sơn hà đỉnh cũng theo sự xuất hiện của những ấn quyết này mà biến hóa lấy, cả hai chiếu rọi lẫn nhau. Trong lòng Lý Vân Tiêu đại chấn, lập tức đã hiểu rõ tầm quan trọng của những ấn quyết và khoa đầu văn tự này. Không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thủ ấn và văn tự xuất hiện, muốn hoàn toàn ghi nhớ lấy, nhưng khiến hắn lo lắng không thôi chính là những diệu pháp trước mắt lại giống như Vân Yên, vừa xem qua đã quên mất. Hình thái sơn hà đỉnh theo ấn quyết trong tay võ giả cũng diễn sinh ra các loại biến hóa, tựa hồ như đang hướng dẫn hắn cách sử dụng. Tuy chỉ là vài đường nét đơn giản,
như lại bày ra một họa quyển sống động cực kỳ đẹp mắt. Nhưng càng cưỡng ép nhớ lấy thì hắn lại càng quên nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục vậy thì chỉ là dã tràng, không học được bất cứ thứ gì cả. Lý Vân Tiêu cũng là người đã trải qua vô số mưa to gió lớn, hắn lập tức đã có lựa chọn, có chút nhắm hai mắt lại, toàn tâm trầm tĩnh lại, trong đầu một mảnh thanh linh, không chút tạp niệm, các loại cảm xúc đều bị loại trừ. Dùng loại cấp độ cảm ngộ kia, rất nhanh hắn đã tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất phong ngã, cả người phảng phất như dung làm một thế với thế giới màu trắng chung quanh, không có chút phân biệt, không còn là mình, cũng không hề có chút tạp niệm nào cả. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn trông thấy hai tay võ giả kia hiện ra kiếm chỉ, bên tay trái lại có ba chỉ chạm vào tay phải. Đối ứng lấy, trên không cũng xuất hiện ba cái khoa đầu văn tự mới. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, đồng tử hóa thành một vòng trăng rằm, tản mát ra lam sắc quang mang yêu dị. Trong mắt hắn hiện ra ấn pháp phương thủ ấn kia, ngoài ra không còn thấy được bất cứ thứ gì nữa, trong thức hải lại hiện ra ba khoa đầu văn, chuyển hóa thành màu vàng, khắc sâu vào trên linh đài. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thay vì cái gì cũng không học được, không bằng khát nước ba ngày, trước lấy một hồ lô đã. Hắn tập trung toàn bộ tinh khí thần, hơn nữa điều tiết trạng thái của mình tới mức tốt nhất, dung nhập tứ chu thiên địa, lúc này mới trong lúc vội vàng cưỡng ép nhớ kỹ được một thức này. Sau khi khẽ mở ra, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, để tránh bị các biến hóa thủ ấn còn lại của võ giả kia ảnh hưởng. Theo hắn chuyên tâm không ngừng ghi nhớ, rốt cục sau một lát, một thức thủ ấn và ba khoa đầu văn tự màu vàng kia đã vĩnh cửu khắc trong đầu hắn. Vào thời khắc này, hắn phúc linh tâm lai, ngụ ý trong ba cái khoa đầu văn kim sắc chưa từng thấy qua kia cũng đã được hắn hiểu rõ. Thì ra thủ ấn kia gọi là Minh Vương ấn. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa, tinh khí thần cả người đột nhiên tăng lên tới một loại trạng thái hoàn toàn mới, tựa hồ đối với quy tắc ẩn chứa trong khoa đầu văn kim sắc đã có lĩnh ngộ thêm một bước, cả người đều có một loại cảm giác kỳ dị lan tràn trong người. Loại cảm giác này, là thần dịch lực. Lý Vân Tiêu hoảng sợ cả kinh, sau khi hơi chút lĩnh ngộ ba cái khoa đầu văn kim sắc kia, do thần dịch lực cực nhỏ đan điền mình lại như được tẩm bổ, có chút dục dịch ngóc đầu dậy, dọc theo kinh mạch quanh thân hắn chậm rãi chảy xuôi đi, giống như thập phần vui sướng vậy. Thật kỳ quái, chẳng lẽ cổ lực lượng thuần túy này cũng có cảm xúc sao? Thần dịch lực để lộ ra cảm giác vui sướng khiến toàn thân Lý Vân Tiêu thoải mái nói không nên lời. Đồng thời cũng cảm thấy vạn phần khó hiểu. Hắn biết rõ loại lực lượng này cũng giống như khỏa đầu văn kim sắc kia, đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải giả hắn, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa, tùy ý để thần dịch lực chảy xuôi trong người, tẩm bổ lấy nhục thể và kinh mạch của hắn. Loại cảm giác này hết sức thoải mái, cũng không biết qua bao lâu, thần dịch lực tự động ngừng vận chuyển, trở lại trong đan điền, dường như còn hùng hậu hơn trước vài phần. Không chỉ có thế, thân thể và kinh mạch Lý Vân Tiêu đều được tăng cường rất rõ ràng. Tính bền dẻo và độ rộng của kinh mạch đều được cải thiện rất lớn, nhưng việc duy nhất khiến hắn buồn rầu chính là nguyên khí xa xa chưa đủ, đã trở thành gông cùm xiềng xích lớn nhất của hắn. Thần dịch lực sau khi bất động hắn cũng chậm rãi phục hồi lại từ nhập định, cử động của võ giả và Sơn Hà đỉnh đã sớm chấm dứt, theo ánh mắt của hắn rơi xuống, mọi thứ dần biến mất vô tung. Thật là đáng tiếc, một bộ pháp quyết thần diệu như thế, vậy mà chỉ học được một thức, thật bi ai. Lý Vân Tiêu trong nội tâm tràn đầy thở dài, nhưng lại không thể làm gì, lần sau muốn có cơ duyên thế này không biết là chuyện của năm tháng nào nữa. Minh Vương ấn sao? Hắn nhớ lại thủ ấn vừa học được kia, nhịn không được ra tay mô phỏng lại, hai tay hợp cùng một chỗ thi triển ra. Đột nhiên một đạo kim quang từ đầu ngón tay bay vút ra, ba khỏa đầu văn kim sắc đột nhiên xuất hiện ở bốn phía thủ ấn, sáng tắt bất định. Vờn quanh nơi đầu ngón tay tản mát ra quy tắc chi lực kỳ dị. Thần dịch lực trong cơ thể cũng theo đó bị kích phát ra, bắt đầu chạy quanh kinh mạch, từ trong ấn quyết tuôn ra, tản mát ra kim sắc quang mang. Thế giới trắng xóa dưới một ấn này vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này quả nhiên là không gian bên trong Sơn Hà đỉnh, dưới đạo ấn quyết này rốt cục cũng có phản ứng rồi. Hai tay của hắn không dám tự ý động, chăm chú kết lấy Minh Vương ấn. Tùy ý hoàn vũ hư không biến hóa, ngàn vạn khí tức xương trắng phảng phất trong khoảnh khắc tan hết, cuối cùng đi ra khỏi không gian kia, trước mắt lộ ra một mảnh đêm tối vô hạn, hắn cảm nhận tĩnh đến cực hạn. Nơi này là không gian khí vận, đi ra. Lý Vân Tiêu đại hỉ nhìn qua các nơi, dưới loại tĩnh đến cực hạn này tất cả mọi người đều đình trệ lại,
mà ngay cả ba đạo lực lượng huyền khí cửu giai bá đạo vẫn treo trên trời cao, rơi vào trên Sơn Hà Đỉnh, nhưng lại như đọng lại vậy, cực kỳ quái dị. Giữa ba đạo lực lượng và Sơn Hà Đỉnh bị tử khí sâu kín mờ mịt kia ngăn cách, tuy rằng cách nhau gang tấc, nhưng lại như xa vô tận thời không vậy. Toàn bộ không gian thứ duy nhất động chính là thủy tinh hình thoi kia vẫn đang hấp thu lấy kết cấu vạn vật, bị thần thức hắn quét qua, vẫn xuất hiện giới hạn, tựa hồ như gần xong rồi, thuyền nhỏ bên trong thủy tinh kim quang càng ngày càng mạnh. Bỗng nhiên, loại tĩnh đến cực hạn này chợt sụp đổ không có bất kỳ dấu hiệu nào cả, thời gian nơi này trong nháy mắt lần nữa chảy xuôi, toàn bộ thế giới lập tức động lại. Chi? Lý Vân Tiêu chấn động, ngay khi cực tĩnh biến mất, hắn liền cảm nhận được ba đạo lực lượng chấn động bá tuyệt vô thất kia giống như sóng biển cuốn lấy hắn vào trong, cơ hồ sắp bị diệt đến nơi. Mẹ nó, cũng không cho ta chút thời gian chuẩn bị, nói đến là đến sao? Nội tâm của hắn mắng to một câu, đã không có bất kỳ suy tư nào nữa, khí tức tử vong trực tiếp xuyên vào mỗi một tế bào trên người hắn, hắn chưa từng thấy mình cách tử vong gần như thế bao giờ cả. Minh Vương ấn. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, vào thời khắc nguy hiểm nhất há cũng bất chấp tất cả, trực tiếp vỗ thức ấn quyết vừa học được kia lên thân Sơn Hà Đỉnh. Thần dịch lực từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ba cái khỏa đầu văn tự kim sắc xuất hiện, bên trong toàn bộ nhân uân tử khí trong chốc lát bắn ra vạn đạo hoa quang, hiện lên cửu thải chi sắc, phảng phất một thế giới lưu ly như mộng như huyễn, lấy Sơn Hà Đỉnh làm trung tâm tản ra ngoài, bao phủ lấy Lý Vân Tiêu vào trong. Ầm ầm. Ba đạo công kích triệt để muốn nổ tung lên, năng lượng cực lớn cuốn khắp toàn bộ không gian khí vật, toàn bộ không gian hoàn toàn trở thành màu nóng sáng, khiến người lóa cả mắt. Bọn người Tiểu Thanh ở chỗ rất xa cũng hoảng sợ điên cuồng bỏ chạy, loại lực lượng này một khi lan đến gần, đừng nói bọn hắn giờ phút này đã bị áp chế hết tất cả lực lượng, coi như là vào thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ còn đường chết. Đây chính là toàn bộ lực lượng của ba kiện huyền khí cửu giai A. Lý Vân Tiêu ở bên trong lưu ly cửu thải kia kinh dị nhìn ra bên ngoài, lực lượng cường đại trùng kích đến, toàn bộ đều bị cửu thải chi sắc thôn phệ, hắn không cảm thụ được chút lực lượng chấn động nào cả, cũng không có chút nguy hiểm nào cả. Vân Tiêu đại ca, bên ngoài truyền đến tiếng kêu cực kỳ bi thương của Diệp Phàm, dưới loại lực lượng cuồng bạo này, tất nhiên là thập tử vô sinh. Trong mắt hắn một mảnh đỏ bừng, khóe miệng cũng cắn chảy ra máu, Lý Vân Tiêu chết rồi, vì hắn mà chết. Hắn nhất định phải đạt được Nặc Á Chi Chu báo thù cho Lý Vân Tiêu. Diệp Phàm quay người chộp tới thủy tinh hình thoi màu vàng kia, giờ phút này hắn cách thủy tinh cực kỳ gần. Ha ha, Lý Vân Tiêu kia rốt cục chết rồi. Hiện giờ đến phiên ngươi, dám đoạt Nặc Á Chi Chu với ta, phải chết. Thanh âm dữ tợn của Đường Kiếp truyền đến, vừa rồi dưới lực lượng kinh thiên động địa kia, hắn dựa vào đao vực của Chu Tước đao tránh thoát một kiếp, giờ phút này hoành đao chém ra. Đao khí hỏa hồng sắc ngang trời mà xuống, trực tiếp chấp áp ma khí trên ma thiên khải quanh thân Diệp Phàm, cả người hóa thành một đạo quang mang, vọt tới bên cạnh thủy tinh hình thoi. Kết cấu vạn vật đang nhanh chóng co rút lại, trong khi hai người tranh đấu, rốt cục đã bị hấp thu hết toàn bộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mở to mắt, nín thở ngưng thần nhìn qua thủy tinh màu vàng kia, chờ đợi nó biến hóa thêm một bước. Mà bước biến hóa tiếp theo, mọi người cơ hồ đều đoán được. Có lẽ Nặc Á Chi Chu khiến mọi người đều phải động tâm kia sắp xuất hiện. Nặc Á Chi Chu, là của ta. Đường Kiếp kích động đến toàn thân đều run rẩy, điên cuồng chộp tới thủy tinh màu vàng kia. Diệp Phàm bị hắn chém một đao liền lui ra hơn 10 mét, thoáng chốc không thể nào tới gần, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn hắn chụp lấy, trong nội tâm khẩn trương. Long cong. Ngay khi tay phải Đường Kiếp chạm vào bên ngoài thủy tinh màu vàng chừng nửa xích thì một đạo âm thanh chói tai từ trên thủy tinh vang lên, lực lượng sóng âm trực tiếp xuyên thấu bàn tay Đường Kiếp, trùng kích lên người hắn. Tay phải Đường Kiếp truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, cả người càng kinh hãi thất sắc, vội vàng giơ lên Chu Tước đao đón đỡ trước người, bảo vệ chỗ hiểm quanh thân, nhưng thân đao gặp phải trùng kích cực lớn, khiến hắn văng xa ra mấy chục thước, không ngừng quay cuồng trên không trung. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua thủy tinh màu vàng kia, một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo tuyệt luân đang chậm rãi xoay tròn trong đó, tản mát ra lực lượng chấn động lòng người. Giờ phút này lộ ra đến không chỉ là uy áp huyền khí, mà còn đạo đạo kim quang chói mắt, hết sức rực rỡ tươi đẹp chói mắt, ở bốn phía nổi lên một mảnh hải dương màu vàng. Trương Thiệu Thiên đột nhiên kinh hãi kêu to lên, nói. Ngươi lại không chết. Ngay khi ánh mắt của mọi người đều hối tụ trên thủy tinh màu vàng kia,
cách đó không xa ba đạo dư âm lực lượng huyền khí dần tiêu tán, trong hào quang sáng chói kia, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiển lộ ra ra, dựng ở trong ánh sáng lưu ly của Sơn Hà Đỉnh. Ngoại trừ Thương trong lòng chấn động, tựa hồ sớm đã sớm đoán trước được ra, người còn lại đều cực kỳ sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự không nghĩ ra hắn làm sao có thể sống sót được trong vụ nổ kinh thiên động địa đó. Đại đỉnh màu tím sau lưng chậm rãi vận chuyển, cửu thải lưu ly chi quang hình thành một không gian hơi nhỏ, cũng giống như huyền khí vực giới lúc trước vậy. Trong lòng mỗi người đều cực kỳ nghi vấn, nguyên một đám sắc mặt âm trầm không thôi, chỉ cảm thấy biến số trong không gian này ngày càng nhiều, hoàn toàn không cách nào khống chế được cả. Lúc này, hào quang bắn ra từ trong thủy tinh màu vàng kia ngày càng mạnh, phảng phất như một vòng mặt trời bộc phát ra, ở bốn phía hình thành một thế giới kim quang sáng lạn, bắt đầu mở rộng ra bốn phương tám hướng, chiếu rọi lấy tất cả mọi người vào trong. Theo kim quang lan tràn, khí tức thần thánh trang nghiêm cũng theo đó tỏa ra. Tất cả huyền khí vào thời khắc này hào quang đều lập tức trở nên ảm đạm, vực giới toàn bộ biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn dưới phiến ánh sáng màu vàng kia, khiến người không cảm thụ được bất luận lực lượng gì nữa. Mà ngay cả ma thiên khải trên người Diệp Phàm cũng mất hết ma khí, trở nên không khác gì áo giáp bình thường, mặc trên người không hề có chút hào quang. Phiến hải dương màu vàng kia không ngừng khuếch tán, rất nhanh va chạm với cửu thải lưu ly thế giới của Sơn Hà Đỉnh, vậy mà gặp phải trở ngại cực lớn không cách nào tiến thêm về phía trước, bị ngăn cản trước thế giới lưu ly. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh hãi dị thường, trừng lớn mắt. Tử đỉnh màu tím bên cạnh Lý Vân Tiêu kia đến cùng là vật gì? Vậy mà có thể chống lại khí vận của Nặc Á Chi Chu? Hải dương màu vàng và thế giới lưu ly nhẹ ép vào nhau, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người lập tức bắn ra linh áp khủng bố, trực tiếp đập vụn cả không gian, hiện ra một khe hở không gian thật lớn lan tràn ra phía xa xa. Vụ va chạm giữa hai cổ lực lượng cũng không quá ầm ĩ, chỉ là im im lặng lặng đè ép. Vết nứt không gian kia sau khi nổ bung ra cũng chậm chậm tụ lại, hình thành phân hai thế giới biệt rõ ràng, một hải dương màu vàng dùng thủy tinh làm trung tâm, một là thế giới lưu ly dùng Sơn Hà Đỉnh làm trung tâm. Quả nhiên là thánh khí A, hắn một người lại có tạo hóa lớn như vậy, vậy mà có thể độc chiếm hai kiện thánh khí. Trên mặt Thương lộ vẻ phức tạp, vào thời khắc này hắn mới chính thức nổi lên lòng kiêng kỵ với Lý Vân Tiêu. Kiêng kỵ cũng không phải lực lượng và thánh khí của hắn, mà là loại số mệnh trong tối tăm kia. Lực lượng cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng sẽ có lúc bị hắn chiến thắng, mà số mệnh chính là thiên vận, không ai dám tranh phong. Cường giả có thể trong thời đại này có được hai kiện thánh khí, tất nhiên là người thừa thiên vận. Sự xuất hiện của hai thế giới bất đồng khiến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Nhưng lúc này kẻ đần cũng hiểu được, đại đỉnh màu tím tản mát ra cửu thải lưu ly chi quang trước người Lý Vân Tiêu tất nhiên cũng là một kiện huyền khí siêu phẩm. Huyền khí siêu phẩm không phải chỉ có một kiện sao? Trong đầu mọi người đều là nguyên một đám dấu chấm hỏi, đại đỉnh màu tím kia sao bọn hắn chưa từng nghe qua bao giờ chứ? Đường Kiếp cũng ngốc trệ, sau khi hắn hít một hơi lạnh, đột nhiên phóng về phía thủy tinh màu vàng kia, sao lại có kiện huyền khí siêu phẩm thứ hai, hắn cũng không cần biết nhiều vậy làm gì, nhưng Nặc Á Chi Chu ở ngay trước mặt, chỉ cần có thể đạt được, liền có thể đứng đầu tứ cực môn, nhất thống thương minh, tranh bá thiên hạ. Diệp Phàm thấy Lý Vân Tiêu không chết, rất là vui mừng, khẽ quát một tiếng lập tức đuổi theo Đường Kiếp, đột nhiên ma thiên khải giáp trên người hắn hoàn toàn mất đi khí vận, như thế nào cũng không thể kích phát được. Phát hiện ra chuyện này còn có Đường Kiếp, chu tước đao trong tay hắn cũng như chết đi, mặc hắn rót nguyên khí vào trong như thế nào vô dụng, hơn nữa ngược lại, lực lượng bản thân vào thời khắc này cũng dần được khôi phục lại. Đi chết đi, dám tranh giành với ta. Đường Kiếp quay người lại hét lớn một tiếng, vung đao chém thẳng xuống. Tuy rằng chu tước đao dưới uy hiếp của Nặc Á Chi Chu không còn nửa điểm khí vận, nhưng bản thân Đường Kiếp chính là tồn tại võ hoàng đỉnh phong, nguyên khí rót vào trong thân đao, liền hóa thành đạo đạo đao mang thoát thể mà ra, chém vào trong hải dương khí vận màu vàng kia. Diệp Phàm chấn động, trong tay hắn ánh sáng màu xanh thoáng hiện, một thanh bảo kiếm đột nhiên hiện nơi tay, thi triển ra thánh kỹ. Một cổ quy tắc chi lực nhàn nhạt hiện ra trên thân kiếm, dựng thẳng kiếm lên ngăn ở trước người. Long cong, binh khí tấn công, ông ông tác hưởng, chấn thanh không dứt, hai người lần nữa thi triển các loại võ kỹ đối chiến với nhau. Huyền khí trong tay hai người tuy rằng chênh lệch thật lớn, nhưng lúc này so đấu chính là tu vị cá nhân,
Đường Kiếp đương nhiên mạnh hơn xa Diệp Phàm, chỉ mấy chiêu đã đánh cho hắn liên tục lui về sau. Đại thập tự hư không chạm. Trong lòng Đường Kiếp một hồi bực bội, tụ tất cả lực lượng trên trường đao, hung hăng lâm không chém xuống. Phanh! Mặc dù không có đao vận hoa mỹ, nhưng lại trực tiếp đánh gãy bảo kiếm trong tay Diệp Phàm, đao mang không giảm bổ lên đầu hắn. Đao mang kia trực tiếp chém lên Ma Thiên Khải, không thể lưu lại chút dấu vết nào, nhưng lực lượng khổng lồ lại trực tiếp chấn Diệp Phàm bay ra mấy chục thước mới dừng lại. Trong mắt Đường Kiếp hiện lên hàn quang lăng lệ, muốn đánh chết Diệp Phàm cũng không phải có thể làm được ngay, hơn nữa hắn phát hiện không chỉ có hai người bọn họ, tình huống mỗi người đều giống như vậy, huyền khí đã hoàn toàn mất đi lực lượng, nguyên lực bản thân bắt đầu chậm rãi khôi phục lại như trước. Đây tuyệt đối là một dấu hiệu không tốt. Xa xa bọn người Phong Ấp và Tiểu Thanh Nguyên đám đại hỉ, trong mắt lóe ra sát cơ trùng trùng điệp điệp. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, không còn chú ý đánh chết Diệp Phàm nữa, trực tiếp phi thân chộp tới cái thủy tinh màu vàng kia. Két đăng thoáng một phát, tựa hồ toàn bộ không gian màu vàng đều theo đó mà bỗng nhúc nhích, thần kinh mỗi người đều siết chặt. Đặc biệt là bọn người Phong Ấp và Tiểu Thanh ở phương xa, sau khi cảm nhận được lực lượng dần dần khôi phục lại liền đang từng chút hích lũy lực lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lúc trước huyền khí vực giới xuất hiện, những người này biệt khuất đến muốn khóc, sớm đã oán khí đầy ngập, giờ phút này lửa giận và phẫn nộ toàn thân đang không ngừng thiêu đốt, chỉ có điều lực lượng thủy tinh màu vàng quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, bởi vậy nguyên một đám gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp, chờ đợi thời cơ. Đường Kiếp sau khi nắm thủy tinh màu vàng trong tay, hải dương màu vàng chiếu rọi khắp thân thể hắn khiến mọi thứ mơ hồ, chỉ truyền đến thanh âm kích động, mang theo hưng phấn run rẩy, lẩm bẩm nói. Lực lượng, đây là lực lượng, ta cảm nhận được lực lượng mà trước kia không có, đây là Nặc Á Chi Chu sao, nó là thuộc về ta. Nói nhảm nhiều quá, nếu như không có biến cố nào khác thì, người đi chết đi. Đột nhiên không trung truyền đến thanh âm của Tiểu Thanh, lực lượng hắn đã khôi phục hơn phân nửa, thân hóa lôi điện không ai có thể cản nổi tốc độ của hắn, lập tức đã xuất hiện ở ngay sau lưng Đường Kiếp, vẻ mặt âm lãnh. Chi. Đường Kiếp chấn động, vội vàng quay người chém ngang qua, lôi điện chi lực cường đại của Tiểu Thanh khiến toàn thân hắn đều sởn hết cả gai ốc. Chu tước đao mang theo một mảnh đao mang, chém vào trong cơ thể Tiểu Thanh, cũng không chịu lực cản quá lớn, trực tiếp quét ngang vào trong, ở trên mặt đao nổi lên lôi quang hồ quang điện đùng đùng, ở trong kim sắc quang mang cũng sáng như ban ngày. Ngươi! Đường Kiếp nội tâm trầm xuống, đối phương thân hóa lôi điện. Không có cửu thiên đế khí căn bản không cách nào ảnh hưởng gì được đến hắn cả. Nặc Á Chi Chu, lấy ra đi. Tiểu Thanh cũng không ép lên, chỉ vươn tay ra, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Đây không phải là thứ ngươi có thể nhúng chàm, giao cho ta còn có thể bảo trụ một mạng. Đường Kiếp đột nhiên biến sắc, giận dữ hét. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi sao? Nặc Á Chi Chu này người tài có được, ở đây không ai có tư cách bằng ta cả. Hắn trực tiếp đưa thủy tinh màu vàng tới, kêu lên. Nặc Á Chi Chu, huyền khí siêu phẩm, phát huy ra lực lượng, giết người trước mắt này đi. Tiểu Thanh biến sắc, vội vàng lui về phía sau mấy chục thước, toàn thân bắt đầu phòng bị. Nhưng thủy tinh màu vàng kia vẫn lập lòe kim mang, lại không có bất cứ động tĩnh gì, không có hắn chút mặt mũi nào cả. Nặc Á Chi Chu, bão nổi đi, giết hắn đi, giết bọn chúng đi. Đường Kiếp sắc mặt trắng bệch. Trên trán mồ hôi to như hạt đậu chảy giọt xuống, cầm lấy thủy tinh màu vàng không ngừng vung qua vung lại trong tay, nhưng vẫn chỉ là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Lôi đình, đánh cho ta. Tiểu Thanh chỉ một ngón tay lên trời, một đạo lôi điện chi lực liền hội tụ đến, không ngừng chớp động trên đầu ngón tay điểm tới chỗ Đường Kiếp. Lôi điện kia bỗng nhiên nổ vang, dùng tốc độ cực nhanh bắn đi, uy lực kinh người. Đường Kiếp lập tức như rớt vào hầm băng. Dưới lôi điện kia toàn thân hắn rét run, đầu óc hắn lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng ném thủy tinh màu vàng kia vào trong lôi điện, đồng thời gào thét lớn. Thương huynh cứu ta. Sau đó lập tức vò tới chỗ Thương. Nếu còn chấp mê bất ngộ, vậy thì hắn thật sự chỉ còn đường chết. Oanh! Lôi điện cai đờ nát lên thủy tinh màu vàng lên, trong lòng mọi người đều chấn động. Thủy tinh kia cũng không bị nghiền nát, mà bị kình chấn động sau đó bị đẩy bay ra ngoài, quay cuồng trong không gian. Lúc này không ít người cũng nhịn không được nữa, bắt đầu nhao nhao ra tay. Phong Ấp trực tiếp tế ra ngũ hành ngự thú hoàn, phóng nhanh vào chiến trường. Sa Húc Nghiêu,
Ngư Dương Chu, Trương Thiệu Thiên cũng không cam chịu lạc hậu, nhao nhao từ đằng xa chạy như bay đến. Muốn lấy Nặc Á Chi Chu, ngoại trừ thực lực cường đại ra, cơ duyên số mệnh cũng là nhân tố cực kỳ trọng yếu, không chừng sẽ thuộc về mình thì sao? Đã đến lúc này rồi, nếu như còn không dám thử một chút thì sợ rằng phải hối hận cả đời mất. Trầm Phong cũng vẫy tay một cái, cùng cửu xí linh xà điểu bay tới. Ba tương đương. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cạnh thủy tinh màu vàng, trực tiếp một trường bắt lấy nó, cầm trước người lẳng lặng nhìn. Đúng lúc này, hải dương màu vàng chợt trì trệ, tựa hồ đình chỉ vận chuyển, kim quang chiếu rọi cả nửa không gian vào thời khắc này bỗng nhiên thu nạp lại, kim mang chỉ lớn chừng lòng bàn tay, toàn bộ thế giới thoáng cái ảm đạm xuống, chỉ còn lại thế giới cửu thải lưu ly của Sơn Hà Đình. Mà người nọ cởi trần, trên ấn ký trước ngực cũng phát ra kim quang yếu ớt, hô ứng với thủy tinh màu vàng trong tay. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trên ấn ký trước ngực phát ra cảm giác cực nóng, nhịn không được chậm rãi phóng thủy tinh màu vàng kia đến cạnh người. Trong chốc lát, kim mang lớn chừng nắm tay khuếch tán ra trước người, dùng ấn ký làm trung tâm, dọc theo kinh mạch bao lấy từng bộ phận thân thể hắn, trong nháy mắt cả người liền biến thành một mảnh màu vàng, giống như một hoàng kim chiến thần vậy. Mà bản thân của hắn cũng run rẩy một chút sau đó triệt để mất đi chi giác, tứ chi mở ra trên không trung. Biến hóa này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, trên mặt Diệp Phàm không có chút biểu lộ, ngay cả ánh mắt cũng dần dần tan giả, có chút hé miệng im im lặng lặng lơ lửng ở đằng kia, ngoại trừ toàn thân kim quang chi sắc ra, cũng không có bất kỳ bất thường nào khác. Giống như chết không chết, nhìn không ra sinh cơ nhưng lại linh khí mười phần. Thủy tinh kia khảm nạm lên thân thể hắn, không chút chênh lệch, giống như nó vốn đã ở chỗ đó, giờ khắc này rốt cục đã trở về vậy. Chỉnh thế Diệp Phàm giống như một tác phẩm nghệ thuật màu vàng, thập toàn thập mỹ. Thiếu chủ, trong lòng đám người Phùng Chư kinh hãi, rất là lo lắng cho an nguy của Diệp Phàm, sáu người cùng nhau xông tới trước. Con sâu cái kiến, quá ổn rồi. Phong ấp ở cách Diệp Phàm vài trăm mét lặng yên nhìn xem, không dám tự ý động, nhìn qua sáu người xông lên kia, chợt nổi lên một hồi bực bội, giơ cánh tay lên vung lên, một đạo quang mang từ trên ngũ hành ngự thú hoàn lan tràn ra. Ở trên không trung hiện lên hình bán nguyệt chém tới trước. Không tốt, mau lui lại. Phùng Chư hoảng sợ kêu lên, đạo công kích kia tản mát ra áp cửu thiên đế khí áp chế tất cả, tuy rằng cũng không quá mạnh, nhưng đủ để áp chế tất cả bọn hắn. Hắn hoảng sợ muốn mọi người đào tẩu, nhưng lại phát hiện vào thời khắc này lực lượng đều thi triển không ra nổi, đã hoàn toàn bị trảm kích cường đại kia trấn nhiếp rồi. Tuy rằng lực lượng phong ấp còn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng cửu thiên võ đế giống như một ngưỡng núi cao, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại được. Phùng lão, ngươi! Đào Bình đột nhiên hoảng sợ nhìn Phùng Chư, hắn không biết thi triển loại bí pháp nào, hình thể thoáng cái biến lớn mấy lần, áo bào xám trên người không chỉ vỡ ra, hơn nữa còn thiêu đốt trên không trung, cả người hóa thành một vì sao rơi xuống chỗ trảm kích kia. Nhanh chóng lui ra, người này không thể chống lại, thiếu chủ về sau giao cho các ngươi rồi. Đây là câu nói sau cùng mà Phùng Chư lưu lại, dưới một kích tiện tay kia của phong ấp, hắn chỉ có thi triển bí pháp kiếp nổ bản thân mới có thể vì đồng bạn tranh thủ ra một đường sinh cơ. Sau khi hiểu rõ cục diện hiện giờ, hắn không có một tia do dự. Phùng lão, người Thánh Hỏa Điện đều bi thống quát to lên, trơ mắt ếch ra nhìn Phùng Chư đâm vào trên nguyệt trảm kia, bộc phát ra hào quang cường đại, giống như ngôi sao lập tức chôn vùi mất. Phùng Chư sau khi tự bạo vẫn không thể hoàn toàn ngăn trảm kia lại, còn có lực lượng rất mạnh xuyên thấu qua chỗ hắn vẫn lạc, nhanh chóng tập kích xuống. Thích Quang Bi phẫn hét lớn một tiếng, một thanh chiến đao trong tay điên cuồng bổ ra mấy chục đao, ở trước người mọi người ngưng tụ ra một mảnh đao mang lòe lòe, nhưng vẫn không ngăn được dư âm một kích kia, đao mang sau khi bị chôn vùi, năm người dốc sức liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn há miệng phun máu tươi, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Ở trước mặt lực lượng cường đại tuyệt đối, bọn hắn lộ ra quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể trở thành pháo hôi. Phong ấp sau một kích, tựa hồ vừa làm một việc rất không có ý nghĩa, giống như vừa lau đi mạng nhện vào, không hề đếm xỉa tới. Ánh mắt của hắn khẽ đảo qua mọi người ở đây, chỉ vào thân thể Diệp Phàm, mở miệng nói. Ai đến nói một chút, hắn đây là sao thế? Toàn bộ không gian cực kỳ yên tĩnh, không có người mở miệng. Không nói không ai biết rõ chuyện gì xảy ra, mà dù có biết cũng sẽ không mở miệng. Xem ra không có ai biết ha, vậy ta liền giết đi một đám, trước sau khi cũng biết được. Ánh mắt phong ấp phát lạnh,
tìm kiếm mục tiêu chung quanh. Trong lòng hắn đám người trước mắt đều đã bị phán tử hình, coi như là Sa Húc Nghiêu cũng không thể lưu, nếu không đạt được nhiều trọng bảo như vậy, quá không an toàn rồi. Nhưng trước khi mình có được Nặc Á Chi Chu cũng không dám trắng trợn giết chóc. Còn có phương tử đỉnh kia của Lý Vân Tiêu cũng đã trở thành thứ hắn nhất định phải chiếm. Giờ phút này trong lòng ảo não nhất chính là Sa Húc Nghiêu và Ngư Dương Chu, thực lực hai người bọn họ đều không dưới Phong Ấp, nhưng thân đều bị trọng thương, căn bản không cách nào chống lại hắn, sinh tử tất cả mọi người trong không gian này hiện giờ đều do hắn khống chế. Không nói đến Nặc Á Chi Chu, cuộc chiến huyền khí vừa rồi những huyền khí cửu giai kia cũng đã là tài phú kinh người rồi. Muốn biết chuyện gì xảy ra, tự ngươi đi lên xem thử không phải sẽ biết sao. Lý Vân Tiêu đứng bên trong thế giới lưu ly, lạnh lùng nói. Vừa rồi lúc Phong Ấp ra tay hắn đã nghĩ tới việc cứu người, nhưng ra sức huyền chuyển Sơn Hà Đỉnh, lại phát hiện không chút lay chuyển được lực lượng đại đỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phùng Chư bỏ mạng. Giờ phút này trong lòng hắn cũng bùng lên một cổ lửa giận, tuy rằng trên đường đi cũng không vui vẻ lắm với Phùng Chư, nhưng cùng nhau đi tới chung quy cũng có chút tình nghĩa, hắn có chút hối hận chuyện lúc trước. Phong Ấp theo dõi hắn, trong mắt cũng phun ra lửa, lúc trước thiếu chút nữa đã vẫn lạc trong tay Lý Vân Tiêu, hiện giờ nhớ lại còn thấy hoảng sợ, hơn nữa đối với thế giới lưu ly do tử đỉnh phát ra ở chung quanh hắn trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ, không dám lập tức động thủ. Lý Vân Tiêu cũng đoán được băn khoăn của đối phương, trong lòng chỉ có thể đắng chát không thôi, hắn hiện giờ ngoại trừ Minh Vương Ấn, căn bản không còn biết pháp quyết nào điều khiển tử đỉnh, chỉ có thể cáo mượn oai hùng dọa người một chút, một khi ra khỏi thế giới lưu ly này, sợ rằng sẽ bị Phong Ấp đánh chết tại chỗ ngay. Tiểu Thanh đột nhiên mở miệng nói. Lý Vân Tiêu nói không sai, người này tựa hồ đang dung hợp lực lượng thủy tinh, ta rằng không bao lâu nữa, Nặc Á Chi Chu sẽ thật sự bị hắn thu lấy mất. Phong Ấp nhướng mày, có chút do dự, mấu chốt là lúc trước bị áp chế lực lượng, cơ hồ trở thành phế nhân đã khiến hắn thập phần sợ hãi, sợ lại sinh ra loại biến hóa nào đó áp chế mình, vậy thì rằng phải thật sự mất mạng rồi. Hừ, chỉ bằng thứ lo trước lo sau như ngươi, cũng muốn lấy Nặc Á Chi Chu sao? Cút đi. Tiểu Thanh cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy bộ dạng khinh miệt, chỉ thiếu nước dựng ngón giữa. Trong lòng hắn cũng có băn khoăn, cho nên không ngừng dùng ngôn ngữ đả kích, hy vọng đối phương lên thử. Trên mặt Phong Ấp lộ vẻ giận dữ, tản ra sát cơ, khí thế ép về phía Tiểu Thanh, lãnh đạm nói. Ta làm việc, lúc nào cần ngươi khoa tay múa chân thế? Thân hình Tiểu Thanh khẽ động, liền hóa thành lôi điện tản ra trên không trung, hiển hóa ra hư ảnh cực lớn, đối chọi gay gắt cười lạnh nói. Phong Ấp, người khác sợ ngươi, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Hắn thấy trên người Phong Ấp có thương tích, tuyệt sẽ không động thủ với hắn vào lúc này, cho nên cũng không có gì phải sợ cả. Quả nhiên, trong mắt Phong Ấp lóe lên vẻ tàn khốc rồi biến mất, trước khi chính thức đạt được Nặc Á Chi, phải tận lực bảo trụ lực lượng. Tiểu Thanh nói. Nếu ngươi đã không muốn thử, ta ngược lại rất có hứng thú đi trước đấy. Hắn giơ tay lên, một đạo hồ quang điện chớp động trên đầu ngón tay, hội tụ thành cầu bay ra ngoài, điện cầu kia không ngừng đùng đùng chớp động trên không trung, dùng tốc độ cực nhanh đánh lên trên người Diệp Phàm. Đùng đùng, hồ quang điện bắn lên trước ngực hắn, trực tiếp hóa thành đạo đạo dòng điện khuếch tán trên người, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, tựa hồ không có bất kỳ phản ứng nào cả. Chẳng lẽ chết rồi sao? Tiểu Thanh sững sờ, có chút khó mà tin được, dù sao trên thân thể Diệp Phàm linh tính 10 phần, bộ dáng không giống chết chút nào. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, quả cầu điện của Tiểu Thanh vừa rồi tuy rằng hình thể nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại thập phần cường đại, đánh tới như thế cho dù Diệp Phàm không chết, ít nhất cũng lâm vào trạng thái mất đi chi giác. Thật chết rồi sao? Phong Ấp cũng ngạc nhiên có chút ngốc trệ, vừa rồi lúc quả cầu tia chớp nổ bung trên người Diệp Phàm, hắn còn vận chuyển một ngụm nguyên khí, làm tốt chuẩn bị phòng ngự bất trắc, không thể tưởng được lại không công lo lắng một hồi. Xíu, Tiểu Thanh tựa hồ có chút không tin, lần nữa điểm một chỉ xuống, lần này lôi điện màu xanh đậm hóa thành một đạo tuyến, trực tiếp nổ bung nơi yết hầu Diệp Phàm, chấn cho cả người Diệp Phàm không ngừng quay cuồng trên không trung, nhưng vẫn là một mảnh kim quang, không có bất kỳ tổn thương nào cả. Đồng tử Lý Vân Tiêu bỗng nhiên co rút, có chút hoảng sợ nhìn thân thể Diệp Phàm, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, thất thanh nói. Bất diệt kim thân, đây dĩ nhiên là bất diệt kim thân.
Tất cả mọi người biến sắc, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn, tràn đầy nghi hoặc. Phong ấp sắc mặt khó coi nói. Ngươi biết chuyện gì, cái gì là bất diệt kim thân, chẳng lẽ là đánh không chết sao? Mắt Lý Vân Tiêu mở thật to, thật lâu mới rời khỏi người Diệp Phàm, lộ ra vẻ hồi tưởng, giống như nhớ lại gì đó, khinh miệt nhìn Phong ấp, khẽ nói. Bất diệt kim thân không phải đánh không chết, mà là thực lực của các ngươi căn bản không thể phá nổi bất diệt kim thân, ngươi có biết Ngạo Trường không vì sao phong hào bá thiên không? Bá thiên võ đế Ngạo Trường không? Bất diệt kim thân? Đường Kiếp bỗng nhiên kinh hô lên, kinh hãi nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét nồng đậm, dùng thanh âm khàn giọng thấp giọng quát. Làm sao có thể, đạt được cái kia thủy tinh, không chỉ có nặc á chi chu, lại có cả bất diệt kim thân. Sao lại như vậy? Những vật kia rõ ràng là của ta mà. Lòng đố kỵ trong lòng hắn cơ hồ muốn đốt cháy cả thân thể, đỉnh đầu cũng toát ra khói xanh. Chi, bất diệt kim thân của Ngạo Trường không đại nhân. Phong ấp lần này cũng thay đổi sắc mặt, rất nhiều võ giả mặc dù biết Ngạo Trường không lợi hại, nhưng cũng không biết hắn lợi hại chỗ nào, mà hắn thân là cường giả võ đế của một trong 7 đại thế lực siêu cấp, tự nhiên biết đến bất diệt kim thân của Ngạo Trường không. Hắn hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. Ngươi dám xác định đây là bất diệt kim thân sao? Mồ hôi to như hạt đậu tràn đầy trán hắn, chỉ cảm thấy toàn thân toát ra lạnh cả người. Nếu như Diệp Phàm thật sự có được bất diệt kim thân, đợi lát nữa tỉnh lại, hắn há có thể còn mạng chứ? Trong mắt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chăm chú nhìn một hồi, mới gật đầu nói. Đích thật là bất diệt kim thân, điểm ấy không giả. Nhưng, dường như so với Ngạo Trường không phải kém hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bất diệt kim thân cũng có phân ra đẳng cấp sao? Hắn nhíu chặt mày, rơi vào trầm tư. Năm đó trận chiến ở Thánh Vực, hắn bị bất diệt kim thân áp chế gắt gao, hơn nữa hiện giờ hắn cũng tu luyện bá thiên luyện thể quyết, đối với mấy cái này tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Phong ấp trong nội tâm mạnh mẽ run rẩy thoáng một phát, toàn thân sợ run cả người. Không biết vì sao, câu dường như so với Ngạo Trường không phải kém hơn rất nhiều kia của Lý Vân Tiêu khiến hắn sợ hãi một hồi. Quay đầu nhìn qua Lý Vân Tiêu, trong nội tâm phảng phất đè ép một tảng đá. Tiểu Thanh cũng nhíu chặt mày, nhưng hắn lại tiêu sái hơn nhiều, hừ lạnh nói. Cái gì bất diệt kim thân, trên đời này không có cái gì vĩnh hằng bất diệt cả. Lý Vân Tiêu nói không sai, sở dĩ bất diệt, chính là vì lực lượng không đủ. Ta cũng không tin chỉ một sia phàm thể, lại không phá được. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện xông tới, vội vàng ngừng ở trước người Diệp Phàm. Giống như gió trải rộng khắp toàn bộ thân thể hắn, chiếu khiến bốn phía thành một mảnh thâm lam, cao giọng quát. Thiểu âm ất mộc huyền thanh lôi. Tiểu Thanh cao cao giơ hai đấm lên đỉnh đầu, tụ lôi điện thành một cái đại bổng chùy hung hăng đánh xuống dưới. Oanh! Lôi đình cực lớn nện lên người Diệp Phàm, tia chớp chạy trên một tấc da thịt trên người hắn, phát ra điện quang cường đại lập lòe bất định trên không trung, chiếu rọi lấy gương mặt khiếp sợ của Tiểu Thanh. Chi! Tiểu Thanh ngược lại hít một hơi lạnh, thu lôi điện về, đứng ở trước người Diệp Phàm, kinh hãi nói. Như vậy còn không được sao? Bất diệt kim thân này chẳng lẽ cần diệt thế thần lôi mới có thể phá vỡ sao? Ta đến thử xem. Phong ấp mặt âm trầm bay đi, hắn thấy Tiểu Thanh ra tay nhiều lần như vậy cũng không có việc gì, trong nội tâm cũng bớt băn khoăn hơn vài phần. Hắn thu ngũ hành ngự thú hoàn vào lòng bàn tay, từng đạo ngũ hành chi lực tụ trên đầu ngón tay, mờ mịt mà lên. Thử xem ngũ hành thánh chảo của ta đây. Phanh một tiếng, năm ngón tay trực tiếp cắm xuống đỉnh đầu Diệp Phàm, năm đạo lực lượng bất đồng bị kim quang kia ngăn trở, ở trên đỉnh đầu hắn phát ra tia tia linh áp ra, khuếch tán khắp bốn phía, hiện ra ngũ sắc. Trong lòng mọi người đều cả kinh, nếu lúc trước Tiểu Thanh y công kích không có chút phản ứng, chứng minh hoàn toàn không có hiệu quả. Thì hiện giờ Phong ấp ra tay, trực tiếp kích thích kim sắc quang mang chống lại. Chứng minh một chiêu này đã uy hiếp được thân thể Diệp Phàm. Phong ấp cũng hiểu rõ điểm ấy, trong lòng mừng rỡ, không khỏi tăng cường lực lượng rót vào ngũ hành ngự thú hoàn trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời ngũ hành chi lực đại thịnh, tương sinh tương diễn trên đỉnh đầu Diệp Phàm, bắt đầu biến hóa, hơn nữa không ngừng sơi tái lấy kim quang, trên mặt Diệp Phàm bắt đầu có biểu lộ, lộ ra vẻ thống khổ. Lý Vân Tiêu thấy thế trong nội tâm kinh hãi, nếu để cho Phong ấp phá vỡ kim thân, Diệp Phàm sẽ triệt để xong đời. Hắn mạnh mẽ thôi động Sơn Hà đỉnh, ầm ầm bay tới trên không trung, không ngừng dùng tay đánh vào thân đỉnh, muốn chấn áp xuống trên người Phong ấp. Hiện giờ thần dịch lực trong người hắn đã hao phí không còn,
căn bản không thể thi triển ra Minh Vương ấn, chỉ có thể nỗ lực hết sức. Tiểu Thanh lập tức hóa thành một đạo quang mang, hoành thân ngăn trước mặt hắn, mặt không biểu tình nói. Ngươi không thể đi qua. Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh như băng, nói. Ngươi đừng quên còn thiếu nợ ta một nhân tình. Tiểu Thanh cau chặt mày, khó xử nói. Cho dù ta thả ngươi đi qua, cũng sẽ có những người khác ngăn lại. Nặc Á Chi Chu không phải bằng hữu của ngươi có thể lấy được, ngươi ở đây có ai lại không có chủ ý, lấy Nặc Á Chi Chu ra khỏi người hắn, kỳ thực chính là cứu hắn. Ta thiếu nợ ngươi một nhân tình, có thể tận lực bảo trụ hắn không chết, xem như trả lại ngươi, sao hả? Lý Vân Tiêu khinh thường hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ngươi xem tình hình này, nếu bị phá vỡ bất diệt kim thân, ngươi cảm thấy hắn còn có thể sống sao? Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn Diệp Phàm, vẻ thống khổ trên mặt Diệp Phàm càng thịt, năm ngón tay phong ấp đã cắm vào giữa kim quang, tùy thời có thể đâm vào trên đỉnh đầu hắn, đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh tử đạo tiêu, tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Tiểu Thanh có chút áy náy nói. Ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, về sau sẽ trả. Lý Vân Tiêu giận dữ nói. Ta trả còn em ngươi. Hắn vươn tay vỗ ra, nện hoàng chiêu chung ra ngoài, phát ra tiếng chuông ông ông không dứt bên tai, không ngừng biến lớn trùm tới trên người Tiểu Thanh, muốn vây khốn hắn vào trong. Tiểu Thanh hơi than thở nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, một đạo lôi điện liền nện lên thân chuông, chấn hắn bay trở về, nói. Không có tác dụng đâu, tuy rằng ngươi huyền khí nghịch thiên, nhưng tu vị quá thấp, ở trước mặt ta tuyệt không có phần thắng. Tiểu Thanh nói rất chính là lời thật, lúc này đừng nói điều khiển hoàng chiêu chung, mà ngay cả Sơn Hà Đỉnh cũng đã dần khôi phục lại hình thái như trước, tự mình bay về trong mi tâm Lý Vân Tiêu. Hiện giờ khí lực toàn thân hắn cơ hồ hao phí không còn, sắc mặt khó coi dị thường, từ trong nhẫn lấy ra rất nhiều đan dược, như đường đậu đổ vào trong miệng, đều là thứ lúc trước Tiểu Thanh đưa ra. Tiểu Thanh không hề để ý tới hắn, chỉ cần Lý Vân Tiêu không nháo sự hắn cũng bỏ qua. Hiện giờ lực chú ý của tất cả mọi người trong toàn bộ không gian đều tập trung vào trên người Diệp Phàm và Phong Ấp, chỉ đợi Nặc Á Chi Chu xuất hiện sẽ ra tay cướp đoạt. Nhưng đám đại yêu bên phía Thương lại bình tĩnh dị thường, chỉ lạnh nhạt đứng sme, tựa hồ cũng không định tham dự vào trong đó. Đường Kiếp bay đến bên người Thương, thấp giọng nói chuyện. Thương huynh, giúp ta. Trong mắt hắn lộ vẻ kiên nghị, tựa hồ như nhất định phải lấy được Nặc Á Chi Chu mới cam tâm. Thương nói, thánh khí đều ẩn chứa thiên vận trong đó, không phải sức người có khả năng lay chuyển. Là của ngươi liền là của ngươi, không phải của ngươi thì không thể cưỡng cầu, nếu là cưỡng cầu, nhất định sẽ bỏ mạng. Đường Kiếp biến sắc, không cam lòng, cầm thật chặt Chu Tước đao ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu có cơ hội hắn tuyệt sẽ không đứng ngoài quan sát. Đột nhiên toàn bộ không gian truyền đến một tiếng chấn động, cắt đứt sự tập trung của tất cả mọi người. Khiến mọi người đều nhao nhao ngạc nhiên nhìn khắp mọi nơi, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Ầm ầm, lại một hồi chấn động truyền đến, bắt đầu ầm ầm liên tiếp, toàn bộ không gian trở nên cực kỳ bất ổn, tựa như tùy thời muốn sụp xuống vậy, cách đó không xa còn bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian, lan tràn ra từng chút một. Không gian muốn rách nát sao? Tiểu Thanh chấn động, nhìn về phía những khe hở kia, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ Nặc Á Chi Chu xảy ra vấn đề? Hắn hoảng sợ nhìn lại trên người Diệp Phàm, vẫn là một mảnh kim quang, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cũng không có gì dị thường cả. Ầm ầm, chấn động không ngừng, không gian xuất hiện vấn đề thật lớn, ngoại trừ dạn nứt ra, các loại năng lượng dị thường cũng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa còn bắn loạn khắp nơi. Một tia gió lạnh băng hàn đến cực điểm không biết từ đâu thổi đến, nhiệt độ trong toàn bộ không gian chợt hạ xuống. Giống như tháng chạp trời đông giá rét vậy. Sư huynh, gió này, dường như có cổ quái. Tên đệ tử phệ hồn tộc kia nhìn qua một cổ hàn khí thổi tới trước mặt, cau mày vươn tay cảm thụ, một mảnh hào quang ôn hòa bảo hộ trên bàn tay hắn, vừa mới chạm vào gió lạnh kia, không có bất kỳ dấu hiệu cái đã bị kết thành khối băng. Cả người hắn đều không kịp phản ứng, gió lạnh thổi vào trong cơ thể hắn, thân thể lập tức hóa thành băng tinh, không có chút lực chống cự. Biểu lộ trên mặt vẫn cẩn thận như trước, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật thập phần sinh động, lơ lửng trên không trung. Chi, cái này. Tất cả mọi người đều chấn động, hoảng sợ nhìn qua pho tượng băng tinh kia, đây chính là một gã cường giả cấp bậc võ tôn A, lập tức liền bỏ mạng rồi. Loại xung đột thị giác này thật sự khiến người khó có thể tiếp nhận.
Trương Thiệu Thiên càng kinh ngạc đến ngây người há lớn miệng, hắn cảm nhận được rõ ràng người sư đệ này không chỉ thân thể bị đóng kết, mà ngay cả linh hồn lực cũng cùng biến mất, nói cách khác ngay cả hồn phách cũng đã bị đóng băng. Đột nhiên một đạo năng lượng quái dị tản khắp trên không trung, bắn ra đến trên người tên đệ tử kia, két một tiếng giòn vang, thân thể tên đệ tử kia trực tiếp rạn nứt, rầm rầm vỡ thành vô số vụn băng, phiêu tán tán loạn, một người đang bình thường, cứ như vậy hóa thành vô số vụn băng, không còn lại chút gì cả. Chi? Tất cả mọi người như bị một cổ lạnh ý xông lên đầu, chỉ cảm thấy lạnh cả người, tay chân toàn bộ lạnh như băng. Khe hở không gian càng lúc càng lớn, loại gió lạnh khủng bố kia không ngừng thổi vào ra, ngày càng nhiều, siêu siêu vang lên, thanh âm lọt vào tai mỗi người giống như bùa đòi mạng vậy, toàn thân đều lạnh lẽo. A! À, một tiếng hét thảm bỗng nhiên im bặt, một gã cường giả võ hoàng thánh hỏa điện bị gió lạnh thổi trúng, lập tức hóa thành băng tinh. Sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, kết cục cũng giống như tên đệ tử phệ hồn tộc kia, hoàn toàn không còn tồn tại. Toàn bộ không gian giống như một căn phòng bị hở bốn phía, không ngừng có gió lạnh chui vào, giống như đông chí hàng lâm, vạn vật đều lạnh. Lý Vân Tiêu đột nhiên cả kinh nói. Nguy rồi, đây là đông chi quy tắc tịch diệt a. Tất cả mọi người trong nội tâm cả kinh, lập tức hiểu rõ. Thì ra bốn mùa thay phiên ở bên ngoài đã đến đông chí, mà không gian này dưới tịch diệt chi lực cũng đang bắt đầu bị nghiền nát. Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nói. Dù là không gian phong ấn cũng không ngăn được đông chi quy tắc của Bất Lão Sơn, chúng ta đã chú định khó thoát khỏi cái chết sao? Lê Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lực lượng nặc á chi chu tựa hồ đã bị phong ấn, bởi vậy mới khiến không gian bất ổn, nếu có thánh khí căng ra một phương vực giới thì có lẽ có thể tránh thoát một kiếp. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Vân Tiêu, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đại đỉnh màu tím bên cạnh hắn. Lý Vân Tiêu sắc mặt hơi đổi, vỗ vào sơn hà đỉnh nó vào lại, lười biếng nói. Huyền khí này của ta mặc dù có chút huyền diệu, nhưng cũng không phải là thánh khí mà các ngươi nói, càng đừng nói đến chống lại vương tọa Bất Lão Sơn. Tiểu Thanh mặt âm trầm, nói. Lý Vân Tiêu, đã đến lúc này rồi, còn không đồng tâm hiệp lực thì tất cả mọi người đều phải xong đời đấy. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hàn mang, lạnh lùng nhìn thẳng Tiểu Thanh, cười lạnh nói. Đồng tâm hiệp lực, bằng hữu của ta cũng sắp bị các ngươi chơi chết rồi, còn nói đồng tâm hiệp lực với ta. Nếu ta hiện giờ còn lực lượng thì việc đầu tiên muốn làm chính là một tát tát chết ngươi. Tiểu Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, quay người nhìn Phong Ấp và Diệp Phàm. Ngũ hành chi lực đã xâm nhập vào giữa kim quang, lập tức muốn cắm vào trong đỉnh đầu hắn, trên mặt Phong Ấp lộ vẻ điên cuồng. Xoay người nhìn Tiểu Thanh và Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Hắc hắc, chính là lúc này rồi, nặc á chi chu sẽ là của ta, đừng ai mong cứu hắn. Phong Ấp vẻ mặt dữ tợn, quanh thân cửu thiên đế khí càng ngày càng mạnh, đã hoàn toàn khôi phục lại lực lượng đỉnh phong, hiện giờ sinh tử của tất cả mọi người đều đã bị hắn khống chế, không người nào có thể chống lại. Hắn quay đầu, bỗng nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Lực lượng ngũ hành thánh chảo cũng bởi vì run run quá mạnh mà tan giả ra, có loại xu thế bị kim quang phản chấn ra. Phong Ấp kinh hãi mở lớn mắt, nhìn thẳng Diệp Phàm trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tựa hồ bị tứ quý đông tịch diệt chi lực thổi qua khiến cả người lạnh lẽo. Hai mắt Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã mở ra, không chút biểu tình nhìn vào hắn. Đôi mắt kia, thâm thúy như biển, không có bất kỳ tình cảm nhân loại, giống như thiên địa tự nhiên mà sinh, vĩnh hằng ở đó. Trong con ngươi, vậy mà lóe ra một đạo ngân hà, chư thiên tinh thần quấn quanh trong đó. Ngươi, ngươi! Phong Ấp trong nội tâm sinh ra một cổ hàn khí, tuy rằng không phát giác được chút lực lượng nào từ đối phương, nhưng chỉ đôi mắt kia thôi đã khiến toàn thân hắn run rẩy, có loại cảm giác nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái rồi. Sao có thể vậy được? Ta chính là cửu thiên võ đế, đế khí có thể trấn áp tất cả lực lượng, vì sao lại có run rẩy như vậy? Phong Ấp nội tâm càng ngày càng lạnh, thân thể run run, năm ngón tay sớm đã rời khỏi kim quang kia, ngừng trên không trung cũng không biết nên thu hồi lại thế nào, trên trán sớm đã mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển đế khí, nhưng vô luận thế nào cũng không thể xua đuổi cổ hàn khí sâu trong lòng kia. Diệp Phàm vẫn đứng yên ở kia, không có bất kỳ động tác, nhưng kim quang quanh thân dần dần ảm đạm xuống, hội tụ tới thủy tinh ở trước ngực, hình dạng nặc á chi chu cũng ngày càng thêm rõ ràng. Biến đổi này khiến tất cả mọi người trong lòng đều đại chấn,
bọn hắn đều tụ tập lực lượng, chờ đợi biến cố xuất hiện để cướp đoạt một đường cơ duyên. Nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ không trông cậy được gì rồi, nhìn bộ dạng phong ấp dường như cũng đã sắp xong đời. Hơn nữa nguy cơ càng lớn đã xuất hiện ở trước mắt, đó chính là đông chi tịch diệt của Bất Lão Sơn đã thẩm thấu vào trong không gian phong ấn này rồi, tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ. Ầm ầm. Cái gì càng lo lắng càng đến nhanh, trong khi mọi người ở đây đang suy nghĩ thì một mảnh không gian màu đen giống như bị búa hung hăng đập phá vài cái, đột nhiên vỡ nát ra, hóa thành từng khối mảnh vỡ màu đen thật nhỏ không ngừng nát bấy tiêu tán, một mảnh thế giới suốt trắng phao phao hiện trước mắt mọi người. Thế giới một mảnh chói sáng cực hạn, vạn vật tịch diệt, tất cả quy khư. Vương tọa Bất Lão Sơn thông thiên xuất hiện trước mắt mọi người, tản mát ra bạch quang cực hạn, như thiên uy cuồn cuộn trấn áp trong tim tất cả mọi người, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thở không ra hơi. A, a, lại là hai tiếng kêu thảm liên tiếp lần lượt vang lên, cũng là đệ tử Võ Hoàng Thánh Hỏa Điện không chịu nổi tịch diệt chi lực kia, hai người ngay cả quá trình kết băng cũng không có đã trực tiếp hóa thành bụi tinh, không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Đào Bình hai mắt đỏ bừng, bắt đầu từ Phùng Chư, thoáng cái đã chết đi bốn người. Chỉ còn lại mình hắn và Thích Quang cũng đang đau khổ trèo trống, tùy thời đều có thể bị chôn vùi. Thánh Hỏa Điện bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm, từ từ suy thoái, đến hiện giờ có lẽ phải triệt để chôn vùi rồi. Hắn lộ vẻ sầu thảm khóc lớn nói. Thiếu chủ, nếu ngươi còn không tỉnh lại, tất cả mọi người đều phải rời ngươi mà đi rồi, mọi người không sợ chết, chỉ sợ không thấy được ngày Thánh Hỏa Điện trọng trấn huy hoàng thôi. Phốc, Đào Bình tâm lực lao lực quá độ. Phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, tịch diệt chi lực kia cuốn nhẹ qua khiến hắn rốt cuộc không ngăn cản nổi nữa rồi. Đột nhiên một cổ lực lượng vọt tới bên cạnh hắn, Thích Quang cầm trong tay một thanh bảo đao chém ngang ra, giúp hắn mở ra một đạo phòng ngự, đau khổ trèo trống, cắn răng nói. Đào Bình, ngươi không thể chết được, thiếu chủ còn cần ngươi phụ tá, có chết cũng nên là A Lão gia hỏa ta chết trước mới đúng. Đào Bình lộ vẻ sầu thảm cười cười. Khổ sở nói. Thích lão, ta sợ là không được rồi, cho dù có thể chống thêm một lát nữa thì đã sao. Ngươi đừng lãng phí khí lực nữa, ngươi bây giờ là cường giả võ tôn duy nhất trong Thánh Hỏa Điện, thỉnh Thích lão lưu lại lực lượng. Hắn đánh một trường tới bảo đao kia, muốn chấn khai thân đao, không muốn Thích Quang vì bảo vệ mình mà không công hao tổn lực lượng. Thích Quang giận tím mặt, quát. Đào Bình, đừng làm ẩu, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể ngã xuống. Trong tay hắn kình khí trầm xuống, đẩy lực lượng một trường từ Đào Bình ra, vô luận như thế nào cũng không chịu triệt tiêu phòng ngự. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Một đạo thanh âm im lặng đột nhiên vang lên, phảng phất đến từ chỗ cực xa, rất không chân thật, nhưng lại vô cùng trang nghiêm thần thánh, mang đến cho người lực lượng vô cùng, ở trong lòng sinh ra tình cảm ấm áp và hy vọng cầu sinh vô hạn. Ngươi là, thiếu chủ, Thích Quang chấn kinh. Chỉ thấy Diệp Phàm chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, giống như khôi phục ý thức, một tay ngưng tụ ra một ký hiệu trên không trung, hạ xuống thân hai người. Ký hiệu kia không phải thứ gì khác, đúng là một khoa đầu văn kim sắc, rơi vào ở giữa Thích Quang và Diệp Phàm, tản mát ra một mảnh kim quang, bài xích quy tắc chi lực mùa đông ra bên ngoài, hình thành một mảnh thiên địa riêng. Chi? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua, Diệp Phàm giờ phút này bọn hắn hoàn toàn tự nhìn không thấu. Không chỉ mặt lực lượng không cách nào dò xét, mà ngay cả thần sắc và ánh mắt kia đều phảng phất như phiêu hốt bất định, vô luận bọn hắn ngưng mắt nhìn lại như thế nào, đều lộ ra có chút không chân thực, không thể nhìn rõ được chân dung. Vèo! Tiểu Thanh lập tức liền hóa thành một đạo thiểm điện, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào trong phiến kim quang kia, lập tức cảm nhận được một mảnh ôn hòa, rét lạnh của mùa đông không còn tồn tại. Hắn thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng chỉ dám đứng ở mép kim quang. Cảnh giác nhìn qua Diệp Phàm, lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Thiếu chủ, ngươi, Đào Bình cũng mừng rỡ trong lòng, nhìn biến hóa của Diệp Phàm, loại cảm giác không cách nào nhìn lên kia mà kích động không ngừng rơi lệ, nhưng Diệp Phàm giờ phút này lại thập phần bình tĩnh, không có bất kỳ tình cảm chấn động nào, trong hai tròng mắt ngoại trừ vẻ thâm thúy ra, chỉ có một tia mờ mịt, chỉ nhàn nhạt lẩm bẩm. Đông chi quy tắc tịch diệt. Hắn không phải Diệp Phàm. Đột nhiên một giọng nói vang lên, Lý Vân Tiêu cũng xông vào giữa kim quang tránh tai nạn, trong mắt tràn đầy rung động thật sâu, phảng phất không thể tin nổi. Diệp Phàm có chút xoay đầu lại, nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ mỉm cười khó được, vậy mà nhẹ gật đầu với Lý Vân Tiêu,
tiếp theo bước nhanh ra ngoài kim quang, bước vào trong tịch diệt chi lực. Hắn vừa đi ra khỏi vòng kim quang, không trung vang lên tiếng xé gió siêu siêu liên tiếp, tất cả mọi người lập tức chạy như bay đến, dũng mãnh tràn vào chỗ tránh nạn vốn cũng không lớn kia, khiến nơi đó thoáng cái liền trở nên chật chội. Ngay cả phòng ấp cũng vọt đến, Thích Quang và Đào Bình gắt gao theo dõi hắn, trong mắt bắn ra hận ý ngập trời. Phòng ấp sắc mặt biến hóa, không lên tiếng đứng ở biên giới kim quang, âm thầm điều tức lấy nguyên lực. Thường thì là dùng ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn vào khoa đẩu văn kim sắc ở chính giữa Đào Bình và Thích Quang, không nói một lời. Lý Vân Tiêu cũng rung động không thôi, quy tắc chi lực đặc biệt mà khoa đẩu văn kim sắc kia tản mát ra vậy mà có thể chống lại địa chi quy tắc đông. Mà Diệp Phàm tùy ý ngưng tụ thành chữ này, có thể thấy được hắn đã hoàn toàn nắm giữ được nó rồi. Ầm ầm, thiên địa đột nhiên chấn động, kim quang kia bị cực lực đột nhiên trùng kích, trở nên hoảng hốt bất định. Phòng ấp sắc mặt đại biến, vội vàng từ biên giới chạy vội đến chính giữa. Trong toàn bộ kết giới đều hóa thành quy khư, chỉ còn lại một phương thế giới màu vàng này, tịch diệt chi lực cường đại không ngừng áp xúc tới, kim quang càng ngày càng nhỏ. Bất Lão Sơn tựa hồ đã nhận ra kim quang chi lực đặc biệt này, bắt đầu dần dần biến hóa. Xu thế thông thiên không ngừng co rút lại, chỉ mấy hơi đã biến thành một phương núi nhỏ lơ lửng trên không trung tản mát ra quy tắc chi lực rất mạnh. Vực giới màu trắng cường đại từ đó phát ra, ép về phía mọi người, hung hăng đánh xuống. Trong lòng tất cả mọi người đều bao phủ lên một tầng bóng mờ, cảm nhận được quy tắc chi lực hủy diệt tất cả và vực giới huyền khí kia, tất cả đều mặt không còn chút máu, hoảng sợ không thôi. Lực lượng thật cường đại, đây là cường giả thời đại này sao? Diệp Phàm thì thào tự nói, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, bước vài bước đã đến phía trên khe hở màu vàng, hai tay không ngừng kết xuất ấn ký. Thủy tinh trước ngực để lại trên không trung một đạo hư ảnh, bên trong hư ảnh chậm rãi biến hóa ra một phương thuyền nhỏ, dưới ấn pháp lập tức bay vào trong tay Diệp Phàm. Hai tay hắn chậm rãi mở ra, thuyền nhỏ màu vàng cũng theo đó biến hóa, bắn ra đạo đạo kim mang biến quanh thân hắn thành một mảnh hải dương màu vàng, thuyền nhỏ trong tay hắn đột nhiên biến lớn, đụng vào Bất Lão Sơn. Ầm ầm, thế giới biến thành hai cực, một vàng một trắng, thế giới màu trắng hung hăng đè xuống. Trong hai cổ nhan sắc lộ ra một đầu khe hở chân không màu đen, trong đó sao lốm đốm đầy trời, vậy mà biến ảo thành ngân hà lưu chuyển. Bất Lão Sơn không có người chủ trì, chỉ bằng vào trình tự đằng quang năm đó thiết trí xuống tự động vận chuyển, hấp thu tứ quý kết giới chi lực do vạn cổ thường thành thụ cấu thành, còn có uy áp huyền khí của bản thân, ngưng tụ ra địa chi pháp tắc tịch diệt chí cường, nghiền nát vạn vật, hết thảy quy khư. Hai tay Diệp Phàm không ngừng thi triển ra ấn quyết. Đánh vào trong thuyền nhỏ kia, cưỡng ép ngăn cản sự trấn áp của Bất Lão Sơn, lộ ra có chút miễn cưỡng cố hết sức. Mà mọi người bên trong khe hở màu vàng bên dưới càng kinh hãi tột đỉnh, loại lực lượng diệt thế này bọn hắn đừng nói ngăn cản, sợ rằng vừa chạm vào đã lập tức chết ngay. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, cảm thụ lấy thế giới trên không va chạm, giống như một mảnh lá khô trong gió, tùy thời đều có thể lật úp. Không được a, lực lượng này quá mạnh mẽ, đã là quy tắc đỉnh phong rồi. Không sử dụng toàn bộ thần niệm thì căn bản không thể nào chống lại nổi. Diệp Phàm cực không tình nguyện lộ ra chút do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, chắp tay trước ngực, một ấn quyết cổ quái biến hóa trong tay, phát ra nguyên một đám khoa đẩu văn kim sắc, cuồn cuộn không dứt bay vào trong thuyền nhỏ kia, phảng phất thời không đang phi tốc trôi qua, độ vạn hắc thiên nham, nổi lên lăng ba lượn lờ, kéo dài qua bỉ ngạn. Bất Lão Sơn vào thời khắc này bị ngàn vạn kim quang bao phủ, phát ra thanh âm ầm ầm bị đè ép không ngừng lui về phía sau, vũ trụ ngân hà giữa hai đạo thế giới lập tức biến mất, vạn thủy quang phóng lên trời, đông chi tịch diệt vào thời khắc này cũng tan rã ra, kim quang bao phủ đại địa, Bất Lão Sơn bỗng nhiên lực lượng tổn hao nhiều, vậy mà cưỡng ép phá vỡ không gian, muốn bỏ chạy đi nơi khác. Diệp Phàm nhướng mày, muốn ra tay chặn đường nhưng đồng tử đột nhiên mở ra, trong con ngươi lóe ra vẻ mờ mịt, lực lượng quanh thân bắt đầu suy giảm trên diện rộng. Lại có vẻ như biến mất. Hắn mạnh lắc đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tự nói lẩm bẩm. Không có thời gian. Sau đó thủ ấn khẽ điểm, thuyền nhỏ màu vàng kia trực tiếp bay vào trong ấn ký trước ngực, cả người ở trên không trung chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng xuống, vậy mà bắt đầu nhập định. Kim quang bốn phía theo hắn nhập định dần dần biến mất, chỉ để lại trên không một khe nứt cự đại, Bất Lão Sơn sớm đã mất đi tung tích, toàn bộ bầu trời bắt đầu biến hóa sáng tối bất định. Theo Bất Lão Sơn biến mất, toàn bộ kết giới lập tức nghiền nát, tất cả ảo cảnh đều biến mất,
Trong tứ quý không gian trước kia, một cổ khí tức sinh mệnh cường đại lan tràn ra, bốn phía biến hóa thành màu xanh đậm, ở trong phạm vi vài dặm hiện ra vô số cành lá rậm rạp, phảng phất như từ trong một không gian khác trực tiếp chui ra vậy. Thương nhìn biến hóa bốn phía, trong lòng đột nhiên chấn động, cuồng hỉ nói. Vạn cổ trường thanh thụ. Cành lá rậm rạp chẳng chịt đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời như rừng rậm kia, dĩ nhiên chính là bản thể tiểu thanh, rộng đến vài dặm, độ cao càng tiếp nối thiên địa, dựng thẳng trong đám mây. Sắc mặt tiểu thanh trở nên có chút khó coi, bản thể xuất hiện, ở đây cường giả như mây, căn bản không có nắm chắc có thể bảo trụ, nhưng hiện giờ vấn đề càng lớn hơn chính là thiếu niên kia, đến cùng hắn đã xảy ra biến hóa gì, khiến hắn không hiểu ra sao nữa. Hắn nhẹ nhàng đáp lên bản thể mình, nhìn Diệp Phàm lơ lửng trên cành lá. Quanh thân Diệp Phàm không có bất kỳ hào quang nào cả, thu liễm tất cả khí tức, một tay ngắt lấy ấn quyết, một cái khoa đầu văn kim sắc hiển hiện trong lòng bàn tay, tản mát ra ánh sáng nhạt, cả người vẫn không nhúc nhích. Lực lượng vừa rồi hắn biểu hiện ra khiến trong lòng tất cả mọi người còn có kiêng kỵ, không dám vọng động chút nào cả. Trong toàn bộ đại thụ đều yên tĩnh, không có một tia thanh âm, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lá cây chiếu xuống, ngay cả tiếng côn trùng tiếng chim hót cũng không có, tất cả đều lặng lặng nhìn Diệp Phàm ngồi xuống, không biết vì sao. Thương híp mắt nhìn qua khoa đầu văn kim sắc trong tay Diệp Phàm, chợt nói. Ta hiểu được, hắn đang tiếp thụ truyền thừa thánh khí. Lập tức lộ ra vẻ cung kính, nói. Ta chính là yêu tộc Thương, không muốn đối đầu với ngươi, chỉ muốn lấy cái vạn cổ trường thanh thụ này, mong rằng thả cho một con đường. Diệp Phàm cả người không có chút phản ứng, tựa hồ chẳng quan tâm. Thương trầm tư một lát sau đó mỉm cười, nói. Vậy ta coi như ngươi đã đáp ứng. Hắn chậm rãi bay tới phía trước, lướt qua bên người Diệp Phàm, bọn người Vũ cũng theo sát phía sau, Phù Càng một tay cầm lấy Vũ Văn Cao, còn có Đường Kiếp, sau khi giãy giụa kịch liệt một lát, rốt cục cũng lựa chọn đi theo những người này rời đi. Đã mất đi sự trợ giúp của bọn người Thương, lưu lại đừng nói chiếm tiện nghi, có thể giữ mạng được hay không vẫn khó mà nói. Trầm Phong thì trầm giọng nói. Vũ tiên sinh ngươi đi trước, ngày sau gặp lại. Hắn cảm thấy bằng vào lực của mình và cứu xí linh xà điểu, đủ để kiếm một chén canh. Vũ khẽ gật đầu với hắn, nói. Bảo trọng. Bảy người rất nhanh rời đi, chạy như bay về phía xa, bắt đầu tìm kiếm lấy trụ cột của gốc cây này. Tiểu thanh sắc mặt đại biến, lộ ra nộ khí cuồn cuộn n, khẽ nói. Muốn lấy bản thể ta, thật đúng muốn chết. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện đuổi theo, tia chớp màu xanh quét ngang qua trong tán cây. Tất cả mọi người đều không chút tổn thương, hơn nữa lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh. Tất cả mọi người còn lại quay chung quanh bên người Diệp Phàm, nguyên một đám đều có chút suy nghĩ, không dám động tay cũng không muốn đi. Lý Vân Tiêu đứng một chút, đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng rùng mình, cảm xúc được sát cơ trùng trùng điệp điệp. Vài đạo thân ảnh lập tức vây quanh lấy hắn, ba gã võ đế, còn có Trương Thiệu Thiên, Trầm Phong và cứu xí linh xà điểu. Ngoại trừ hai người Đào Bình và Thích Quang lo lắng thủ hộ bên người Diệp Phàm, thì người còn lại toàn bộ đều tầng tầng vây quanh Lý Vân Tiêu, mấy đạo thần thức cường đại gắt gao tập trung lấy hắn. Sao hả, các ngươi không phải muốn cướp Nặc Á Chi Chu sao? Vây quanh ta làm gì? Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi. Hừ, bớt giả ngu đi. Phong ấp hừ nhẹ một tiếng, mặt âm trầm, bước ra một bước quát. Giao Tử Đỉnh và Cổ Trung ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng. Quả nhiên, Lý Vân Tiêu sớm đã có chuẩn bị, thân thể bắt đầu hiện ra trạng thái yêu hóa, trong linh hồn lần nữa dung hợp với yêu long dung hợp, trong hoàn cảnh lên trời không đường, xuống đất không cửa thế này, chỉ có đánh ra không gian bên trong Sơn Hà Đỉnh bỏ chạy vào mới có một đường sinh cơ, trong mắt của hắn một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn tất cả mọi người, cười lạnh nói. Huyền khí chỉ có hai kiện, các ngươi nhiều người như vậy, làm sao chia? Phong ấp khinh miệt cười lạnh nói. Đừng mơ dùng kế khích tướng, chỉ cần ngươi giao ra đây, quản chúng ta chia sao làm gì. Ở đây người nào không phải lão hồ ly, làm gì có ai dễ dàng bị hắn khích tướng chứ. Muốn vận dụng hồn chiến kỹ pháp, đừng vùng vẫy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh âm lạnh như băng của Trương Thiệu Thiên truyền đến, hắn trực tiếp cảm ứng được linh hồn chấn động của Lý Vân Tiêu, ném ra phệ hồn phiên thả ra kim sắc hồn nô. Hồn nô kia há miệng liền nhổ ra một đoàn sương mù, vậy mà chế trụ linh hồn dung hợp của Lý Vân Tiêu, yêu long ở trong linh hồn cảm thấy trở ngại thật lớn,
vậy mà không cách nào dung hợp được. Chiêu hồn chiến kỹ pháp này chính là bí pháp phệ hồn tộc ta, còn muốn ở trước mặt ta khoe khoang sao? Trương Thiệu Thiên vẻ mặt lạnh lùng, điểm xuống mấy bí quyết, sương mù mà kim sắc hồn nô nhổ ra liền biến thành màu xám trắng. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy không chỉ có hồn lực đã bị chấn áp, hơn nữa yêu long tựa hồ còn như muốn bị rút ra ngoài vậy. Hắn hoảng sợ kinh hãi, trong mắt bạo xuất ra đạo đạo lệ mang, nhìn chằm chằm vào Trương Thiệu Thiên trong nội tâm rét run, nhưng vẫn kiên trì chống lại. Ở đây cao thủ nhiều như mây, Lý Vân Tiêu lần này chỉ có chạy đằng trời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng không có gì phải sợ cả. Phòng ấp lộ ra vẻ áp lực, nhìn thoáng qua Trương Thiệu Thiên, khen. Đúng vậy, tiểu tử ngươi làm không tệ, đợi lát nữa linh hồn của hắn sẽ thuộc về ngươi, có thể tùy tiện lấy đi. Trương Thiệu Thiên trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, Lý Vân Tiêu bất quá chỉ là tồn tại cấp bậc võ tông, hắn cũng không thèm để vào mắt. Hắn để ý chính là đạo hồn phách hậu duệ chân long trong linh hồn đối phương kia. Sa Húc Nghiêu cũng lộ sắc mặt âm lãnh, nếu không phải bị Trương Thiệu Thiên cắn nuốt bộ phận hồn phách, hắn cũng sẽ không tổn thương như vậy, giờ chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn chỗ tốt bị một mình phong ấp độc chiếm. Nếu ngươi đã quật cường như vậy, vậy ta chỉ có thể động thủ một chút rồi. Trong mắt phong ấp lộ ra sát ý trào phúng, ngự thú hoàn giữ trong lòng bàn tay, một chiêu ngũ hành thánh trảo bắt tới. Đế khí tung hoành, chấn áp hết thảy. Bọn người Trương Thiệu Thiên và Trầm Phong ở bốn phía, tuy rằng là võ tôn đỉnh phong, cũng cảm thấy cực kỳ không khỏe, áp lực sắc mặt hết sức khó coi. Muốn động đến hắn, đã hỏi qua ta chưa? Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, Diệp Phàm vốn còn đang ngồi điều tức đột nhiên dương đôi mắt khép mở chợt có một đạo thiểm điện xẹt qua, bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu, một ngón tay như đao mang điểm xuống. Trên ngón tay kia vậy mà lóe ra khoa đầu văn tự, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Phong ấp trong nội tâm kinh hãi, hoảng sợ phát hiện trên cánh tay mình đã bị một cổ lực lượng chấn áp, vậy mà không cách nào nhúc nhích được. Sao lại vậy, cửu thiên đế khí, chấn áp tất cả, sao lại có lực lượng có thể chấn áp đế khí của ta chứ? Trên mặt phong ấp lộ ra vẻ sợ hãi, một loại sợ hãi vô danh phá vỡ thưởng thức của hắn đánh úp lại, Diệp Phàm một ngón tay điểm qua, chỉ thấy máu tươi tóe lên. Bàn tay của hắn liền bay ra ngoài. A! Phong ấp kêu thảm một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng dùng tay trái triệu hồi ngũ hành ngự thú hoàn, cũng không dám ở lâu thêm nữa, muốn ngự không mà đi. Người còn lại cũng thấy tình thế không tốt, đều muốn nhao nhao bỏ chạy. Đã dẫn tới ta xuất thủ, vậy thì lưu lại toàn bộ đi. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên hàn quang, thanh âm kia trầm ổn hùng hậu, hoàn toàn không giống với lúc trước. Mà ngay cả khí tức phát ra trên người hắn cũng lăng lệ dị thường, khiến người khó có thể tới gần. Chư pháp vô tương, bàn nhược thần trưởng. Một thủ ấn ngưng tụ trên không trung, bỗng nhiên biến ảo ngàn vạn, đầy trời hiện lên một đạo kim quang cháo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm đẩy ra, những nơi đi qua đều là trưởng ấn màu vàng, giống như nhất niệm đạo hóa vô số, thiên địa vạn vật đều cho ta trưởng. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại. Uy lực một trưởng này đủ để so với đại phong vân trưởng của hắn rồi. Thích Quang và Đào Bình ở xa càng mở to hai mắt, hoảng sợ thất thanh nói. Bàn nhược thần trưởng, dĩ nhiên là bàn nhược thần trưởng đã thất truyền từ lâu. Trong lòng hai người kinh hãi tột đỉnh. Phanh, phanh, phanh. Ngàn vạn vô số trưởng ấn nhao nhạo một đường bạo tới võ giả ở bốn phía, mọi người hoảng hốt, nguyên một đám thi triển ra tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng, điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Trong đó Sa Húc Nghiêu và Ngư Dương Chu cách gần nhất bị một trưởng đập nát phòng ngự đế khí, trưởng ấn chấn vào ngực, nội tạng lập tức nghiền nát, thân thể bị chấn văng ra xa. Thân thể Sa Húc Nghiêu rơi xuống trên đại thụ, liền trực tiếp bỏ mạng. Ngư Dương Chu cũng bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, không biết thi triển thủ đoạn bảo vệ tánh mạng gì, vậy mà lưu lại một hơi tàn, vận lên chân khí, sau đó liền chạy đi như điên. Phòng ấp bởi vì chạy trốn sớm. Tuy rằng cũng nhận bị thần trưởng ảnh hương, bị đánh nát mảng lớn xương cốt, nhưng cũng không tổn thương nội phủ, là người bị thương nhẹ nhất. Trương Thiệu Thiên và Trầm Phong, còn có cứu xí linh xà điều lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị thần trưởng đánh bại, chưa kịp giãy giụa chút nào đã bỏ mạng tại chỗ. Diệp Phàm thu trưởng về, cau mày nói. Vậy mà chạy mất hai tên. Tựa hồ đối với một trưởng của mình cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn đại phát thần uy khiến Thích Quang và Đào Bình đều cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa, một chiêu đã đánh gục ba gã võ tôn đỉnh phong và một gã võ đế,
còn có hai gã võ đế bị trọng thương bỏ chạy, hiện giờ dù là người ngu cũng biết người trước mắt này không phải là Diệp Phàm. Đào Bình hoảng sợ nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu chủ hắn sao rồi? Diệp Phàm nhìn hắn một cái, không lên tiếng, mà cau mày. Lý Vân Tiêu nuốt ngụm nước miếng, ngưng giọng nói. Nếu như ta không đoán sai thì, hắn chính là, cái thế võ đế, Diệp Nam Thiên. Ba chữ kia như sấm sét nổ vang trong cành lá rậm rạp, khiến chim rừng cũng bị chấn cho phải rào rào bay lên, yên tĩnh dị thường. Diệp Nam Thiên đại nhân. Đào Bình và Thích Quang đều run rẩy toàn thân, mạnh mẽ trực tiếp quỳ lạy sát xuống trên không trung. Tuy rằng bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được, nhưng Lý Vân Tiêu nói như vậy, bọn hắn chẳng biết tại sao lại tin ngay. Diệp Phàm nhàn nhạt dừng ở Lý Vân Tiêu, tựa hồ như muốn nhìn thấu hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, không có chút ý sợ hãi nào cả, vận chuyển đại diễn thần quyết, khiến đối phương không cách nào điều tra được gì cả. Ồ! Diệp Phàm kêu nhẹ một tiếng, lập tức cười nói. Xem ra ngươi cũng là người có bí mật a. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, trầm giọng nói. Ta không cần biết ngươi là ai, Diệp Nam Thiên cũng tốt, hay là cường giả tuyệt thế khác cũng thế, ta chỉ muốn biết Diệp Phàm sao rồi. Ngươi muốn chiếm cứ thân thể của hắn tới khi nào? Diệp Phàm cười nói. Xem ra ngươi cũng rất quan tâm đến hắn, ta cứu không lầm người. Năm đó ta ở trong Nặc Á Chi Chu lưu lại ba đạo thần niệm, chính là vì trợ giúp hậu nhân của ta kế thừa thánh khí này. Mặc dù biết thân phận của đối phương, nhưng Lý Vân Tiêu không sợ chút nào, cười lạnh nói. Thiên cổ nhất cục, dĩ nhiên là một âm mưu, trừ Tử Tôn Diệp ra ngươi ra, không có âm thượng ấn ký, tuyệt không khả năng đạt được Nặc Á Chi Chu. Không sai. Diệp Phàm sảng khoái gật đầu nói. Nặc Á Chi Chu này là ta luyện chế. Tự nhiên muốn để lại cho hậu nhân mình, người còn lại sinh lòng tham niệm, chết chưa hết tội. Hắn đối với vô số cường giả mấy ngàn năm qua vì đoạt được thuyền nhỏ này mà bỏ mạng tựa hồ cực kỳ khinh thường, tiếp tục nói. Ba đạo thần niệm này vốn là để cho hắn kế thừa tất cả võ ý và tinh túy của ta, nhưng trước kia chấn vỡ đại địa quy tắc chí cường kia đã tiêu hao hai đạo, bàn nhược thần trưởng vừa rồi lại hao phí nửa đạo thần niệm, hiện giờ chỉ còn lại nửa đạo thần niệm, thật sự khiến ta khổ não. Tựa hồ đang trưng cầu ý tứ Lý Vân Tiêu, hắn hỏi. Là để hắn bộ phận dung hợp Nặc Á Chi Chu hay là kế thừa bộ phận võ ý của ta? Vô luận là loại nào, cũng đã xa xa không đủ rồi, ba đạo thần niệm này của ta yên lặng mấy ngàn năm, không thể tưởng được vừa ra đã chỉ còn lại nửa đạo để dùng, hơn nữa uy lực so với vài ngàn năm trước kém hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Đây chính là đại sự quan hệ đến nhất mạch truyền thừa của Thánh Hỏa Điện ngươi. Hỏi ta làm gì? Chỉ cần Diệp Phàm không có việc gì là được rồi, người từ từ suy nghĩ đi, ta không nói nhiều nữa. Hắn đang định lăng không mà đi, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, xoay người lại nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hé miệng ra như muốn nói điều gì đó. Diệp Phàm nhẹ nhàng cười cười, vươn tay ngắt lời. Có phải ngươi muốn hỏi ta về chuyện thần cảnh không? Bốn chữ không thể trả lời. Ta kháo. Lý Vân Tiêu khinh bỉ dựng thẳng lên ngón giữa. Cũng không quay đầu lại liền lăng không mà đi. Diệp Phàm dừng ở bóng lưng của hắn, cho đến sau khi biến mất, mới nói với hai người Đào Bình và Thích Quang. Người này có thiên vận nơi thân, quyết không thể là địch được. Nói xong liền đáp lên một cành cây to, ngồi xếp bằng lại. Đào Bình và Thích Quang cả kinh, vội vàng liên tục đồng ý, phân biệt đứng ở bên cạnh Diệp Phàm hộ pháp cho hắn. Hai người nhìn nhau. Đều thấy được vẻ khiếp sợ và khó có thể tin trong mắt đối phương, biến hóa trong khoảng thời gian ngắn này khiến bọn hắn có chút không thể thích ứng được, muốn nói Diệp Phàm trước mắt này chính là Diệp Nam Thiên, quả thực quá mức quái dị, thật sự khiến người khó có thể tiếp nhận nổi. Nhưng khí chất và thực lực đó, nếu không phải thế thì cũng không biết giải thích sao nữa. Hơn nữa dùng thực lực hai người, nói gì đến hộ pháp cho người ta, nếu thật có biến xuất hiện thì ngược lại cần Diệp Phàm cứu bọn họ thì đúng hơn. Lý Vân Tiêu phi tốc xuyên thẳng qua trong cành lá rậm rạp, bản thể vạn cổ trường thanh thụ này có thể so sánh với Côn Ngô thần thụ rồi, đều là vô cùng khổng lồ, giống như một tòa rừng rậm vậy. Hắn dọc theo dấu vế lôi điện tiểu thanh để lại mà đi, mục tiêu của thương chính là thu cây đại thụ này để tẩm bổ cho hồn thiên nghi, mà giới thần bi của hắn cũng có thể, nếu có thể đủ hấp thụ sinh cơ vô hạn này uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Ba gã võ đế chết thì chết, tổn thương thì tổn thương.
duy nhất có thể uy hiếp được hắn chỉ còn lại Tiểu Thanh và đám đại yêu. Tiểu Thanh thiếu nợ nhân tình của hắn, mà đại yêu cũng đã giao thủ nhiều lần, không có gì phải sợ cả. Trong đầu Lý Vân Tiêu không ngừng nhớ lại tình cảnh vừa rồi, mỗi lần Diệp Nam Thiên ra tay, còn có bàn nhược thần trưởng kia cũng dần dần hiện lên trong đầu hắn. Bỗng nhiên hắn lộ vẻ tươi cười, lẩm bẩm: "Thần cảnh sao, ta cuối cùng sẽ đạt tới." Ầm ầm. Phía trước đột nhiên truyền đến chấn động cực lớn, toàn bộ rừng cây bắt đầu lay động, bốn phía tất cả đều là lá cây xào xạc, khiến người ù cả tai. Một bóng đen cự đại từ trong rừng rậm đằng xa đứng thẳng lên, gào thét lớn bộc phát ra lực lượng kinh người, mà trên bầu trời chung quanh, tất cả đều là sấm sét vang dội, chính là thân ảnh Tiểu Thanh đang chiến đấu. Lý Vân Tiêu ngây ngốc một chút, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai con ngươi nhìn ra xa, thân ảnh cực lớn kia trên trán có hai ngân giác, hai mắt kim quang diệu diệu, trên hai ngân giác kia chớp động lên lực lượng cường đại, vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ lôi điện của Tiểu Thanh, tổn thương đến bản thể hắn. Bên trái thân ảnh quấn lấy một cái bảo ngọc hoàn hoàng kim, đúng là thương, giờ phút này từng vòng ánh sáng chói lọi rơi xuống, giống như ánh trăng chiếu rọi, khiến thân ảnh hắn tản mát ra màu cổ đồng cực kỳ uy vũ. Đây chính là bản thể của thương sao? Lý Vân Tiêu chấn động, bình thường người yêu tộc bị buộc ra bản thể đều là lúc bất đắc dĩ, bởi vì sau khi hiện ra bản thể nguyên khí sẽ đại thương, tiến vào thời kỳ suy yếu cực độ. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ai dễ dàng hiển lộ, hiện giờ bản thể thương xuất hiện, chứng minh hắn đã đập nồi dìm thuyền, đánh cược một lần cuối cùng rồi. Chỗ đó nhất định chính là chỗ hạch tâm của vạn cổ trường thanh thụ. Lý Vân Tiêu nuốt một viên đan dược, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong, sau đó liền chạy đi như bay. Ở bốn phía bản thể thương, bốn người vũ đều đứng vững ở xa xa, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, Tiểu Thanh thân hóa lôi điện chỉ có cửu thiên đế khí mới có thể chấn áp, bọn hắn một chút cũng không giúp được. Mà thương chính là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất trong yêu tộc họa đấu tộc, trời sinh ngân giác kim mục, có chứa vô thượng yêu lực, không thua gì đế khí chi uy. Lê lo lắng nói: "Nơi này là chỗ bản thể Tiểu Thanh, hắn có thể tùy thời hấp thụ sinh cơ chi lực, kéo dài càng lâu đối với thương đại nhân càng bất lợi. Các ngươi trước tiên dùng tam tài trận mở ra bộ phận hạch tâm nơi này, ta đi trợ giúp thương đại nhân một tay." Nàng tế ra chống trận, dẫm lên nhảy vào trong lĩnh vực lôi điện của Tiểu Thanh, trên người cũng bắt đầu phát sinh hiện tượng yêu hóa, trên cánh tay mảnh mai sinh ra ba đạo cốt nhận, gương mặt cũng dần dần trở nên yêu dị, tóc dài bay múa ở sau lưng. Dưới chân dựa theo bộ pháp nhất định dẫm ra các loại tiết tấu, vậy mà xinh xinh xé mở một lối đi, tiếng trống như tư thế hào hùng, mang theo sát khí vô biên cuồn cuộn mà đến, giống như tiến vào chiến trường viễn cổ vậy, bốn phía đều là điều hưu chi ý. Tiểu Thanh đang đánh nhau túi bụi với thương, đột nhiên lực lượng trên người bắt đầu xuất hiện tần suất sao động, tâm tình thoáng cái trở nên bực bội, tiếng trống kia mỗi khi vang lên giống như thiết chùy nện vào trái tim hắn, dưới mấy lần sơ sẩy thiếu chút nữa đã bị thương chấn áp. Trong mắt thương liên tiếp bắn ra mấy đạo kim mang, nhảy vào trong lôi điện, bắn thủng thân thể Tiểu Thanh, ngay sau đó cặp ngân giác trên trán phát ra ánh sáng rực rỡ, trong hai nắm tay có hai đạo cầu năng lượng chớp động ngân quang, vọt nhanh đánh vào trong lôi ngục của Tiểu Thanh, trong miệng lại hét lớn: "Lê, ngươi lùi ra ngoài cho ta, thu lấy bản thể thần thụ này." Tiểu Thanh bị lôi cầu màu bạc kia đập trúng, cả người đều biến thành màu bạc lưu chuyển, kêu rên vài tiếng cực kỳ thống khổ. Liên tục thối lui lại trên không trung, sau khi thu nạp tất cả lôi điện liền ngừng lại trên không trung, trong mắt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, đám người vũ đã bày trận đào lấy gốc rễ hắn liền hổn hển lao xuống dưới. Tuy rằng hiện giờ hắn đã thoát ly bản thể mà ra, nhưng dù sao cũng là do bản thể biến thành, thật giống như trơ mắt ra nhìn cuống rốn của mình bị người ăn tươi vậy, ai có thể chịu được. Tiểu Thanh cơ hồ giận như phát điên: "Trung thực lưu lại trên không trung cho ta đi." Thương hét lớn một tiếng, hai nắm đấm cũng giống như song giác trên trán biến thành ngân quang lóng lánh, hai tay kết xuất một ấn quyết cổ quái, kim quang trong ánh mắt trực tiếp bắn vào trong đó, kim ngân nhị sắc dung hợp cùng một chỗ, dưới chỉ quyết biến hóa thành hình một đạo đồ án thái cực. Đồ án này vừa ra, một cổ lực lượng kỳ dị bắn ra, không gian quanh thân đều ngưng tụ, phảng phất toàn bộ bất động, mà ngay cả bản thân Thương cũng không thể động đậy. Lôi điện chi thân của Tiểu Thanh cũng trực tiếp hiển hóa ra, dưới lực lượng nhị sắc kia đình trệ xuống, mỗi khi di chuyển một chút đều cực khổ dị thường, kinh hãi nói: "Thiên phú thần thông của họa đấu tộc Thái Cực Phong Thiên Ấn." Thương vẻ mặt vẻ dữ tợn, nói:
ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây ngắm phong cảnh cùng ta đi, đợi thu hạ ta thu lấy bản thể ngươi rồi, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Tiểu Thanh giận tím mặt, dốc sức liều mạng tụ tích lũy lấy năng lượng, lạnh giọng nói. Ngươi thật muốn bức ta ngưng tụ tử phủ diệt thế thần lôi sao? Hồn thiên nghi của ngươi đã hỏng rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng phong thiên ấn trình độ này có thể áp chế diệt thế chi uy sao? Thương trong lòng run rẩy thoáng một phát, hồn thiên nghi bị hỏng, yêu thương chết trận, tất cả đều là do Tiểu Thanh ban tặng, giờ phút này nhắc tới, càng là kích thích lửa giận trong lòng hắn, giống lớn nói. Ngươi ngưng tụ thần lôi thử xem, dưới phong thiên ấn của ta ngươi nhiều nhất chỉ giết được mình ta. Ngươi cho rằng bản thể ngươi có thể yên lành sao? Tiểu Thanh mặt âm trầm, hắn biết rõ Thương nói không sai. Thái cực phong thiên ấn chính là thiên phú thần thông mà chi vương chi huyết mạch của họa đấu nha tộc mới có thể truyền thừa, được xưng là phong ấn mạnh nhất tại thiên võ giới. Nếu không phải thực lực Thương quá thấp thì chút tử lôi kia của mình căn bản không thể phá được. Hơn nữa một khi ngưng tụ tử lôi, lực lượng hao hết thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người cứ như vậy đối nghịch trên không trung, một phương đồ án thái cực kim ngân nhị sắc phảng phất tự thành thế giới, ở quanh thân hai người như tinh hà lưu chuyển. Phân cả bầu trời thành hai nửa. Thái cực đồ án ở trong đó như ẩn như hiện, duy hoảng duy hốt. Ở bên dưới, ba người vũ kết thành tam tài trận, ba kiện huyền khí cửu giai tạo thành một đồ án hình tam giác, hai hai tương giao, kim quang bắn ra bốn phía, tuy rằng đơn giản, nhưng lại có thể hội tụ tất cả lực lượng lại một điểm. Ầm ầm, một điểm tụ tập lực lượng ba kiện huyền khí kia bỗng nhiên nổ tung, một cái cầu năng lượng màu vàng hình tròn hình thành trên không trung. Không ngừng biến lớn ra, ở trong cầu năng lượng chiếu rọi ra một cây đại thụ thông thiên, linh khí mười phần. Chính là chỗ này. Vũ trầm giọng khẽ quát, tay trái điểm ra vài chỉ quyết, nguyên một đám phù văn lưu động trên thân vĩ quang kia, bắn vào trong quang cầu kia. Năng lượng cầu vào thời khắc này đột nhiên nứt ra, cũng không có lực lượng chấn động quá lớn, mà hiện ra một không gian hắc sắc, giống như phá vỡ phong ấn nào đó, hai không gian vào thời khắc này nối tiếp nhau. Phát ra va chạm rất nhỏ, còn có hàng trăm hàng ngàn khe hở màu đen đùng đùng dần hiện ra. Bản thể không gian. Vũ đại hỉ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiểu Thanh ở trên không nhìn xem tất cả, gương mặt âm trầm như muốn chảy ra nước rồi. Chỗ hạch tâm vạn cổ trường thanh thụ, ngưng tụ toàn bộ tánh mạng tinh hoa, một đoạn thần thụ nhỏ từ trong không gian kỳ dị kia dần hiển hóa ra. Nhanh phong bế hạch tâm thần thụ kia, ngàn vạn đừng để nó rơi xuống đất. Thương giống lớn nói, một khi thu hạch rơi xuống đất, lực lượng sẽ theo cả vùng đất sói mòn, khó có thể thu lấy toàn bộ được. Trên trán hắn bắt đầu mồ hôi rơi như mưa, đã là nỏ mạnh hết đà rồi, thái cực phong thiên ấn đồ cũng hoảng hốt bất định, tùy thời đều có dấu hiệu biến mất. Ba gã đại yêu vội vàng kết ấn, liên thủ lập tức bố ra một kết giới, trực tiếp phong ấn không gian vừa xuất hiện kia, hạch tâm thần thụ khó có thể thoát ly mà ra. Vũ Văn Cao đứng yên ở xa xa nhìn xem, lúc này đột nhiên lộ ra vẻ mặt âm lãnh, bỗng nhiên ra tay với đường kiếp ở cách đó không xa, uy lực lĩnh vực võ tôn trực tiếp cuồn cuộn ép tới. Tính dưỡng điều thức một thời gian, lực lượng của hắn đã sớm hoàn toàn khôi phục, một mực đều chờ thời khắc động thủ. Ngươi làm cái gì? Đường kiếp cả kinh, lập tức lấy ra chú tước đao ngăn cản trước người, lưỡi đao sắc bén phá vỡ lĩnh vực, đồng thời toàn thân hơi co lại, công thủ nhiều mặt. Nhưng Vũ Văn Cao xuất thân sát thủ đỉnh cấp sát, một khi động thủ đều là một kích lôi đình, chỉ thấy thân ảnh chớp động sau đó liền hoàn toàn biến mất tung tích, lăng không ẩn nặc rồi. Đường kiếp quá sợ hãi, chu tước đào múa ra đao mang ở bốn phía thân thể kết thành một đường, phòng bị Vũ Văn Cao đánh lén. Hắc, không có tác dụng đâu. Tiếng cười lạnh của Vũ Văn Cao từ sau lưng hắn truyền đến, đường kiếp hoảng hốt quay đầu chém ra một đao, liền cảm thấy chỗ các đốt ngón tay bị một ngón tay điểm tới. Cả đầu cánh tay lập tức tê dại, chu tước đao bị rơi xuống. Hắc hắc, có thể được một kiện huyền khí cửu giai, cũng coi như không uống công chuyến này rồi, chút ít tinh nguyên mất đi kia cũng coi như đã nhận được hồi báo không nhỏ. Đường kiếp kinh hãi hoa cả mắt, chỉ thấy không trung có mấy đạo tàn ảnh, Vũ Văn Cao liền mang theo chu tước đao của hắn chạy đi. Toàn bộ quá trình động thủ chỉ trong mấy hơi thở, hắn thậm chí ngay cả động tác của đối phương cũng không thấy đã mất đi bảo đao. Tử thần cung không hổ là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ. Sắc mặt đường kiếp lập tức trắng bệch, mất đi chu tước đao đối với thực lực của hắn mà nói không thể nghi ngờ là đả kích cực lớn, mà giờ khắc này ba gã đại yêu đang tại phong ấn không gian hạch tâm thần thụ, căn bản không có thời gian rảnh để ý tới hắn.
Xa xa thân ảnh Vũ Văn Cao rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ, muốn biến mất trong tầm mắt, nhưng khiến Đường Kiếp ngạc nhiên chính là điểm nhỏ kia không chỉ không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra, hắn lại trở về rồi sao? Đường Kiếp trong lòng sững sờ, liền thấy thân thể Vũ Văn Cao không tự chủ được bay lượn trên không trung, trong mắt lộ vẻ sợ hãi và phẫn nộ, trọng thương ngã trên mặt đất. Mà một bóng người mặt mũi tràn đầy lạnh như băng xuất hiện, trong tay đang nắm lấy Chu Tước đao, từng bước một lâm không đi tới, dưới vai phải trống trơn không có gì. Phong ấp. Đường Kiếp kinh hãi kêu lên, hắn nhìn chỗ tay cụt của Phong ấp, nghĩ mãi mà không rõ có ai lại có thể đoạn đi cánh tay kia của hắn. Phong ấp không để ý tới Vũ Văn Cao trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba người Vũ, chớp động mấy cái đã đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Thân nhập Bảo Sơn, há có thể tay không mà quay về. Nặc Á Chi Chu ta không chiếm được, cầm vài món huyền khí cửu giai cũng tốt. Trong tay hắn lóe lên hào quang, Chu Tước đao đã bị hắn thu vào, vẻ mặt tham lam nhìn qua huyền khí cửu giai của ba người Vũ, để lại trên không trung một dải hào quang. Dưới sự kinh hãi của mọi người, hắn bay lên trời, hóa thành một đạo quang mang phóng tới ba kiện huyền khí cửu giai kia, vươn tay muốn bắt tới. Ngươi muốn gì? Vũ mắt lộ ra hung mang, giận dữ nhìn chằm chằm vào Phong ấp, trên người chấn động ra một đạo tinh thần lực, liền biến mất tại chỗ, thuấn di đến trước người Phong ấp, đánh ra một quyền. Ba người bọn họ chỉ có thực lực võ tông, hoàn toàn dựa vào lực lượng huyền khí phong ấn không gian hạch tâm thần thụ, nếu bị lấy đi hạch tâm thần thụ tất nhiên sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc. Chỉ bằng lực lượng con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Phong ấp khinh miệt cười, đế khí ngưng tụ trong lòng bàn tay đánh ra. Lực lượng vô cùng bá đạo trực tiếp chấn vỡ quyền kình của Vũ, đánh lên trên người hắn. Tuy rằng hắn hiện giờ có thương tích nơi thân, nhưng cũng không phải võ tông có thể chống lại, nếu không phải thân thể Vũ vô cùng cường đại thì dưới một chưởng này đã sớm tan thành mây khói rồi. Dù vậy, thân thể hắn cũng trọng thương cực nặng, xa xa ngã trên mặt đất miệng lớn thổ huyết. Lê lao như bay trên không trung, năm ngón tay liên tục đánh lên chống trận, từng đạo kình khí sóng âm phá không mà xuống, vọt tới trên người Phong ấp. Giờ phút này yêu hóa của nàng đã càng ngày càng mạnh, hình thể đã sớm lớn hơn gấp mấy lần, giờ tay nhấc chân cũng có uy năng lớn lao. Phong ấp nhướng mày, ngũ hành ngự thú hoàn từ trong tay bay ra, ở trên không trung hóa thành một cái vòng lớn, năm đầu thử vương vòng quanh vòng lớn, năm loại lực lượng các thuộc tính tỏa ra, hình thành một đạo phòng ngự ngăn trở hết tất cả sóng âm. Lê biến sắc, chống chấn đột nhiên biến lên cực lớn, giống như núi cao, hung hăng ép xuống dưới, lập tức nhật nguyệt vô quang. Vào thời khắc mấu chốt này, nàng cũng không quan tâm gì nhiều nữa, dù liều huyền khí vỡ vụn, cũng nhất định phải cam đoan thu được lực lượng hạch tâm của vạn cổ trường thanh thụ. Phong ấp sốt cục động dung rồi, uy áp huyền khí của cửu lê chiến cổ hơn xa ngũ hành ngự thú hoàn của hắn, trên mặt năm đầu thử vương bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ, tốc độ chạy trốn cũng dần giảm bớt. Ngũ hành ngự thú hoàn của hắn chẳng qua chỉ là chuẩn huyền khí cửu giai, nếu cưỡng ép va chạm thì sợ rằng sẽ triệt để hư hao mất. Năm ngón tay Phong ấp thành chảo, ngự thú hoàn kịch liệt co rút lại, hóa thành một cái thủ trạc chui vào trong cổ tay trái hắn. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, hóa trưởng thành quyền, một đạo kình khí hiện lên như gợn nước trước quyền hắn, tụ tập toàn bộ lực lượng đánh tới chỗ chống trận. Uy lực cửu thiên đế khí, không thể địch nổi. Ầm ầm, cửu lê chiến cổ phát ra chấn động cực lớn, lực lượng sóng âm nặng nề bỗng nhiên một dài một ngắn, lấy tần suất cực kỳ bất quy tắc khuếch tán khắp bốn phía, đâm vào khiến màng tai mọi người đau lên từng cơn. Rất nhanh tuôn ra huyết ra, hai lỗ tai ngắn ngủi mất thông. Không gian dưới sóng âm cường đại kia chợt liền vặn vẹo cực kỳ lợi hại. Phốc, Phong ấp ở cách chống trận gần nhất, lực sóng âm phải chịu cũng là mạnh nhất, tại chỗ phun ra một ngụm tâm huyết, tổn thương càng thêm tổn thương, giờ phút này hắn cũng đã dần có chút không chịu nổi. May mắn Lê lúc trước khi đấu với Tiểu Thanh đã tiêu hao khá nhiều lực lượng, điều khiển cửu Lê chiến cổ cũng chỉ như nỏ mạnh hết đà. Bị đế khí xuyên thấu qua một bộ phận, tuy rằng đã biến ra bản thể, nhưng bị một quyền đánh bay cũng giống như Vũ bị ngã xuống đất không dậy nổi. Mà chống trận như núi kia cũng đã mất đi khống chế, phi tốc nhỏ đi. Phong ấp trong nội tâm quính lên, vươn tay bắt lấy chống trận kia, nhưng vẫn chậm một bước, tống trận kia tựa hồ linh tính cực cao, sau khi mất đi khống chế liền lập tức hóa thành một đạo quang mang, trở về lại bên hông Lê. Bản thể Lê bị thương, dần dần biến trở về hình người.
chỉ có điều toàn thân tái nhợt, nguyên khí mất hết, đã không có chút lực lượng nào nữa rồi. Hừ, đợi lát nữa lại thu ngươi. Phong ấp hừ lạnh một tiếng, con vịt đã đun sôi hắn ngược lại cũng không sợ nó bay mất, trực tiếp chộp tới ba kiện huyền khí trong tam tài trận. Chống trận kia dù sao cũng là huyền khí sóng âm, lực hấp dẫn đối với hắn cũng không bằng ba kiện binh khí thật sự này. Vèo. Vĩ quang kiếm trong tam tài trận dần mất đi khống chế, cuối cùng từ bên trong trận pháp bắn ra, tự động tìm chủ lao về phía Vũ. Dực hét lớn một tiếng, trong hai tròng mắt tuôn ra sát ý vô tận, quát. Phù, người chống cự mấy hơi thở, ta trước hết giết người này. Hắn mười ngón khẽ động, huyền khí đã bay trở về, ở trên mười ngón hắn tản mát ra sát cơ lăng liệt, hắn cũng bất chấp hậu quả rồi, tất cả lực lượng đều tụ tập vào trong huyền khí, lập tức bạo phát ra. Không gian trực tiếp bị xé rách ra hơn 10 đạo lỗ hổng, hiện ra vô số loạn trảm, rậm rạp chẳng chịt lâm không tập đi. Phong ấp chấn động, biết rõ những đại yêu này mỗi người đều cổ quái, tu vị rác rưởi nhưng chiến lực lại siêu cường, quyền trái hắn nắm chặt năm ngón tay, ngũ hành ngự thú hoàn thoát thể mà ra, một đạo kết giới ngũ sắc bao phủ hắn vào trong, chống lại vết nứt không gian phô thiên cái địa lao tới kia, không ngừng xé rách không gian bốn phía, linh áp trên kết giới cũng bị xé rách tóe ra. Tùy thời đều muốn vỡ ra. Dực vừa ra tay, chỉ còn lại một mình phù trèo chống phong ấn, hắn rót toàn bộ lực lượng vào trong chiến phủ, muốn trấn trụ không gian hạch tâm kia, lại cảm thấy áp lực cực lớn, từ trên chiến phủ truyền đến từng đạo chấn động, lộ ra không chống được nữa. Chi, trong không gian này lại có người. Phù chấn động, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng bá đạo từ trong không gian hạch tâm vọt ra, hắn dù cố gắng như thế nào không gánh được nữa. Chiến phủ cũng theo đó bị đánh bay đi, hắn cũng bị ảnh hưởng từ lực lượng cường đại kia, phun ra một ngụm máu tươi bay ra xa mấy chục thước. Ha ha, rốt cục đã đi ra. Sau khi phong ấn bị mở ra, một tiếng cười to truyền ra, ngay sau đó một thân ảnh bay ra, tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng trên mặt lại là đại hỷ sống sót sau tai nạn. Theo hắn lao tới, một đạo quyền phong vô cùng cường đại vô cùng cũng theo đó lao tới, đánh vỡ tầng tầng không khí. Phát ra tiếng nổ đùng cường đại giết tới hắn. Người nọ xoay người lại, trong tay cầm một thanh kiếm bản rộng tiện tay chém xuống, kiếm khí bổ vào trên quyền kình kia bộc phát ra năng lượng cực lớn khuếch tán ra. Mà ngay cả ở Dực và Phong ấp ở một bên cũng cảm thấy chấn động, hai người cùng bị chấn ra xa hơn 10 thước. Võ tôn đỉnh phong. Phong ấp trong nội tâm cả kinh, nhìn người lâm không mà đứng kia, lập tức nhận ra đó chính là đoàn trưởng dòng binh đoàn bạo vũ tại Khinh Ca Lâm Địa. Trần Truyện Cửu. Hiện giờ hắn trọng người trọng thương, lực lượng võ tôn đỉnh phong cũng khó chống lại, cho nên sinh lòng kiêng kỵ, lâm lập trên không trung không dám tự ý động thủ. Trên không trung, sắc mặt thương đại biến, trong đôi mắt lóe lên kim mang, thân thể khổng lồ có chút run rẩy. Tiểu Thanh vẫn lạnh lùng nhìn phía dưới, không có bất kỳ cảm xúc. Trần Truyện Cửu sau khi bổ ra một kiếm, lập tức cười ha hả, nói: "Ha ha, Hắc Liên tiểu hoàng, hôm nay mặc dù không giết chết ngươi, nhưng quấy nhiễu ngươi cô đọng quy tắc, tụ tập đế khí. Chỉ cần lần này thất bại thì ngươi sẽ sinh ra tâm ma, về sau còn muốn tiến giai chỉ sợ sẽ khó như lên trời." Phong ấp trong nội tâm đột nhiên run rẩy thoáng một phát, vô cùng chấn động, âm thầm tự nói Hắc Liên tiểu hoàng vậy mà ở trong không gian hạch tâm này ngưng tụ đế khí, bất quá xem ra tựa hồ đã bị Trần Truyện Cửu cắt đứt. Cũng tốt, bằng không thì mặc dù ta gặp phải cũng muốn ra tay trấn áp. Cảnh giới cửu thiên này, nhiều một người không bằng ít đi một người. Trong không gian kia không truyền đến bất kỳ thanh âm gì, chỉ có màu đen dần dần tản mát ra, hai không gian hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, một gốc cây non thần thụ nho nhỏ hiển hiện, rơi xuống đại địa. Trong mắt mấy tên đại yêu lộ vẻ không cam lòng và phẫn hận, nhưng hiện giờ ngoại trừ Dực ra, tất cả mọi người đều bị trọng thương, căn bản không có dư lực đi phong ấn. Thụ chủng rơi vào trên đại địa, lập tức cắm rễ vào. Cành lá rậm rạp bốn phía vào thời khắc này bỗng nhiên trở nên linh khí mười phần, giống như toàn bộ rừng rậm đều rực rỡ hẳn lên. Mà thụ chủng cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng sinh trưởng, không ngừng lớn mạnh lên. Mỗi người đều cảm thấy trong nội tâm có một loại cảm giác thấm vào ruột gan, mỗi một lượt hô hấp đều có thể mang đến bổ ích thật lớn, các loại thương thế và lực lượng mất đi vào thời khắc này cũng dần khôi phục lại. Đúng lúc này, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện bên cạnh thần thụ. Đối với tất cả trước mắt không thèm để tâm đến, cứ như vậy lăng không ngồi xuống, hai tay kết xuất một kim cương ấn, ở quanh thân hình thành một đạo kết giới phòng ngự, sau đó bắt đầu nhập định,
Đồng tử Trần Truyện Cửu đột nhiên co lại, trầm giọng nói. Hắc Liên Thiểu Hoàng, đã đến lúc này rồi ngươi còn muốn đột phá, đừng có nằm mộng. Hắn giơ đại kiếm lên cao, phi thân chém xuống dưới.